Đây là cấm chế phi hành, ngọn núi này bị cường giả bố trí cấm chế không thể phi hành, phỏng chừng chỉ có thể đi bộ lên mà thôi. Tử Yên truyền âm. Thật đúng là như thế. Lục Lâm Thiên hạ xuống chân núi, độ cao càng thấp uy áp càng nhỏ, đứng dưới đất không còn chút uy áp. Lục Lâm Thiên ngẩng đầu nhìn lên núi, có cảm giác mình càng thêm nhỏ bé, ngọn núi này quá mức khổng lồ, độ cao thậm chí không thể nhìn tới đỉnh, một cỗ khí tức sát phạt cổ xưa từ trên đỉnh núi không ngừng tràn xuống. Nơi này thật kỳ lạ, sao lại có nhiều khe sâu đường đá như thế? Lúc Tử Yên rơi xuống đất, ánh mắt nhìn chăm chú vào từng đạo khe sâu đường đá trên núi, đôi mắt nhất thời biến hóa, khe sâu đường đá rậm rạp không cách nào quan sát toàn bộ, liếc mắt nhìn lên bắt đầu từ chân núi đã thấy xung quanh có vài khe sâu xuất hiện. Lục Lâm Thiên cũng nhìn theo, mỗi khe sâu đều uốn lượn theo núi đi lên, thật nhiều đường đá lại nối liền chung một chỗ, thuần túy giống như một mê cung kéo dài lên núi, cả không gian mây mù quanh quẩn, chỉ sợ một khi đi vào thậm chí không cách nào thấy rõ bốn phía. Lục Lâm Thiên nhíu mày, bên trên bố trí cấm chế phi hành, chỉ sợ người bố trí hy vọng người khác sẽ xuyên qua mê cung đi lên núi, không cần phải nói nếu không gặp nguy hiểm trong mê cung mới là việc lạ. Vậy thì chỉ có thể đi bộ lên mà thôi. Chỉ một thoáng đã có không ít người biết được tình huống bên trong, đối với việc đi bộ cũng không có gì ảnh hưởng tới họ. Những con đường này uốn lượn khúc chiết, làm sao đi lên núi? Chỉ có thể dựa vào vận khí. Không ít cường giả phát hiện cấm chế phi hành, sau thoáng do dự đều lựa chọn bước vào bên trong mê cung, thăm dò đường lên núi. Chúng ta đi, mọi người cẩn thận một chút. Vô Ảnh Kiếm Tôn, Lục Linh Tôn Giả, Lộc Linh Tôn Giả, Diệt Hồn Tôn Giả nhìn nhau, lập tức mang theo cường giả Thiên Địa Minh bắt đầu lên núi, đã tới nơi này dù là đầm rồng hang hổ cũng phải xông vào một lần. Ngay sau đó cũng có không ít thế lực đi theo người Thiên Địa Minh. Điều này làm đội hình Thiên Địa Minh càng lúc càng cường hãn. Thân ảnh ba người Cực Lạc Tam Quỷ vô thanh vô tức xuất hiện, lập tức đi vào trong khe sâu. Lục trưởng môn, người có phát hiện điều gì hay không? Lục Lâm Thiên đang cẩn thận đánh giá mê cung rậm rạp, trong tai truyền lại tiếng truyền âm của Tử Yên. Giống như có một chút. Lục Lâm Thiên nói, ngẩng đầu nhìn lên khe sâu dày đặc, trong lòng có loại cảm giác nói không nên lời. Ngươi còn nhớ chúng ta từng đi vào cung điện màu đỏ nhạt hay không? Tử Yên nhìn Lục Lâm Thiên hỏi. Lục Lâm Thiên nhíu mày, lập tức nhìn lên khe sâu, nói. Ta nhớ ra rồi, những con đường này tương tự bản đồ trong đại điện kia. Trong đầu Lục Lâm Thiên hồi tưởng lại đại điện xuất hiện thân thể đế giả, trên mặt đất có một đồ án giống như bản đồ, có dãy núi rừng cây, còn có thông đạo rậm rạp. Mặc dù bản đồ không rõ lắm. Nhưng trong mơ hồ hắn có thể so sánh với những con đường rậm rạp nơi đây, vẫn có thể nhìn ra một ít dấu vết, đồ án kia hẳn có quan hệ với khe sâu đường đá nơi đây, liếc mắt nhìn lại tựa hồ có không ít vật có thể đối chiếu, khó trách hắn quan sát nơi này mà trong lòng luôn có cảm giác quen thuộc nói không nên lời. Ta cũng cảm giác có tương tự, ngươi cũng cảm giác được, vậy xem ra chúng ta suy đoán không sai, bản đồ kia có quan hệ tới ngọn núi này. Tử Yên truyền âm. Ta nhớ được trên bản đồ mặc dù mỗi lối đi cuối cùng đều thông lên một tòa cung điện trên đỉnh núi, nhưng trong đó có một con đường tựa hồ có chút không giống. Có lẽ chỉ có một con đường mới là an toàn, những đường khác đều gặp nguy hiểm. Lục Lâm Thiên càng nghĩ càng có khả năng, mỗi con đường tựa hồ có thể lên đỉnh núi, nhưng cũng chỉ có một đường mới là an toàn, liền hỏi. Tử Yên cô nương, ngươi còn nhớ rõ con đường kia sao? Hẳn còn nhớ được một chút. Nhưng ta cũng không dám khẳng định, lúc ấy cũng không chú tâm, ngươi sao? Tử Yên hỏi. Ta cũng nhớ được một ít, chúng ta cẩn thận ngẫm lại, hẳn có thể tìm ra con đường an toàn. Lục Lâm Thiên nói. Từng thân ảnh đã lục tục tiến vào trong khe sâu, không ai muốn rơi về phía sau. Cường giả đế đạo minh cũng không do dự bao lâu, bởi vì họ xem như đã tụt lại phía sau những người khác. Đại ca, khoan hãy đi lên, đi theo ta là được. Để cho người của đế đạo minh đi theo ngươi, ngọn núi này có quỷ dị. Nhìn thấy cường giả đế đạo minh đã muốn khởi hành, Lục Lâm Thiên truyền âm cho Dương Quá. Dương Quá lập tức gọi người của đế đạo minh dừng lại, mọi người đang nghi hoặc, Dương Quá nói ngọn núi có quỷ dị, cần phải cẩn thận một ít, bởi vì từng kiến thức qua thực lực của Dương Quá, không ai hoài nghi lời hắn nói, trong lòng họ vốn cũng cảm giác nguy hiểm, vì vậy lúc này càng thêm do dự khó quyết. Lục Lâm Thiên cùng Tử Yên đối chiếu khe sâu cùng bản đồ, lập tức lựa chọn một con đường đi lên. Chư vị,
nếu tin được ta thì cùng đi theo ta, nhưng ta cũng nói trước, chính ta cũng không nắm chắc. Cường giả đế đạo minh nghe Dương Quá nói ngọn núi này có quỷ dị, còn đang băn khoăn, Dương Quá nhìn thấy Lục Lâm Thiên đã đi lên núi, lập tức theo sau. Người phi linh môn đi theo Dương Quá, Thiên Địa Nhị Lão, Đông Vô Mệnh cùng nhóm người sát phá quân cũng theo sau, Kim Lang Tôn Giả, cùng Kỳ Tôn Giả khẽ gật đầu, nhìn thái độ của họ các sơn môn khác thoáng do dự, cuối cùng lựa chọn đi theo. Bên trong khe sâu, bên trên xanh biếc, nơi nơi úp úp thương thương, năng lượng tràn đầy, hơn nữa còn có cỗ khí tức sát phạt tồn tại khắp xung quanh. Lục Lâm Thiên cùng Tử Yên dựa theo trí nhớ trong đầu mình dò xét, nếu lựa chọn chung một con đường thì xem như đã đúng, nếu lựa chọn không giống nhau thì có một người đã chọn sai, tới lúc đó sẽ tiếp tục cẩn thận nghiên cứu. Đi vào trong khe sâu, Lục Lâm Thiên mới nhìn rõ ràng, từ nơi này nhìn ra quả nhiên như suy đoán, giữa không trung mây mù thật dày, khó thể nhìn rõ phương hướng, mà hai bên đều là vách núi đen dựng đứng. Dương Quá đi theo Lục Lâm Thiên, cường giả đế đạo minh khẩn trương theo hắn, khí tức sát phạt nồng đậm khiến người có thực lực thấp đều tuôn mồ hôi lạnh, mùi vị phỏng chừng khó chịu, mà cường giả siêu cấp tuyệt đối không dám khinh thường. Cường giả thiên địa các không hiểu tại sao cũng đi theo phía sau đế đạo minh, vẫn luôn luôn đi theo xa xa. Bên trong khe sâu rậm rạp, bên trong một con đường, có hơn 10 thân ảnh nối đuôi nhau đi tới, cho dù mọi người đều thật cẩn thận nhưng vẫn có nguy hiểm xuất hiện. Đột nhiên từng đạo lôi điện oanh kích tới, giống như sấm sét lôi đình lướt ra, chân khí hủy diệt cuồn cuộn tràn ngập bao trùm toàn bộ con đường kia. Suy lạp lạp, thanh âm lôi đình vang vọng, những nơi lôi đình đi qua, không gian lập tức vặn vẹo. Cẩn thận, có cường giả hét lớn một tiếng, nhất thời bố trí phòng ngự bao phủ nhưng đã chậm một bước. A, từng tiếng kêu thảm thiết truyền tới, không ít người thực lực thấp lập tức bị lôi đình đánh thành mảnh nhỏ. Ô ô, thanh âm rít gào vang vọng trong một con đường, vách núi thẳng đứng như sống lại, từng khối thạch khôi lỗi đột nhiên nhảy ra, nháy mắt phát động công kích, không gian lập tức run rẩy lên. Bên trong khe sâu lập tức truyền ra tiếng kêu thảm thiết, uy lực thạch khôi lỗi cực kỳ cường hãn, chỉ một quyền đã đem tu vi vương cấp đánh nát thành mảnh nhỏ. Thật nhiều thạch khôi lỗi xuất hiện, từng thanh âm công kích vang lên đinh tai nhức óc, cả không gian nứt toác, kình phong thổi quét mang theo tiếng kêu thảm thiết không ngừng. Chúng ta đi lên không gặp nguy hiểm đi. Cẩn thận một chút hẳn không có việc gì, cho dù gặp nguy hiểm cũng phải xông vào một lần, không tìm cơ duyên thực lực chúng ta khó thể tiến bộ. Đáng tiếc chúng ta không chiếm được một viên đan dược chuẩn đế nào, nếu đạt được thật tốt. Thôi đi, ngươi cho mình là trọng kiếm vô phong Dương Quá sao, bao nhiêu đại môn đại phái đều không lấy được, nhưng thanh niên tóc dài kia lại chiếm được 4 viên, nếu hắn cho chúng ta một viên thì tốt rồi. Buồn cười. Tại sao hắn phải cho ngươi, ngươi cho rằng đan dược chuẩn đế phẩm là củ cải sao, ta nghe cường giả đại phái nói, cái gì mà đế linh tấn thần đan, sau khi sử dụng có 1/10 cơ hội đột phá thành đế cấp đâu. Nếu ta thành đế cấp, ta sẽ hung hăng dẫm nát những đại môn đại phái kia, mỗi ngày đều chà đạp bọn hắn. Mấy thân ảnh thật cẩn thận đi trong khe sâu, thấp giọng nghị luận, vì giảm nhẹ nỗi sợ hãi trong lòng, lên tiếng nói chuyện xua tan khẩn trương. Đột nhiên không gian xung quanh chợt lóe, một cỗ hàn băng khí bao trùm, nháy mắt đóng băng cả con đường, mấy người kia còn chưa kịp phản ứng cũng đã bị băng phong hoàn toàn. Phanh phanh, hàn băng nổ tung, không gian phá nát, năng lượng phong bạo khủng bố thổi quét, sau đó đột nhiên ngừng lại, lặng yên mai một không chút thanh âm, mà mấy người kia đều thi cốt vô tồn. Trong một khe sâu, 30 người đi tới, chính là đoàn người Thiên Kiếm Môn, Vô Ảnh Kiếm Tôn, Nguyên Nhược Lan đều ở bên trong. Sắc mặt họ vô cùng cẩn thận. Mọi người lo lắng đề phòng tiến tới, đột nhiên cả con đường biến thành đỏ đậm, mọi người còn chưa kịp lấy lại tinh thần lập tức nhìn thấy từng đoàn hỏa diễm đỏ rực từ vách đá cùng dưới mặt đất trống rỗng xông lên. A, à, cơ hồ không ít cường giả Thiên Kiếm Môn còn chưa kịp phản ứng đã bị hỏa diễm tràn tới, thân hình bị thiêu hủy thành cho tàn, hỏa diễm kia tuyệt đối không phải ngọn lửa bình thường. Biến cố đột ngột làm cường giả Thiên Kiếm Môn hỗn loạn. Đột nhiên một tầng cương khí bao trùm, đã có cường giả bố trí thủ đoạn phòng ngự. Cẩn thận! Vô Ảnh Kiếm Tôn, Nguyên Nhược Lan đồng thời khuếch tán chân khí, đem đệ tử Thiên Kiếm Môn bảo hộ bên trong. Lục Lâm Thiên cùng Tử Yên thật cẩn thận đi tới, nơi này không thể phi hành, chỉ có thể đi bộ leo lên, nhưng phải hao tổn thời gian hơn nữa cũng hơi phiền toái. Dọc theo đường đi hai người cũng không gặp được nguy hiểm gì khác, nhưng họ không biết lúc này đã có không ít người lâm vào trong nguy hiểm.
hai người đi lên một ngã ba, lúc này mới có ý kiến khác nhau, Lục Lâm Thiên cảm giác bên trái, mà Tử Yên lại nói bên phải, sau đó cẩn thận suy nghĩ lại vẫn cảm thấy mình không sai, cuối cùng không cách nào quyết định liền lựa chọn phương pháp dùng oản tù tì, ai thắng thì nghe theo người đó. Tử Yên chiến thắng, Lục Lâm Thiên cũng không do dự trực tiếp đi qua bên phải, cũng không biết có phải vận khí không tệ hay không, thật sự đã thành công, dọc theo đường đi không gặp nguy hiểm, mà cường giả đế đạo minh cùng thiên địa các đều đi theo sau. Không biết qua bao lâu mọi người đi thẳng lên núi, thật giống như từng bước đi thẳng lên trời, ngọn núi này rất cao, mây mù che phủ không cách nào nhìn xuống dưới, hai bên vách núi thẳng đứng nên không thể nhìn được bên ngoài. Theo từng bước đi tới, mây mù ngày càng ít, vách núi ngày càng thấp hơn, một cỗ khí tức sát phạt sắc bén càng lúc càng thêm nồng nặc. Chúng ta đã tới. Tử Yên đột nhiên dừng bước, ánh mắt rung động, giờ phút này họ đã đi tới một quảng trường thật lớn, cực kỳ mở mang, trước quảng trường chính là cung điện khổng lồ họ từng nhìn thấy dưới chân núi. Lục Lâm Thiên kinh ngạc, từ dưới chân núi đã cảm thấy cung điện này thật khổng lồ, nhưng đứng gần quan sát thật sự lớn khủng khiếp, giống như xuyên thẳng trời cao, cả cung điện màu thanh hồng, có chút tương tự với đại điện hắn đã gặp, chẳng qua lớn hơn mà thôi. Một cỗ khí tức tiêu sát xa xưa lan tràn, làm lòng người sản sinh áp lực. Cuối cùng đã tới, không còn cấm chế phi hành. Lục Lâm Thiên khẽ thở dài nhìn cung điện trước mắt. Lúc này Dương Quá mang theo cường giả đế đạo minh đi tới quảng trường, vừa nhìn thấy cung điện sắc mặt mọi người đều kinh ngạc, mà cường giả thiên địa các cũng vừa đi tới. Suy suy, ở trong khu mây mù ở một bên, lại có người xuất hiện, dáng vẻ có chút chật vật, chính là ba người Cực Lạc Tam Quỷ, không biết từ đâu đi ra, nhìn họ có vẻ rất chật vật. Cực Lạc Tam Quỷ, có người nhận ra ba người này, ánh mắt biến hóa lập tức biến thành cảnh giác. Ánh mắt ba người đánh giá xung quanh, nhìn vào cung điện khổng lồ, theo chân khí của họ mà xem tựa hồ đường đi cũng không dễ dàng, với thực lực của họ cũng chật vật huống chi là những người khác. Siêu siêu, giữa không trung lại có người xuất hiện, quần áo rách nát, vừa hiện thân ánh mắt nhìn xung quanh, cuối cùng đều nhìn thẳng tới cung điện phía trước. Linh Vũ Giới, Lục Lâm Thiên nhìn thấy mười mấy người xuất hiện, khẽ nhíu mày, Lăng Thanh Tuyền cùng Lăng Thanh Tuyệt đều có mặt bên trong. Bên cạnh họ còn có một lão nhân, thực lực của lão nhân kia tựa hồ cao hơn Hạc Linh Tả Sứ không ít. Ánh mắt Lục Lâm Thiên dừng lại trên người Lăng Thanh Tuyền, không biết tại sao tâm thần hắn chợt bất định, muốn bắt Lăng Thanh Tuyền hỏi rõ ràng nhưng hiện tại cũng biết không phải lúc, điều này làm trong lòng hắn cực kỳ khó chịu. Tựa hồ cảm nhận được ánh mắt của hắn, Lăng Thanh Tuyền chợt nhìn qua, bốn mắt nhìn nhau, sắc mặt cũng không biến hóa. Sau đó nàng lại rời mắt, chỉ có Lăng Thanh Tuyệt đang nói gì đó với lão giả, sau đó ánh mắt lão giả lập tức nhìn qua Lục Lâm Thiên. Huyễn Hồn Môn, Địa Linh Tông. Lại có không ít thân ảnh hiện thân, ánh mắt Lục Lâm Thiên chuyển qua người của Huyễn Hồn Môn, hình như họ đã thiếu một nửa nhân số, còn có tổn thương không nhẹ, người còn nguyên vẹn chỉ có thực lực tôn cấp trở lên, dưới tôn cấp thì vết thương loang lổ. Nhìn người của Thiên Địa Minh chật vật cùng tràn đầy vết thương, Lục Lâm Thiên lộ ý cười. Hắn đã lựa chọn không sai, phỏng chừng những đại sơn môn kia cũng đã nếm không ít khổ sở, xem như tổn thất thảm trọng. Lần này tiến vào Tử Vong Thâm Uyên đều là căn cơ trọng yếu của các đại sơn môn, tổn thất một người cũng làm họ đau lòng không ít. Vạn Thú Tông, Lan Lăng Sơn Trang, Thần Kim Các, Thiên Kiếm Môn. Lục Lâm Thiên đánh giá, người của các sơn môn kia cũng vừa đi lên, lại có không ít tán tu thực lực bất phàm cũng lên tới đỉnh núi, đương nhiên hình dáng đều chật vật. Cả Nguyên Nhược Lan lẫn Vô Ảnh Kiếm Tôn cũng không ngoại lệ, Lục Lâm Thiên không biết họ đã gặp phải nguy hiểm gì. Mọi người đều cảm giác được khí tức sát phạt sắc bén, không ai dám lộn xộn, thậm chí còn có người chủ động đứng về phía sau, dù sao những người đi lên được tới đây đều là người tinh minh, tự nhiên không ai dại dột đi đầu, tự mình tìm kiếm nguy hiểm. Nhưng cũng có người không nhẫn nhịn được, đầu tiên lại là Linh Vũ Giới, Lăng Thanh Tuyệt cùng Lăng Thanh Tuyền lẫn lão giả lập tức đi về phía trước. Các đại sơn môn đều biết sự tồn tại của Linh Vũ Giới, nhưng họ cũng không có thái độ gì, dù sao giữa đôi bên không có thù hận, người của Linh Vũ Giới cũng không tùy tiện va chạm người của đại sơn môn. Dù sao việc tầm bảo cũng quan trọng hơn, họ tự nhiên không tùy tiện đối phó Linh Vũ Giới, cũng biết họ không dễ trêu chọc. Người Linh Vũ Giới lại muốn làm gì, sao lại cam tâm biến thành kẻ đi đầu mạo hiểm, đây không giống hành động của bọn hắn thường làm a, không phải tác phong của Linh Vũ Giới. Lục Lâm Thiên nhướng mày nghi hoặc. Lúc này cũng có cường giả đại sơn môn vẻ mặt nghi hoặc,
tựa hồ có cảm giác như đã từng quen biết lão giả của linh vũ giới kia. Người linh vũ giới đi thẳng về phía trước, vô cùng cẩn thận, đề phòng nguy hiểm tùy thời xuất hiện, ánh mắt mọi người đều nhìn chằm chằm lên người bọn họ. Suy, không biết có phải đã xúc động cấm chế gì hay không, đột nhiên không gian xung quanh chợt nhoáng lên, ánh mắt mọi người đột nhiên ngưng trọng. Từ trong cung điện vô số lưu quang bạo lướt bay ra, lưu quang xuyên thủng không gian, khí thế bất phàm. Ánh mắt mọi người chợt trầm xuống. Hiu hiu. Từng đạo lưu quang tới giữa không trung, đột nhiên trôi nổi lơ lửng, lưu quang thu liếm, lộ ra từng khối ngọc giản, khí tức lập tức lan tràn. Là vũ kỹ địa cấp cao giai. Là linh kỹ địa cấp cao giai. Các cường giả vốn cho rằng nguy hiểm, nhưng nháy mắt đột nhiên cảm giác trên trăm đạo lưu quang kia đều là vũ kỹ cùng linh kỹ trình tự địa cấp cao giai. Ánh mắt lão giả linh vũ giới vừa nhìn thấy vũ kỹ linh kỹ, không nhịn được lộ ra vẻ nóng cháy, ngân mang chợt lóe, một đạo chảo ấn xuyên qua không gian xung quanh chộp thẳng vào một ngọc giản, theo chân khí mà xem là vũ kỹ địa cấp cao giai. Suy, khối ngọc giản lập tức rơi vào trong tay lão giả, sau đó bị hắn thu vào trong giới chỉ. Không có nguy hiểm, mau cướp linh kỹ. Ra tay trước là hơn, cướp vũ kỹ. Cơ hồ cùng một thời gian từng tiếng hét lớn truyền ra. Nhìn thấy lão giả kia đã thu hồi vũ kỹ toàn bộ mọi người không nhịn được nữa, trong khoảnh khắc thả người lao tới. Toàn bộ các thế lực đồng thời bay tới như chớp. Thậm chí cả Lục Lâm Thiên cũng không ngoại lệ. Phanh phanh. Thanh âm tiếng nổ tung trầm thấp không ngừng vang lên, nháy mắt đã có cường giả giao thủ, lập tức bộc phát khí thế khủng bố bao phủ thiên không, tiếng quát đinh tai nhức óc xen lẫn sát khí nồng đậm quanh quẩn khắp cả quảng trường. Cút ngay. Cùng kỳ tôn giả quát một tiếng. Trưởng ấn đánh bay một vũ tôn huyễn hồn môn, thu lại một linh kỹ, xuống tay không chút lưu tình. Cướp A. Chỉ nháy mắt cường giả tôn cấp phi linh môn cùng nhóm yêu thú linh thú bát giai huyết mị đều động, chân đạp hư không, linh lực chân khí thổi quét điên cuồng, làm năng lượng cả vùng trời đều khuấy động, đối với việc tranh đoạt bảo vật, người phi linh môn xưa nay đều không bỏ sót. Cướp A. Hỏa xí tôn giả, phích lịch tôn giả, tập hạo nhiên, nguyễn thượng hành, quân bất phàm, thiên thủ quỷ tôn. Thanh linh tôn giả đều mang theo khí thế bàng bạc va chạm tới trước. Ngao! Nhóm yêu thú bạch linh đồng thời hóa thành bản thể khổng lồ, trong ánh mắt kinh hãi của mọi người, nháy mắt lập tức xông tới. Cuộc đại chiến tranh đoạt vũ kỹ linh kỹ hết sức căng thẳng, chỉ trực tiếp oanh kích, từng đạo công kích khủng bố va chạm vào nhau, tiếng nổ vang rền quanh quẩn khắp cả không gian. Một cường giả tôn cấp thần kim các khống chế hai cỗ khôi lỗi ngăn cản trước người, bắt được một linh kỹ địa cấp cao giai. Nhưng ngay lúc này một thanh ảnh đã xuất hiện, thanh âm vang lên. Của ta. Quanh thân Lục Lâm Thiên chợt lóe hoàng mang, một đạo trưởng ấn bay tới, trực tiếp rơi lên người cường giả kia. Phanh. Cường giả kia còn chưa kịp phản ứng thân hình đã bị đánh bay hơn trăm thước, miệng phun máu tươi, không chết cũng mất nửa mạng. Suy. Cùng lúc đó Lục Lâm Thiên đã thu hồi linh kỹ, thân ảnh lập tức biến mất. Trong lòng Lục Lâm Thiên không nhịn được thầm than. Tử vong thâm uyên rốt cục là địa phương nào, lại có không ít bảo vật, chỉ nói trên trăm bộ linh kỹ vũ kỹ địa cấp cao giai này mà nói, chỉ sợ không có danh môn đại phái nào trên đại lục lấy ra được nhiều như thế. Suy, một lão giả lao thẳng tới chỗ vũ kỹ địa cấp cao giai, đang định chộp vào trong tay lại có một thân ảnh âm lệ nháy mắt xuất hiện, vừa nhìn thấy người này lão giả lập tức nhíu mày. Lệ quỷ, lão giả tựa hồ nhận thức người kia, sắc mặt đại biến. Hừ. Cút ngay đi, đây là của ta. Chỉ một thoáng do dự, lệ quỷ đã quát một tiếng, chảo ấn ngưng tụ với tốc độ nhanh như sấm sét nháy mắt vỡ áp tới trước người lão giả, chảo ấn rơi xuống, không gian xung quanh lập tức bị sốc lên. Hiu! Lão giả hoảng sợ vội vàng bố trí cương khí phòng ngự. Nhưng chảo ấn lập tức đánh nát cương khí, lão giả phun máu tươi, cùng một thời gian vũ khí cũng đã rơi vào trong tay lệ quỷ. Giữa không trung. Kim Lăng tôn giả đã xuất hiện trước người cương khôi tôn giả. Sắc mặt cương khôi tôn giả đại biến, chảo ấn kết xuất, một khôi lỗi lập tức bay thẳng về hướng Kim Lăng tôn giả. Cút! Kim Lăng tôn giả quát, trưởng ấn bay ra, xung quanh lập tức bị chấn khai. Khôi lỗi cũng không phải vật phàm, nháy mắt phung tay đánh ra một quyền, bởi vì khôi lỗi vốn không biết thế nào là sợ chết. Trưởng ấn cùng khôi lỗi va chạm vào nhau, không gian nổ tung. Thanh âm như sấm sét vang vọng giữa bầu trời. Phanh phanh. Kinh phong cuồng bạo thổi quét, kinh khí ngập trời tán phát khắp không trung. Rắc rắc. Không gian phá nát,
cánh tay khôi lỗi bị Kim Lang tôn giả chấn vỡ rơi xuống. Đáng chết! Khôi lỗi bị thương, Cương Khôi tôn giả vô cùng đau lòng, hắn hao phí tâm huyết cả đời mới luyện chế ra cỗ khôi lỗi cấp bậc này. Nhưng lúc này Cương Khôi đã đi tới chỗ vũ kỹ, tay phải chộp lấy vũ kỹ. Đây không phải của ngươi. Nhưng ngay lúc này tốc độ Kim Lang còn nhanh hơn hắn, thân ảnh đã theo sát, bàn chân dẫm mạnh hư không, thổ hệ thổi quét, trưởng ấn lập tức đánh xuống. Kim Lang tôn giả, ngươi khinh người quá đáng. Cương Khôi giận dữ, Kim Lang tựa hồ chỉ muốn đối phó hắn, trong cơn giận dữ đánh ra một quyền. Phanh! Quyền trưởng va chạm, nháy mắt hai đạo năng lượng cường quang bộc phát, một tiếng nổ vang nứt toác lan ra. Đặng đặng! Thân hình Cương Khôi bật lui ra sau, sắc mặt trắng bệch, chân khí ngưng trệ, mỗi lui một bước mặt đất lại hóa thành bột phấn, cuối cùng khi ổn định thân hình sắc mặt đã tái nhợt đáng sợ. Suy! Kim Lang cầm lấy vũ kỹ trong tay, nhưng cũng không tiếp tục đối phó Cương Khôi, lại lao về hướng khác. Suy! Sát phá quân đánh ra đạo trưởng ấn, hàn băng khí lan tràn, bao phủ khắp thiên không, năng lượng thủy hệ tràn ngập mang theo lực lượng khủng bố khiến người áp lực. Một cường giả tán tu tôn cấp lập tức bị vây bên trong. Phanh phanh. Không gian phá nát, hàn băng khí chút xuống, không gian xung quanh vang lên răng rắc, khe nứt như mạng nhện nhanh chóng lan tràn. Phốc. Cường giả tán tu liên tục bị đẩy lui, phun ra máu tươi, mà linh kỹ cũng rơi vào trong tay sát phá quân. Tránh ra cho ta. Giữa không trung, một thân ảnh cung trang xinh đẹp vừa chộp tới một bộ linh kỹ, một thân ảnh chợt bay tới. Cường giả tôn cấp ngũ trọng quy nguyên môn lao thẳng xuống, người này 50 tuổi, quanh thân bố trí cương khí, quyền ấn từ phía sau hung hăng nện xuống, không gian nứt vụn. Thân ảnh xinh đẹp quay đầu lại, sắc mặt ngưng trọng, bởi vì nàng biết mình khó thể đối kháng. Vũ tôn ngũ trọng cũng dám hung hăng càn quấy, muốn chết. Một thanh âm truyền ra, thanh ảnh dùng tốc độ sét đánh bay tới, năng lượng thổ hệ ngưng tụ, một đạo quyền ấn hung hăng đánh lên lưng vũ tôn ngũ trọng kia. Người kia không kịp phản ứng, một cỗ lực lượng đã bao trùm trên người hắn. Phanh! Thanh âm nổ tung trầm thấp, người kia lập tức bị trúng một quyền. Phanh! Cương khí nứt vỡ, người kia lập tức phun máu tươi, thân hình thẳng tắp rơi xuống đất. Lục Lâm Thiên đánh lui người kia, ánh mắt đảo qua Mộ Dung Lan Lan, tiếp theo thu linh kỹ, thân ảnh lại biến mất. Đôi mắt Mộ Dung Lan Lan khẽ động, lộ ra vẻ nghi hoặc. Phanh phanh! Không bao lâu toàn bộ vũ kỹ linh kỹ đã bị chia cắt xong, chỉ có một ít bị tán tu cùng tiểu thế lực lấy được, tuyệt đại bộ phận rơi vào trong tay các đại sơn môn. Suy! Ngay lúc bộ vũ kỹ cuối cùng bị người thu lấy, đại điện đột nhiên run lên, mặt đất ầm ầm vang vọng. Oanh long long! Mặt đất ầm vang, một mảnh đá phiến màu xanh bị xốc lên, một thạch đài lập tức xuất hiện, thạch đài cao 2 thước, rộng mấy thước, 4 phía tràn ngập đồ án quỷ dị. Vào lúc này trên thạch đài có một thanh binh khí kỳ lạ màu xanh cắm thẳng bên trên. Két! Cả không gian đột nhiên run lên, binh khí phong cách cổ xưa, dài 3 xích, có đầu chuôi, như kiếm phi kiếm, lưỡi binh khí hình cung lõm vào trong, nhìn qua thật đơn giản, nhưng càng xem càng có cảm giác hoàn mỹ. Binh khí như trải qua vô số năm tháng, lặng yên nằm dưới nền đất, còn mang theo khí tức xa xưa thê lương, xen lẫn khí thế sát phạt. Hô! Một trận gió nhẹ lướt qua thạch đài, một tầng cho bụi trên binh khí bị thổi bay, trên binh khí liền hiện lên một mảnh bí văn. Bí văn nổi lên huỳnh quang, làm cho ánh mắt mọi người như hoa lên, không gian xung quanh chấn động, mọi người đều cảm giác linh hồn run rẩy. Uy áp thật mạnh. Đây là thần khí. Nhất định là thần khí. Động thủ. Ánh mắt toàn bộ cường giả trầm xuống, kiện binh khí quỷ dị kia tuyệt đối là cấp bậc thần khí, còn có ai có thể giữ được bình tĩnh? Mặc dù đế linh tấn thần đan có thể đạt được 1/10 cơ hội đột phá, nhưng chỉ là 1/10 cơ hội mà thôi, không phải là 100%, mà hiện tại thì khác hẳn, nếu đạt được một kiện thần khí xác định thực lực sẽ tăng cường không ít. Mọi người đều biết nếu có một kiện thần khí trong tay, trong tu vi cùng cấp tuyệt đối là vô địch, cho dù muốn đánh chết đối thủ cũng không tới nỗi không làm được. Chỉ nháy mắt thân ảnh mọi người chợt động, trực tiếp hóa thành lưu quang lao thẳng về hướng thạch đài. Hô hô! Tránh ra cho ta! Tiếng hét lớn truyền ra, không ai muốn người khác lấy được thần khí, từng thân ảnh nháy mắt va chạm, công kích tràn ra, ẩn chứa kinh khí khủng bố hung hăng va chạm lẫn nhau. Oanh! Không trung run lên, kinh lực đáng sợ lan tràn cả thiên không. Từng thân ảnh lảo đảo thối lui,
lực công kích khủng bố đều làm mọi người phải né tránh, thậm chí cùng kỳ cùng Kim Lang cũng không cách nào xuyên thấu qua cuộc hỗn chiến khủng bố kia. Siêu siêu, lão giả linh vũ giới, tử đồng trưởng lão thiên địa các, ai cũng lao qua, cực lạc tam quỷ cùng một ít cường giả tán tu đồng thời gia nhập, dưới sự hấp dẫn của thần khí không ai có thể cự tuyệt, thậm chí người có thực lực thấp cũng không nhịn được muốn thử thời vận. Phanh phanh phanh, nháy mắt những người thực lực hơi thấp đều bay ngược ra ngoài, phun tràn máu tươi, thân hình hung hăng đập xuống đất. Lui xuống cho ta. Vừa hỗn chiến vừa tiến gần thạch đài, nhưng cả Kim Lang lẫn Cùng Kỳ đều khó thể tiếp cận, bởi vì cuộc chiến khủng bố đã kịch liệt ngoài mức tưởng tượng. Lục Lâm Thiên đứng ngoài cuộc chiến, nhìn chăm chú vào cuộc chiến dữ dội bên trong, cũng không dự tính gia nhập, ánh mắt chuyển qua, toàn bộ cường giả đại môn phái đều đã gia nhập vòng chiến, chỉ có lão giả thần bí tên Đạm Niệm cùng yêu thú cạnh hắn không có động tĩnh, vẫn đang nhàn nhã quan sát sự tranh đoạt của mọi người. Không phải Lục Lâm Thiên không muốn tranh đoạt, mà lúc này hắn đột nhiên cảm thấy được cỗ khí tức quen thuộc, khí tức kia khiến cho hắn vừa định lao tới lập tức ổn định lại thân hình. Cảm giác được khí tức kia, ánh mắt Lục Lâm Thiên chuyển qua đại điện, chân khí là từ bên trong truyền tới, một thân ảnh chậm rãi xuất hiện, không thấy có bất kỳ động tác nào nhưng lại giống như trống rỗng hiện thân. Đồng tử Lục Lâm Thiên mở rộng, lập tức cảm giác được cỗ khí tức nguy hiểm, tựa hồ do kim sắc tiểu đao cảm giác được, bởi vì kim sắc tiểu đao đột nhiên nhúc nhích. Suy, thân ảnh kia tới gần, ánh mắt Lục Lâm Thiên trừng lớn, thân hình người kia như xương bọc da, tóc dài hỗn độn rối bù. Bên cạnh thân thể kia lại có tầng không gian xung quanh vô hình lắc lư, làm linh hồn đau đớn, một cỗ uy áp khổng lồ lập tức khuếch tán. Thân thể đế giả, ánh mắt Tử Yên run lên, đây chính là thân thể đế giả từng gặp được trong thanh hồng sắc quan điểm, nhất thời sắc mặt nàng đại biến, lập tức nhìn qua Lục Lâm Thiên. Không ngờ là thân thể đế giả kia. Lục Lâm Thiên chợt run lên, hắn biết thực lực của thân thể đế giả kia, mặc dù chỉ có một đạo tàn hồn nhưng uy lực cực kỳ khủng bố, mà bản thân hắn hoàn toàn không phải đối thủ. Chân khí linh lực bạo tuôn trong quảng trường, từng luồng khí tức cường hãn dựng lên, từng thân ảnh liên tục va chạm lẫn nhau, không ngừng oanh kích đối phương. Cản ta phải chết! Oanh oanh oanh! Máu tươi sái đầy quảng trường, không ngừng có tiếng chấn vang truyền ra. Ngay trong lúc giao thủ kịch liệt, thân thể đế giả đột nhiên xuất hiện, ngay nháy mắt các siêu cấp cường giả tựa hồ cảm nhận được điều gì, ánh mắt nhìn qua, cuộc chiến chợt dừng lại. Xuất hiện trước mặt mọi người là một thân hình khô héo, khí tức làm linh hồn đau đớn, phảng phất chỉ cần nhìn một lần sẽ làm linh hồn đau đớn lẫn áp lực, chân khí cùng linh lực như bị đình trệ không thể lưu chuyển. Đó là cái gì? Ánh mắt mọi người sợ hãi, tựa hồ thật sự bị kinh hoàng. Thân thể đế giả xuất hiện trên thạch đài, ánh mắt trống rỗng trôi nổi hồng quang, lộ ra khí thế sát phạt, năng lượng bắt đầu khởi động. Dám xâm nhập nơi đây, các ngươi đều phải chết. Bên trong thân thể đế giả đột nhiên vang lên thanh âm khàn khàn đạm nhiên, vang vọng dựng lên, ánh mắt trống rỗng chợt lóe huyết khí. Thanh âm rơi xuống, xung quanh thân thể đế giả chợt lóe hào quang, hồng quang thật quỷ dị, nhất thời như có cỗ khí tức sát phạt xuyên thấu không gian. Các cường giả như cảm nhận được nguy hiểm, nhưng vẫn luyến tiếc chưa thối lui. Ô, chỉ nháy mắt thân thể đế giả chợt ngẩng đầu, trong miệng truyền ra thanh âm trầm thấp, không gian dao động, càng lúc càng lớn, chỉ nháy mắt ngắn ngủi đã hóa thành cỗ âm ba gào thét bao trùm thổi quét cả không gian. Âm ba nháy mắt hóa thành long quyển phong, lấy thân thể đế giả làm trung tâm mang theo khí thế sát phạt thao thiên nhanh chóng khuếch tán. Chỉ nháy mắt âm ba đã ập tới người đứng gần nhất. Không gian xung quanh giống như sóng thần dựng lên, cuồng bạo khuếch tán, hư không lập tức vặn vẹo. Cường giả bị âm ba bao phủ sắc mặt kinh hãi, các cường giả sắc mặt đại biến. Oanh oanh oanh, một đám người tu vi tôn cấp tam trọng tứ trọng liền bị rơi xuống quảng trường, hoàn toàn không có chút lực đối kháng. Mau lui lại, lui. Cả đám người cấp tốc thối lui. Một đám cường giả cấp tốc thối lui, sắc mặt trắng bệch, khí huyết sôi trào cuồn cuộn. Quan trọng nhất là linh hồn đều bị ảnh hưởng, thiếu chút nữa đã trọng thương. Nhưng cũng có một ít cường giả yếu hơn không tránh thoát ác mộng, âm ba quỷ dị thổi quét, linh lực chân khí bị đông cứng lại, không cách nào đào thoát. Trong khoảnh khắc không ít người rơi xuống đất, đoán chừng là không sống nổi. Lục Lâm Thiên đứng ở phía xa đều cảm thấy run rẩy, linh hồn đau đớn, như muốn phủ phục xuống đất. Trốn, chạy mau. Âm ba công thật quỷ dị, chạy mau. Âm ba công cũng không kéo dài, khi hết thảy khôi phục trở lại mọi người đều dùng mình,
những người mạo hiểm đào thoát đều kinh hồn bất định, vô cùng rung động. Chết! Thanh âm xa xưa truyền lại, thân thể đế giả đã xuất hiện trước mặt Kiền Chính Tôn giả của Kiền Hiên đảo, bàn tay gầy guộc đã chộp về hướng hắn. Không xong! Sắc mặt Kiền Hiên đại biến, nhìn chảo ấn thật nhẹ nhàng đánh xuống, nhưng hắn không cách nào né tránh, phảng phất như cả không gian đều bị nắm giữ trong chảo ấn kia. Suy suy! Trong tích tắc, Kiền Chính Tôn giả cũng không còn thời gian do dự, chân khí trào ra, trong khoảnh khắc bộc phát, một đạo quyền ấn trực tiếp oanh thẳng vào chảo ấn kia. Phanh! Thanh âm nổ tung trầm thấp, chảo ấn cùng quyền ấn va chạm, khe không gian xuất hiện, chảo ấn mang theo quang quyển tối đen cực nhỏ xoay tròn ập thẳng về hướng Kiền Chính Tôn giả, trực tiếp cuốn lấy cánh tay của hắn. Suy! Kiền Chính tựa hồ cảm giác được điều gì, sắc mặt nháy mắt vô cùng khủng bố, chân khí toàn lực tràn ra, thân hình cấp tốc thối lui, trong mắt lộ vẻ kinh hãi. Tuy Kiền Chính đã có thực lực vũ tôn cửu trọng nhưng thối lui đã chậm một ít, thân hình tuy lui nhưng cánh tay đã bị lốc xoáy cắn nuốt tới vai, cơ hồ chỉ nháy mắt một cánh tay đã hóa thành mảnh nhỏ. A! À, Kiền Chính kêu lên một tiếng đau đớn, sắc mặt trắng bệch, miệng phun máu tươi, thân hình vừa ổn định thì một tay đã mất. Thật mạnh! Chỉ nháy mắt vũ tôn cửu trọng chỉ một chiêu đã bị trọng thương tàn phế, một màn này làm sắc mặt toàn bộ cường giả đều đại biến. Ngay cả thực lực vũ tôn cửu trọng cũng không thể đối kháng, nếu đổi lại là họ thì có thể nghĩ. Suy! Thân thể đế giả cũng không ngừng lại, thân ảnh đánh về phía người đứng gần nhất, một nhóm cường giả liên tục thối lui nhưng vẫn luôn có người rơi lại phía sau. Một vũ tôn tứ trọng Nguyệt Long Các bị chảo ấn vỗ xuống, khí thế sát phạt cùng năng lượng quỷ dị áp chế, trong mắt vũ tôn kia lộ vẻ kinh hãi nhưng thân hình không cách nào nhúc nhích. Két! Chảo ấn chợt lóe. Vũ tôn tứ trong lập tức bị chảo thành mảnh nhỏ. Chạy mau, mau. Mọi người hỗn loạn, thân thể đế giả quá mạnh mẽ, cường giả tôn cấp tựa hồ không phải đối thủ của hắn. Hiu hiu. Mấy đạo chảo ấn đánh xuống, người của thần Kim Các, Tiêu Diêu Bang cùng một tôn cấp tán tu đều chưa kêu kêu lên cũng đã bị bóp nát thành mảnh vụn. Thân thể đế giả đánh chết mấy người liên tục, tay nhiễm máu tươi, khí thế sát phạt thao thiên càng thêm nồng hậu, trong hai mắt trống rỗng càng thêm đỏ rực. Làm lòng người run rẩy. Mọi người mau lui lại. Cường giả đại môn phái lớn tiếng quát, sắc mặt vô cùng ngưng trọng. Không thể lui, không có đường lui. Lúc này mới có người phát hiện những khe sâu rậm rạp đã biến mất, nơi quỷ dị này chỉ có thể vào mà không thể đi ra. Hiu hiu. Thân thể đế giả tiếp tục công kích tới, lại vài người hóa thành huyết phụ, vừa ra tay đã trực tiếp chết người. Trốn. Lúc này chỉ có thể so sánh tốc độ. Ai chậm nhất sẽ bị đánh chết, chẳng qua mặc dù quảng trường không nhỏ, nhưng chạy tới chạy lui vẫn bị giam trong quảng trường, muốn trốn cũng không chỗ trốn. A! À, nháy mắt tiếng kêu thảm liên tục vang lên, đây chính là một mặt đồ sát, làm cho mọi người cảm giác thế nào là khủng bố cùng tuyệt vọng, khủng hoảng sợ hãi. A! À, tiếng kêu thảm, người có tu vi vương cấp đều bị đánh chết, đặc biệt là thiên địa minh, mà nhân số vương cấp cũng không còn bao nhiêu. Hiu! Một đạo chảo ấn xuất hiện trước người Duẫn Ngạc của Vạn Thú Tông, chảo ấn vỡ áp không gian, Duẫn Ngạc đã không thể giãy thoát. Mau lui lại. Thân ảnh Thao Ưng lão tổ lướt ra, sắc mặt vô cùng ngưng trọng, dẫm mạnh xuống đất, mặt đất nứt toác thành mảnh nhỏ, thân hình lao tới như chớp, một đạo quyền ấn trực tiếp va chạm thẳng vào chảo ấn kia. Hiu. Quyền ấn mang theo tiếng xé gió bổ ra không gian, khí thế cuồng bạo oanh kích vào chảo ấn. Phanh phanh. Thanh âm nổ tung truyền tới, thân hình Thao Ưng lão tổ lập tức bị đẩy lui. Phốc! Thao Ưng lão tổ phun máu tươi, thân hình cũng không dám lưu lại trực tiếp bay ngược ra sau, mà thân thể đế giả không tiếp tục đuổi giết hắn, lại lao thẳng tới người gần nhất. Suy! Thân thể đế giả lao tới một vương cấp của Thánh Linh Bộ thuộc Thánh Linh Giáo, dưới uy áp kinh khủng người kia thậm chí không có dũng khí phản kháng. Hừ, để bản tôn gặp qua ngươi! Nhìn thấy đệ tử Thánh Linh Giáo gặp nạn, cùng kỳ tôn giả hét lớn một tiếng, thanh âm như sấm sét, chảo ấn mang theo năng lượng hỏa hệ bắn ra ngoài. Lão ngũ cẩn thận! Kim Lang tôn giả quát to, năng lượng thổ hệ hội tụ, không gian run lên, một đạo trưởng ấn vỗ thẳng về hướng thân thể đế giả. Thân thể đế giả đột nhiên ngẩng đầu, hai đạo chảo ấn vỗ thẳng về hướng Kim Lang cùng kỳ, năng lượng quang quyển tối đen tràn ngập, cả không gian đều nứt vỡ. Oanh! Công kích va chạm, tiếng nổ như sấm, hư không nổ tung, trực tiếp sụp đổ, lực trùng kích khiến hư không vỡ tan thành từng khúc. Đặng đặng,
thân hình Kim Lang cùng kỳ bị đánh bay, sắc mặt biến thành tái nhợt, cổ họng hừ một tiếng tràn ra máu tươi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Thật mạnh! Nhìn thấy cả Kim Lang lẫn cùng kỳ cũng không phải là đối thủ, mọi người càng thêm kinh hãi, lúc này trong lòng mọi người càng thêm tuyệt vọng. Đây là thân thể đế giả, nhất định là thân thể đế giả. Sắc mặt Thanh Oản tôn giả đại biến. Đế giả này đã vẫn lạc, nhưng hẳn là còn tàn hồn lưu trong thân thể. Tử Đồng trưởng lão nói. Lần này phiền toái, chết chắc rồi. Biết được đó là thân thể đế giả, mọi người càng thêm tuyệt vọng. Hưu. Thân thể đế giả đẩy lui Kim Lang lẫn cùng kỳ, thân ảnh lao thẳng về hướng một tu vi tôn cấp của nhất lưu thế lực, nháy mắt đánh hắn thành mảnh nhỏ. Két. Theo sát sau đó, thân thể đế giả lao thẳng tới trước người Thiểm Điện Báo Ngô Dũng, Ngô Dũng chỉ cảm thấy tử vong ập tới trước mặt mình. Cẩn thận! Cường giả Phi Linh Môn hét lớn, nhưng không ai ngăn cản được thân ảnh kia. Suy suy! Thiên Địa Nhị Lão lướt tới, công kích thổi quét, miệng hét to. Chạy mau! Hiu hiu! Ánh mắt đỏ đậm của thân thể đế giả trầm xuống, hai chảo ấn đánh ra. Bốn cỗ năng lượng va chạm lẫn nhau, kinh phong khủng bố bộc phát, mặt đất hoàn toàn bị chấn vỡ. Phốc! Thân hình Thiên Địa Nhị Lão bị đánh bay, càng thê thảm hơn cả cùng kỳ lẫn Kim Lang tôn giả. Suy! Ngô Dũng cấp tốc bỏ chạy, thân thể đế giả đã lao tới trước mặt Thiên Địa Nhị Lão, song trưởng vừa nhấc, định ra tay. Răng rắc! Đột nhiên thân hình thân thể đế giả xoay chuyển, huyết quang lóe ra, ánh mắt nhìn lại thạch đài, vừa lúc này có một thân ảnh đã lao lên đài, mục tiêu chính là thanh thần khí trên đó. Thân ảnh kia không phải ai khác, chính là Lục Lâm Thiên đang thừa dịp hỗn loạn đánh chủ ý với thần khí. Chết! Thanh âm khàn khàn truyền ra, thân thể đế giả cũng không tiếp tục công kích Thiên Địa Nhị Lão, thân hình vượt qua không gian, vừa lắc mình đã xuất hiện sau lưng Lục Lâm Thiên. Hừ, muốn chết! Nhìn thấy Lục Lâm Thiên hấp dẫn thân thể đế giả, không ít cường giả lộ nụ cười lạnh. Trong đó còn có Lộc Linh tôn giả, Liễm Linh tôn giả, Phong Vũ tôn giả, Thao Ưng lão tổ đều hận không thể tự mình đánh chết Lục Lâm Thiên, bọn hắn không còn dám tùy tiện đánh chủ ý với thần khí, chỉ vì sợ hãi bị thân ảnh kinh khủng kia đuổi giết, không nghĩ tới Lục Lâm Thiên lại không sợ chết, nhưng vậy cũng tốt, làm cho thân ảnh kinh khủng kia đánh chết hắn càng tốt. Không xong. Đột nhiên Lục Lâm Thiên cảm giác được chân khí của thân thể đế giả, sắc mặt đại biến, hiện tại hắn lo lắng nhất là việc này, thực lực của hắn vốn không phải đối thủ, không nghĩ tới bản thân vừa tiếp cận thần khí lại hấp dẫn thân thể đế giả tập kích. Lục Lâm Thiên không thể không quay đầu, thân thể đế giả đã xuất hiện cách hắn chưa đầy năm thước, một đạo chảo ấn xé không lao đến. Chân khí sát phạt sắc bén tràn qua, Lục Lâm Thiên cảm giác linh hồn bị ngây dại. Một cỗ năng lượng quỷ dị công kích linh hồn tựa hồ như muốn ăn mòn linh hồn của hắn ập tới, khiến đại hồn anh lẫn tiểu hồn anh đều run rẩy, hoàn toàn bị uy áp áp chế, làm cho hắn có cảm giác không thể phản kháng. Ông! Đúng lúc này kim sắc tiểu đao đột nhiên bộc phát kim quang, nháy mắt từ ấn đường của hắn tràn ra một cỗ kim quang xen lẫn huyết sắc hào quang, kim sắc tiểu đao nhảy ra ngoài, kim quang bao phủ não hải, lực công kích khủng bố nháy mắt đã bị kim sắc tiểu đao hoàn toàn cắn nuốt. Suy, kim sắc tiểu đao vừa cắn nuốt đoàn năng lượng kia, lại giống như nhận lấy lực lượng hấp xả, nháy mắt tiếng sấm nổ vang, kim huyết sắc quang mang mở rộng, nháy mắt bao phủ Lục Lâm Thiên. Tiểu tử này chết chắc rồi. Biến hóa của Lục Lâm Thiên làm không ít người nghi hoặc, nhưng không ai quá để ý, chỉ âm thầm vui vẻ. Suy, một màn quỷ dị xuất hiện, chảo ấn áp không rơi xuống, nhưng không biết vì sao lại mạnh mẽ thu hồi, thân hình đột nhiên ngừng lại. Suy, Dương Quá nhìn thấy nhị đệ nguy hiểm đang lao thẳng tới, vừa định ra tay liền thấy cảnh tượng này, lập tức lui ra phía sau. Chỉ thấy ánh mắt màu đỏ của thân thể đế giả chợt run lên, thân hình bật lui vài bước, thân ảnh khô héo run rẩy lên, giống như phải thừa nhận uy áp thật lớn. Ô ô, trong miệng thân thể đế giả phát ra tiếng kêu khàn khàn như muốn nói gì nhưng không thể nói ra, thân hình không ngừng run rẩy. Chỉ thấy thân thể đế giả đột nhiên hướng Lục Lâm Thiên cung kính quỳ xuống, trong đôi mắt đỏ mang theo vẻ kính sợ lẫn kiêng kỵ. Tại sao lại như vậy? Mọi người kinh hãi nghẹn họng nhìn chân chối, không nghĩ tới thân thể đế giả lại quỳ xuống hành lễ với Lục Lâm Thiên, tuyệt đối khiến họ mở rộng tầm mắt. Chính bản thân Lục Lâm Thiên cũng kinh ngạc, ban đầu trong đại điện màu đỏ, thân thể đế giả cũng hướng hắn hành lễ như thế. Kim sắc tiểu đao,
thổ phỉ linh hồn. Lục Lâm Thiên sửng sốt, lập tức nghĩ tới điều này có quan hệ với kim sắc tiểu đao, rốt cục tiểu đao lại có lai lịch gì, không nghĩ tới lại làm cho thân thể đế giả cũng phải cung kính lẫn kiêng kỵ. Thân thể đế giả đứng lên, cung kính đứng trước người Lục Lâm Thiên, đưa cho hắn một khối ngọc giản màu thanh hồng, tựa hồ muốn hắn tiếp nhận. Lục Lâm Thiên thoáng do dự, chợt cắn răng tiếp lấy ngọc giản. Ngọc giản vừa rơi vào trong tay, đột nhiên từ mi tâm thân thể đế giả lóe ra lưu quang rơi vào trong ngọc giản, mà thân thể đế giả nháy mắt đứng lặng trước người Lục Lâm Thiên, khí tức sát phạt biến mất, mà khí tức tàn hồn cũng không thấy, hào quang đỏ đậm trong mắt biến mất, trong khi không gian xung quanh vẫn không ngừng lóe ra, tựa hồ chính bản thân thân thể đế giả cũng đã mang theo uy áp khủng bố. Sao lại thế này? Lục Lâm Thiên ngoài ý muốn, mà kim sắc tiểu đao cũng quay về não hải, lưu quang chợt lóe, Lục Lâm Thiên lập tức thu lấy thân thể đế giả vào giới chỉ, đây chính là bảo vật, nếu đem so sánh giá trị của thần khí thậm chí còn không bằng thân thể đế giả. Lục Lâm Thiên cũng mơ hồ cảm giác được trong thân thể đế giả vẫn còn lưu lại đế giả chi nguyên, giá trị càng thêm khó định đoạt. Tại sao lại như vậy? Nhìn thấy Lục Lâm Thiên thu lại thân thể đế giả, mọi người sửng sốt, sau đó vẻ mặt hiện lên tham lam, giá trị của thân thể đế giả thế nào ai cũng biết, đó chính là trọng bảo tuyệt đối. Suy, Lục Lâm Thiên đã lên tới thạch đài, hắn không muốn thần khí rơi vào trong tay người khác. Tàn hồn của thân thể đế giả đã tiêu hao sạch sẽ, mau cướp thần khí, không thể để rơi vào trong tay tiểu tử kia. Không biết ai hô lớn một tiếng, toàn bộ ánh mắt từ tuyệt vọng biến thành tham lam. Siêu siêu, từng thân ảnh lập tức lao thẳng về hướng Lục Lâm Thiên. Hừ, sắc mặt Lục Lâm Thiên trầm xuống. Phanh phanh phanh, không có bất kỳ ai nương tay, từng đạo công kích lập tức thổi quét tới. Suy. Cùng một thời gian thân ảnh Lục Lâm Thiên đã xuất hiện ngoài ngàn thước, mặc dù hắn sớm có chuẩn bị đã cấp tốc thoát khỏi phạm vi công kích, nhưng kình khí dư ba vô cùng cường hãn, khiến huyết khí của hắn không ngừng sôi trào. Suy, lúc này Lục Lâm Thiên cũng đã lấy được thanh thần khí, một cỗ năng lượng bàng bạc tràn vào não hải, khí tức cổ xưa dày nặng chấn động lòng người, Lục Lâm Thiên lập tức biết được đây là một kiện hồn linh thần khí. Thần khí cũng đã rơi vào trong tay tiểu tử đó. Thật nhiều ánh mắt tham lam nhìn chằm chằm Lục Lâm Thiên, thấy hắn đã thu thần khí vào giới chỉ. Tiểu tử, giao ra bảo vật tha cho ngươi khỏi chết. Liễm Linh Tôn giả quát lớn. Giao ra bảo vật, tha cho ngươi khỏi chết. Bất kể là thiên địa minh hay đế đạo minh, thậm chí toàn bộ cường giả tán tu đều vây tới, ai cũng biết trên người Lục Lâm Thiên rất nhiều bảo vật, 4 viên đế linh tấn thần đan, thân thể đế giả, còn có thần khí hơn nữa 9 cỗ khôi lỗi đều là trọng bảo. Như thế nào, các ngươi muốn cướp sao? Lục Lâm Thiên lộ ra vẻ cười khổ, lúc này ngay cả Kim Lang, cùng kỳ lại thêm thiên địa nhị lão, thiên dương tôn giả, mang linh lão tổ đều có mặt trong số đó, đều nảy lên lòng tham muốn cướp đoạt đồ vật của hắn. Tiểu tử, bản tôn nhìn ngươi thuận mắt, như vậy đi, phân ra 2/3 bảo vật trên người ngươi cho chúng ta sẽ bảo vệ ngươi đi ra ngoài thế nào? Kim Lang nhìn Lục Lâm Thiên nói. Kim Lang tôn giả. Đừng nói mạnh miệng, người đã trọng thương, còn có bao nhiêu khí lực bảo vệ hắn. Lộc Linh Tôn giả quát lớn. Hừ, lão tử bị thương, người cũng không khả năng đối kháng, nếu không tin người có thể thử xem. Kim Lang nhìn Lộc Linh hừ lạnh nói. Kim Lang Tôn giả, người có thể đối phó bao nhiêu người chúng ta, đế đạo minh đừng quá đáng, thiên địa minh cũng không dễ chọc. Vô ảnh kiếm tôn tiến lên, ánh mắt trầm xuống. Hừ. Người nào có lá gan thì cứ lên thử xem, nhìn xem một quyền của bản tôn có thể đánh ra mấy động trên người các ngươi. Cùng kỳ lạnh lùng nói. Thiên địa minh cùng đế đạo minh rằng co, mà linh vũ giới cùng thiên địa các chỉ có chút biến hóa, nhưng không tham dự vào. Vào lúc này lão giả thần bí cùng yêu thú bên cạnh hắn vẫn đứng xa xa. Sắc mặt Lục Lâm Thiên ngưng trọng, nhìn thực lực hiện tại của đế đạo minh rõ ràng là yếu hơn một bậc. Các ngươi không cần tranh chấp. Muốn lấy bảo vật trong tay ta, không dễ dàng, ai dám đi lên, phải trả giá thật nhiều. Lục Lâm Thiên cười nhạt nói. Tiểu tử, không giao ra sẽ chết. Yết Sát Tôn giả quát lớn. Lão cẩu, ta không giao ra thì thế nào, thực lực của ngươi còn chưa đủ tư cách kêu gào trước mặt ta. Lục Lâm Thiên lạnh lùng nói. Tiểu hỗn trướng, ngươi muốn chết. Trong mắt Yết Sát hiện sát khí, không dằn được cơn giận trong lòng hét lớn một tiếng. Năng lượng hỏa hệ dâng lên, nháy mắt thiên địa năng lượng lập tức hội tụ.
Sắc mặt các cường giả đều biến hóa, không ai ngăn cản, có người đi xung phong họ đương nhiên là hài lòng, ai cũng biết thanh niên kia thật sự khó đối phó. Tiểu hỗn trướng, thật sự nghĩ bản tôn không dám động tới ngươi hay sao? Yết Sát cười lạnh một tiếng, sát ý tràn ra, thân ảnh lao thẳng về hướng Lục Lâm Thiên, một đạo trưởng ấn vỗ tới, không gian nứt nẻ, khe không gian cũng bị nhiễm thành đỏ đậm. Cả không gian giống như biến thành gió dục mây vần, lực lượng hủy diệt khiến hư không như muốn nứt vụn. Giết gà dọa khỉ đi. Trong mắt Lục Lâm Thiên hiện sát ý. Thủy sinh mộc, mộc sinh hỏa, hỏa sinh thổ. Thủ ấn kết xuất, thời không lao ngục thổ hệ khuếch tán giữa không trung, uy lực mạnh gấp 8 lần khiến không gian lung lay sắp đổ. Hô! Chỉ nháy mắt thời không lao ngục đã bao phủ trưởng ấn lẫn thân hình Yết Sát bên trong. Vũ Tôn Lục Trọng. Người này hình như là vũ giả tứ hệ. Đây là vũ kỹ gì, cực kỳ đáng sợ. Sắc mặt Yết Sát đại biến, lực công kích quỷ dị khiến hắn rung động, làm cho Yết Sát kinh ngạc chính là ngoại trừ năng lượng thổ hệ còn có không gian lực, linh hồn lực đồng thời ập tới. Đáng chết! Trong lòng Yết Sát run lên, cấp tốc giãy giụa muốn thoát khỏi không gian quỷ dị kia. Lục Lâm Thiên cười lạnh, thủ ấn cuối cùng kết xuất. Thổ sinh kim. Lời vừa rơi xuống, quanh thân Lục Lâm Thiên lóe sáng kim quang như mặt trời phóng lên cao, khí tức xa lạ vô cùng vô tận lan tràn, chân khí sắc bén tiêu sát, kim quang rạng rỡ tràn vào bên trong thời không lao ngục. Chỉ nháy mắt Yết Sát đột nhiên cảm giác có dự cảm không hay tràn ra từ sâu trong linh hồn. Các cường giả đột nhiên có cảm giác hoảng hốt. Oanh long. Năng lượng kim hệ xâm nhập vào thời không lao ngục, không gian như rung chuyển, đột nhiên run rẩy lên, trong nháy mắt một cỗ uy lực vô hình tràn ngập khí thế sắc bén sát phạt vô cùng bá đạo thổi quét khắp cả thiên địa, cả không gian như muốn nứt vỡ. Oanh! Kim quang tán phát, diện tích bao trùm hơn vạn thước, bên ngoài vạn thước hư không nứt nẻ, kim quang khuếch tán, gió dục mây vần, thiên địa biến sắc, tiếng sấm sét vang dội giữa không trung. Đây là vũ khí gì vậy? Chẳng lẽ là vũ khí thật khủng khiếp? Sắc mặt mọi người đại biến. Không tốt, đây là vũ khí thiên cấp. Vũ khí thiên cấp, thanh niên này có thể thúc giục vũ khí thiên cấp. Mọi người rung động, uy lực như vậy lập tức khiến cho họ đều biết đó là vũ khí thiên cấp. Không tốt, khuôn mặt Yết Sát hoảng sợ, linh hồn đều run rẩy, hắn chưa từng nghĩ tới thanh niên Vũ Tôn Lục Trọng lại có thể thành công sử dụng vũ khí thiên cấp. Vũ Tôn Cửu Trọng mà thôi. Ngươi còn chưa có tư cách hung hăng càn quấy trước mặt bản tôn. Thủ ấn vỗ xuống, thời không lao ngục kim hệ đột nhiên hiện ra đại thủ ấn khổng lồ kim quang rạng rỡ. Đi chết đi. Trong mắt Lục Lâm Thiên tràn ngập sát ý, thủ ấn phá không bay ra, không gian hóa thành mảnh nhỏ lộ ra hư không tối đen, kim quang đại thủ ấn nháy mắt vỗ lên đầu Yết Sát. Phốc. Thủ ấn vỗ xuống, Yết Sát lập tức phun ra máu tươi, đại thủ ấn ầm ầm giáng xuống. Trong phạm vi vài dặm đều bị thủ ấn bao phủ. Phanh phanh, cả ngọn núi đều lay động, đá vụn kích tán, quảng trường giống như sơn băng địa liệt, năng lượng cuồng bạo điên cuồng khuếch tán, năm khe nứt khổng lồ xuyên phá mặt đất, nhìn qua thật giống như bàn tay thật lớn đập xuống thành hố sâu. Chỉ nháy mắt không gian yên tĩnh trở lại, ánh sáng khôi phục, Yết Sát lại xuất hiện trong mắt mọi người. Tiểu hỗn trướng, ngươi. Phốc, Yết Sát kinh hãi nhìn Lục Lâm Thiên. Vừa định nói chuyện máu tươi phun trào, thân hình đột nhiên bộc phát kim quang, giống như bị xé mở thành từng khe nứt ngày càng nhiều, rậm rạp như mạng nhện. Phanh phanh, chỉ nháy mắt thân thể Yết Sát phân chia thành 4-5 mảnh rồi đột nhiên nổ tung, thân hình hóa thành một mảnh huyết vụ đổ xuống, hồn anh cũng không thể đào thoát. Yết Sát tôn giả đã chết. Thanh niên này chỉ một chiêu đánh chết Yết Sát tôn giả. Ánh mắt mọi người hoảng hốt. Một màn rung động khiến mọi người không cách nào bình tĩnh, mặc dù là do Yết Sát có chút coi thường đối thủ, nhưng trực tiếp một chiêu đánh chết cường giả Vũ Tôn Cửu Trọng, rung động như vậy thật sự làm mọi người kinh hãi. Thực lực thật mạnh. Một lúc sau mọi người mới hồi phục lại tinh thần, không ai nghĩ tới thanh niên kia cường hãn tới mức khủng bố như vậy. Ánh mắt lão giả thần bí xa xa đều biến hóa không ít. Ánh mắt Lăng Thanh Tuyền cùng lão giả Linh Vũ giới chợt lóe ra. Họ đã sớm biết thân phận của Lục Lâm Thiên, nhưng thực lực hiện tại của hắn làm cho bọn họ run sợ. Kim hệ, là tiểu tử đó. Là sư đệ, hắn là sư đệ. Chỉ nháy mắt thiên địa nhị lão cùng sát phá quân đều phục hồi lại tinh thần, trong lòng run lên, sắc mặt lộ vẻ mừng như điên, vừa rồi thanh niên kia lộ ra khí tức họ từng gặp qua ở Phi Linh Môn,
càng nhìn càng giống Lục Lâm Thiên. Một chiêu đánh chết Huyết Sát Tôn giả, trên người đạt được trọng bảo, điều này làm Thiên Địa Nhị Lão cùng Sát Phá Quân vui sướng, mà cường giả Phi Linh Môn lẫn Đế Đạo Minh đều kinh ngạc, không biết vì sao ba người lại cao hứng như thế. Vân Thiếu Thiên phục hồi lại tinh thần, miệng há hốc kinh ngạc, hắn từng nhìn thấy Lục Lâm Thiên thi triển thời không lao ngục bên trong Độc Cô gia tộc, giống y như thế. Giờ phút này nhìn thấy thanh niên kia thi triển, Vân Thiếu Thiên lập tức nhận ra hắn là Lục Lâm Thiên, khó trách làm cho hắn luôn có cảm giác quen thuộc, tác phong làm việc đúng là của tiểu tử kia. Vân Thiếu Thiên truyền âm nói chuyện cùng Thiên Dương Tôn giả, Thiên Phong Tôn giả cùng vài cường giả tôn cấp, những người kia đều trố mắt không dám tin, sau đó ánh mắt chuyển thành mừng như điên. Ha ha! Thiên Dương Tôn giả không nhịn được cười to, làm cường giả Đế Đạo Minh đều kinh ngạc, mà Thiên Địa Minh lộ vẻ sát ý. Cảm giác được ánh mắt của mọi người, Thiên Dương Tôn giả hồi phục lại tinh thần, liếc mắt nhìn người Thiên Địa Minh, nhíu mày nói. Nhìn cái gì vậy, lão tiểu tử Yết Sát kia chết rồi, chết tốt lắm, chết rất hay, ha ha. Nghe được tiếng cười của Thiên Dương, ánh mắt người Thiên Địa Minh hiện lên lãnh ý, nhưng không ai xuất đầu cho Yết Sát, chỉ có người đi cùng Yết Sát vẻ mặt xanh mét, ánh mắt kinh hãi nhưng không ai dám nói gì, thanh niên kia chỉ một chiêu đã đánh chết Yết Sát, bọn họ còn dám nói cái gì. Lục Lâm Thiên Lăng không đứng thẳng, sắc mặt trắng bệch, thi triển thời không lao ngục gấp 16 lần uy lực khiến cho hắn cực kỳ tiêu hao, làm cho hắn thật khó thể chịu nổi. Ánh mắt mọi người rơi lên người Lục Lâm Thiên, đều hắn làm chấn kinh, một chiêu đánh chết tu vi tôn cấp cửu trọng, còn có ai dám dễ dàng tiến lên trêu chọc hắn? Còn có ai dám đi lên tìm chết nữa? Ánh mắt Lục Lâm Thiên lướt qua người Thiên Địa Minh, khóe môi lộ ý cười thản nhiên, một chiêu đánh chết tôn giả. Hiệu quả như vậy làm cho hắn thật hài lòng. Cường giả Thiên Địa Minh đưa mắt nhìn nhau, không ai dám tùy tiện lộn xộn, thật sự bị thanh niên kia làm kinh sợ. Không ai đi lên sao, vậy tới lượt ta. Lục Lâm Thiên cười lạnh, ánh mắt rơi xuống 8 thân ảnh của Hắc Sát Giáo, đột nhiên xuyên qua không gian, lạnh lùng nói. Dám đối phó ta, vậy đều chết đi. Dứt lời thời không lao ngục hỏa hệ lan tràn, đem cả không gian bao vây bên trong. Năng lượng hỏa hệ lập tức hóa thành liệt hỏa nóng cháy. Chạy mau, mau. Trong 8 người có 4 tu vi tôn cấp, 1 vũ tôn lục trọng, 1 linh tôn tứ trọng, 1 vũ tôn nhị trọng, còn có vũ tôn nhất trọng đồng quy tinh, ngoài ra còn 4 tu vi vương cấp. Suy suy, cường giả Hắc Sát Giáo cấp tốc bỏ chạy, nhưng không cách nào đào thoát, 4 vương cấp đứng ngây dại, tiếp theo liền bị liệt hỏa thiêu thành cho tàn, hoàn toàn không chút sức đối kháng. Mà thời không lao ngục cũng hoàn toàn vây khốn 4 tôn cấp còn lại. Chết đi! Thân ảnh Lục Lâm Thiên xuất hiện trước người tôn cấp lục trọng, chảo ấn bạo lướt, chỉ nháy mắt đã rơi lên người hắn. Răng rắc! Năng lượng khủng bố chấn vỡ không gian xung quanh, người kia lập tức bị xé thành mảnh nhỏ. Hiu hiu! Hai tay Lục Lâm Thiên lại hướng 2 tôn cấp tứ trọng cùng nhị trọng vỡ áp xuống. Phanh phanh! Không gian nháy mắt nổ tung. Không gian lực khủng bố chấn vỡ không gian trực tiếp đem 2 người kia chấn thành mảnh nhỏ. Suy, cùng một thời gian Lục Lâm Thiên đã xuất hiện trước người đồng quy tinh, như diều hâu chảo gà con, trực tiếp bắt hắn trong tay. Tất cả chuyện này chỉ xảy ra trong một thoáng ngắn ngủi, lúc này người của Hắc Sát Giáo đã bị giết gần như sạch sẽ. Hô, sắc mặt mọi người run lên, không ai ngờ thanh niên kia lại hạ độc thủ đánh chết toàn bộ nhân thủ Hắc Sát Giáo. Hoàn toàn không đem họ đặt vào trong mắt. Hắc Sát Giáo, thật cho rằng ta không dám động các ngươi sao? Trong mắt Lục Lâm Thiên hiện lên sát ý. Hắc Sát Giáo sẽ không bỏ qua ngươi. Đôi mắt đồng quy tinh tràn ngập kinh hãi, toàn bộ cường giả Hắc Sát Giáo đều bị đánh chết, lần này họ đã hoàn toàn thua, trên mặt hắn lộ vẻ tuyệt vọng. Tiểu tử, mau thả người. Vô Ảnh Kiếm Tôn bước tới, ánh mắt run lên, dù sao Thiên Kiếm Môn là minh chủ Thiên Địa Minh. Hắn cũng không thể không ra mặt nói vài lời. Ta không thả thì thế nào, nếu ngươi muốn nhúng tay vào vũng nước đỡ Upsilon, C này, ta cũng diệt cả Thiên Kiếm Môn, có tin hay không thì tùy ngươi. Lục Lâm Thiên thản nhiên nói, hắn không tin những người này sẽ ra mặt cho Hắc Sát Giáo, bởi vì vừa rồi họ đã có cơ hội cùng ra tay, nhưng trong lòng đều có tiểu tâm tư, vì vậy không ai thật lòng nghĩ tới chuyện kết minh. Ánh mắt Vô Ảnh Kiếm Tôn lạnh lùng. Lời của Lục Lâm Thiên thật sự làm cho hắn băn khoăn, thanh niên này không hề sợ ai, nếu hắn động thủ với đệ tử bổn môn, tổn thất sẽ rất lớn. Trong lòng hắn lúc này đã có tính toán,
sau khi thanh niên kia thi triển vũ kỹ thiên cấp nói không chừng như nỏ mạnh hết đà, tuy hắn không sợ nhưng nếu những đệ tử khác trong thiên kiếm môn gặp phải công kích, hơn nữa trên người tiểu tử kia còn có 9 cỗ khôi lỗi, thật sự sẽ phiền toái. Chư vị, ta không tin tiểu tử này còn bao nhiêu khí lực, mọi người cùng nhau tiến lên đánh chết hắn rồi nói sau. Lộc Linh Tôn giả tiến lên, trong mắt hiện lạnh ý, tiểu tử này thực lực cường hãn nhưng hắn cảm giác được hẳn không còn bao nhiêu lực lượng tiếp tục chiến đấu. Mọi người cùng nhau tiến lên. Cường giả các sơn môn nhảy tới, Liễm Linh Tôn giả, Vô Ảnh Kiếm Tôn, Thiên Nguyệt Tôn giả, Phong Vũ Tôn giả, Cương Khôi Tôn giả, Lục Linh Tôn giả, Hãn Thiên Tôn giả, Diệt Hồn Tôn giả, Bình Sơn Tôn giả, Thao Ưng Lão Tổ, 11 siêu cấp cường giả vây quanh Lục Lâm Thiên, tuy họ đều biết thực lực khủng bố của hắn nhưng nhiều người cùng liên thủ họ tuyệt đối không sợ hãi. Nhìn dáng vẻ các người là muốn cùng tiến lên sao, nhưng ta nhắc nhở các ngươi, muốn động ta nhất định sẽ hối hận, ta cam đoan các ngươi sẽ đau lòng. Lục Lâm Thiên vẫn thản nhiên nói. Tiểu tử khẩu xuất cuồng ngôn, mọi người động thủ. Lộc Linh hét lớn một tiếng, lao tới quát to. Chư vị, cùng nhau động thủ. Siêu siêu. 11 cường giả cùng nhảy lên, linh lực chân khí tràn ra, nháy mắt từng luồng giải lụa linh lực chân khí ngưng tụ. 11 đạo công kích khủng bố đồng thời bay về hướng Lục Lâm Thiên, mỗi lực công kích đều chấn vỡ không gian. 11 cường giả không ai để ý tới sự sống chết của Đồng Quy Tinh, như đã có ăn ý, có lẽ Đồng Quy Tinh nên chết tốt hơn. Không xong. Nhóm người Thiên Địa Nhị Lão sắc mặt biến đổi, nếu họ chưa biết thân phận Lục Lâm Thiên, họ cũng mừng rỡ đứng xem náo nhiệt. Nhưng hiện tại họ đã biết thanh niên kia là ai, trong lòng lập tức lo lắng, nhưng họ cũng không phải kẻ liều lĩnh. Thầm nghĩ nếu Lục Lâm Thiên lựa chọn dùng bộ dáng này hẳn có ý định riêng của mình, nếu bản thân Lục Lâm Thiên không thể đối chiến những người kia hẳn đã bại lộ thân phận cầu cứu, vì vậy họ cũng không thể làm bại lộ thân phận của hắn. Tuy nhóm người Kim Lang cùng kỳ không thể tiến lên hỗ trợ, trái tim cũng dâng lên cổ họng, bị 11 siêu cấp cường giả vây công, dù là Kim Lang cũng chỉ có thể tránh né. Nhưng Dương Quá cùng Vân Tiếu Thiên không chút lo lắng, đặc biệt Vân Tiếu Thiên. Hắn đã quá quen thuộc với sự quỷ dị của con rể, phỏng chừng sẽ không xảy ra chuyện gì. Phanh phanh. 11 đạo công kích ầm ầm nổ tung giữa không trung, chấn động không gian nổi lên gợn sóng kịch liệt, đủ loại năng lượng khủng bố thổi quét trên bầu trời, xé rách khe không gian liên tục ẩn hiện, mà hư không xung quanh Lục Lâm Thiên đều nứt vụn thành từng khúc. Sắc mặt đám người Kim Lang Tôn giả càng thêm ngưng trọng. Lần này đã chết đi. Nhiều cường giả liên thủ như vậy. Tiểu tử kia không chết mới là lạ. Ánh mắt người các đại sơn môn chợt run lên, khẩn trương nhìn chằm chằm phía trước, 11 cường giả liên thủ một kích, bọn họ không tin thanh niên kia còn không bị giết chết. Hô! Khi hết thảy dần dần ổn định trở lại, ánh mắt mọi người đều tập trung vào không gian hỗn loạn phía trước, cũng phát hiện nơi đó không có vật gì, rõ ràng vừa rồi họ đều tập trung công kích thanh niên kia, nhưng hiện tại hắn đã biến mất không còn chút dấu vết. Đột nhiên ánh mắt bọn họ đại biến, bởi vì họ phát hiện một cỗ khí tức quen thuộc, ánh mắt lập tức nhìn lên bầu trời. Ông ông! Dưới ánh mắt kinh ngạc của đoàn người, chỉ thấy trên không trung xuất hiện một thanh sắc quang cầu lớn chừng 2 thước, lưu quang nhẹ nhẹ lưu chuyển như điện mang, ngưng tụ cỗ lực lượng đáng sợ làm mọi người có chút run rẩy lên. Đám lão cầu các ngươi làm khó dễ được ta. Một tiếng quát băng xương từ trong thanh cầu truyền ra, quang cầu đột nhiên run lên. Tiếng sấm nổ mạnh vang vọng trời cao. Ông! Chỉ thấy quang cầu mở ra hai bên, là một đôi cánh mở rộng, không gian vặn vẹo kịch liệt, chỉ nháy mắt đôi cánh màu xanh chợt duỗi lớn, mọi người nhìn thấy thanh niên kia xuất hiện giữa không trung. Đó là... Mọi người kinh ngạc phát hiện sau lưng thanh niên có một đôi vũ rực màu xanh hoàn mỹ vô khuyết xuất hiện, uy áp áp bách không gian, khí tức bàng bạc làm lòng người phát lạnh. Mà trên người thanh niên mặc một bộ khải giáp kim sắc. Một bàn tay đang bắt giữ Đồng Quy Tinh. Nhóm người Duẫn Ngạc vừa nhìn thấy thanh sắc vũ rực cùng kim sắc khải giáp, khuôn mặt lập tức chấn động. Đó là... Sắc mặt cường giả Phi Linh Môn biến hóa, đó là chiêu bài của trưởng môn, họ thật sự không nghĩ ra sao lại xuất hiện trên người thanh niên kia. Lục Lâm Thiên, hắn là Lục Lâm Thiên Phi Linh Môn. Trong nháy mắt không biết là ai lớn tiếng kêu lên, thanh âm rơi vào trong tai mọi người vô cùng rõ ràng. Chủ nhân đã bại lộ thân phận, nhóm yêu thú huyết mị lập tức bay lên không cung kính hành lễ. Tiểu tử này là Lục Lâm Thiên. Trời ạ, không ngờ hắn là Phi Linh Môn Lục Lâm Thiên.
Mọi người nghẹn họng nhìn chân chối, khó trách thanh niên kia khủng bố như thế, không đem thiên địa minh đặt vào trong mắt. Ha ha! Lục Lâm Thiên cười lớn, huyễn ảnh thanh vũ rực run lên, đưa tay kéo mặt nạ, lộ ra bộ dáng thật sự của mình. Là trưởng môn, đúng là trưởng môn. Đệ tử phi linh môn kinh ngạc, nhất thời mừng như điên, nguyên lai thanh niên khủng bố kia chính là trưởng môn. Bái kiến trưởng môn. Toàn bộ đệ tử hưng phấn hành lễ, tâm tình vô cùng kích động. Không ngờ là tiểu tử này, khó trách quen thuộc như vậy. Nhóm người Đông Vô Mệnh đưa mắt nhìn nhau, trong mắt đều lộ vẻ kích động. Đúng là Lâm Thiên lão đệ a. Lạc Kiến Hồng cũng kích động, khó trách dọc theo đường đi thanh niên kia luôn chiếu cố cho Nhật Sát Các, hiện tại ngẫm lại không khỏi cười khổ, hắn không nhận ra Lục Lâm Thiên mà chỉ có cảm giác quen thuộc mà thôi. Chẳng qua đối với người của Thiên Địa Minh mà nói đây không phải tin tốt lành, vừa nhìn thấy khuôn mặt của Lục Lâm Thiên, không ít người lập tức thối lui vài bước, trái tim chợt nhảy mạnh. Là hắn, lẽ ra ta nên nghĩ ra là hắn. Đôi mắt Nguyên Nhược Lan chớp động, dừng lại trên thanh ảnh kia. Sắc mặt Tử Đông trưởng lão Thiên Địa Các biến hóa, Tử Yên cũng tháo bỏ mặt nạ đi vào đội ngũ Thiên Địa Các, Tử Yên xuất hiện làm ánh mắt không ít người đều biến hóa, nhưng nhìn phản ứng của người Thiên Địa Các, tựa hồ đã sớm biết thân phận Tử Yên. Là hắn. Sắc mặt Cực Lạc Tam Quỷ cũng thay đổi, nguyên lai thanh niên khủng bố kia chính là Lục Lâm Thiên. Thật mạnh. Ba người kinh ngạc kêu lên, nguyên bản khi Dương Quá thi triển thực lực, ba người họ đã hoàn toàn bị rung động. Lúc đó ba người cũng đã suy đoán, chỉ sợ thực lực Lục Lâm Thiên càng mạnh hơn. Vừa rồi Lục Lâm Thiên chỉ dùng một chiêu đã kích sát Hiết Sát Tôn giả, ba người cũng kinh hãi, ban đầu ở trong Cực Lạc Cung, Dương Quá cùng Lục Lâm Thiên vốn định động thủ với ba huynh đệ họ, cũng may không động thủ, lúc đó ba huynh đệ còn cho rằng chỉ cần liên thủ vẫn có cơ hội chiến thắng. Mà bây giờ cả ba người không khỏi thầm than, chỉ sợ nếu Lục Lâm Thiên cùng Dương Quá liên thủ kẻ thê thảm chính là ba huynh đệ bọn họ. Nghĩ tới đây cả ba đều tuôn mồ hôi lạnh. Là Lục Lâm Thiên. Sắc mặt 11 siêu cấp cao thủ nháy mắt biến sắc, vô cùng khó xem. Mà ánh mắt Đồng Quy Tinh ngây dại, trong lòng như rơi vào hầm băng, hắn thật không nghĩ tới người này lại là Lục Lâm Thiên. Đồng Quy Tinh, ngươi nhìn cho rõ, người Thiên Địa Minh vừa rồi cũng muốn giết luôn ngươi đấy, cho dù ta muốn thả ngươi phỏng chừng ở trong Tử Vong Thâm Uyên họ cũng sẽ đem ngươi đánh chết. Lục Lâm Thiên thản nhiên nói. Vừa nghe lời của Lục Lâm Thiên, ánh mắt Đồng Quy Tinh khẽ động, thoáng hoàn hồn, chỉ sợ hắn cũng biết nguyên nhân, thậm chí cũng có oán hận, cái gì là Thiên Địa Minh, căn bản chỉ là năm bè bảy mảng, tới nông nỗi này vẫn muốn tính kế lẫn nhau. Nhưng hiện tại ta thay đổi chủ ý, chẳng những ta sẽ không giết ngươi, còn bảo hộ ngươi quay về Hắc Sát Giáo. Lục Lâm Thiên mỉm cười nói, đem Đồng Quy Tinh cấm chế, ném cho Hắc Hùng cách đó không xa, nói. Hắc Hùng. Xem chừng hắn. Dạ, chủ nhân. Hắc Hùng lập tức chảo Đồng Quy Tinh vào trong tay. Hô! Lục Lâm Thiên thở sâu một hơi, liếc mắt nhìn xung quanh, ngay lập tức thả người dựng lên, huyễn ảnh thanh vũ rực vẫy động, thân ảnh nháy mắt bay thẳng về hướng đại điện, ngay tích tắc hắn lao vào trong đại điện, thanh hồng sắc ngọc giản cũng hiện ra trong tay hắn. Suy! Thân ảnh chợt lóe, Lục Lâm Thiên đã đi vào bên trong đại điện. Lục Lâm Thiên muốn cướp lấy bảo vật trong đại điện, chúng ta nhanh lên, không thể để cho tiểu tử kia nhanh chân tới trước. Nhóm người Vô Ảnh Kiếm Tôn nháy mắt kêu lên. Siêu siêu. Sắc mặt các cường giả biến đổi, đồng loạt lao về hướng đại điện, không ai muốn Lục Lâm Thiên nhanh chân đến trước, chỉ sợ trong đại điện có bảo vật quý giá, bằng không tại sao Lục Lâm Thiên lại vội vàng đi vào như thế. Oanh. Ngay lúc họ sắp tiếp cận đại điện. Trong cổ họng Vô Ảnh Kiếm Tôn đi phía trước nhất vang lên thanh âm trầm đờ upsilon, c, sắc mặt hắn nhất thời đại biến, nháy mắt hắn cảm nhận được một cỗ kình lực cực đoan đáng sợ từ cấm chế vô hình trước mặt đánh thẳng tới hắn. Bị cỗ kình lực bắn ngược, trong mắt Vô Ảnh Kiếm Tôn hiện vẻ kinh hãi, không kịp né tránh đã bị cỗ kình lực lao thẳng vào cơ thể, toàn bộ chân khí phòng ngự lập tức bị phá hủy dễ dàng. Phốc, chỉ nháy mắt thân hình Vô Ảnh Kiếm Tôn bắn ngược ra ngoài. Phun ra máu tươi rơi xuống quảng trường. Phốc! Tiếp theo là Thao Ưng Lão Tổ, nhất thời không kịp hãm lại tốc độ, rõ ràng chứng kiến Vô Ảnh Kiếm Tôn bị đánh bay nhưng vẫn đánh lên, chủ yếu là vì hắn không nhìn thấy cấm chế vô hình, miệng phun máu tươi, thân hình lập tức bị văng ngược trở lại, cả hai đều hung hăng đập mạnh xuống đất. Chín siêu cấp cường giả còn lại đều kinh hãi dừng bước, không dám tiến thêm chút nào. Ánh mắt người Thiên Địa Minh sững sờ,
khiếp sợ nhìn hư không trước mắt, nhưng cũng không hề nhìn thấy cấm chế. Người của Đế Đạo Minh vốn định bay theo, nhưng khi chứng kiến kết cục của Vô Ảnh Kiếm Tôn cùng Thao Ưng Lão Tổ lập tức ổn định thân hình. Lúc này Vô Ảnh Kiếm Tôn cùng Thao Ưng Lão Tổ cũng đã đứng dậy, đưa tay lau vết máu trên miệng, sắc mặt biến thành âm trầm, họ không nghĩ tới bản thân họ không cách nào vào được đại điện. Không thể đi vào, có cấm chế. Toàn bộ cường giả thiên địa minh ngây dại, trong lòng cực kỳ rõ ràng phản lực vừa rồi tuyệt đối do cường giả đế cấp bố trí, nếu không cũng không có uy lực lớn đến như thế. Không còn ai dám tiếp tục đi thử nghiệm, kết cục của hai người kia ai cũng thấy rõ. Trơ mắt nhìn thấy Lục Lâm Thiên đi vào trong đại điện, mọi người chỉ có thể trơ mắt nhìn, trong lòng hâm mộ lẫn ghen tị nhưng cũng không có biện pháp nào khác. Đại điện phía trước hẳn có đế giả bố trí cấm chế, chỉ có Lục Lâm Thiên mới có thể đi vào, người khác tiến vào sẽ bị bắn ngược. Nghĩ tới khi nãy thân thể đế giả giao Thanh Hồng Ngọc Giản cho Lục Lâm Thiên, Vân Thiếu Thiên nói. Vậy chúng ta ở đây chờ được rồi. Kim Lang Tôn giả nói, phỏng chừng Lục Lâm Thiên cũng sẽ không gặp nguy hiểm gì, nói không chừng còn lấy được chỗ tốt. Vậy chúng ta ở đây chờ đợi đi. Thiên Dương Tôn giả gật đầu, cháu trẻ Kim Đồ Tôn đã vào đại điện, tự nhiên tốt hơn để người khác đi vào. Chúng ta chờ vậy, nhưng phải chú ý người của Thiên Địa Minh mới được. Mang Linh Lão Tổ nói. Mọi người nghe vậy đều gật đầu. Phỏng chừng đám người Thiên Địa Minh sẽ không hết hy vọng, lần này Lục Lâm Thiên chiếm được nhiều ưu đãi, tỉ như vài viên đế linh tấn thần đan, mặc dù chỉ có 1/10 cơ hội xưng đế, nhưng nếu để cho người của Đế Đạo Minh sử dụng đột phá đế giả, đối với Thiên Địa Minh mà nói sẽ là tai họa ngập đầu, tới lúc đó Thiên Địa Minh thật sự xong đời. Vì vậy người của Đế Đạo Minh khoanh chân ngồi xuống chờ đợi, người có thương thế khả năng đều dùng đan dược khôi phục, mà thương thế của Kiền Chính Tôn giả thậm chí là nặng nhất. Người của Thiên Địa Minh vô cùng tức giận nhưng cũng không có cách nào, bởi vì bố trí của đế giả họ không cách nào đột phá. Sau một lát thương lượng, người Thiên Địa Minh cũng chờ đợi, tựa hồ cũng muốn đợi Lục Lâm Thiên đi ra, nhưng lúc này trên đỉnh núi cũng chỉ có thể đi vào mà không thể ra ngoài, họ muốn đi cũng không đi được. Lục Lâm Thiên đặt chân vào đại điện, diện tích nơi này làm hắn kinh ngạc, đại điện cực kỳ khổng lồ, toàn đại điện đều là thanh hồng sắc, không biết đã tồn tại bao nhiêu năm tháng. Lan tràn một cỗ khí tức thê lương xa xưa, khí tức làm linh hồn hắn cũng nhảy lên. Suy, ngọc giản trong tay Lục Lâm Thiên tự động trôi nổi, một cỗ khí tức tàn hồn tán phát, quang mang quanh quẩn, ngọc giản bay thẳng về phía trước. Lục Lâm Thiên thoáng do dự nhưng vẫn đi theo sau ngọc giản. Sau một lát ngọc giản bay tới một vị trí trong đại điện, một cỗ quang mang màu xanh hồng tỏa ra, bao phủ bên trong đại sảnh. Oanh long, đại điện nhất thời ầm vang run lên. Mặt đất trao đảo, phương hướng ngọc giản bao phủ bắt đầu xuất hiện quang quyển, bên trong quang quyển trống rỗng hiện ra một gian thạch thất, diện tích tựa hồ không nhỏ, lộ ra khí tức xa xưa, khí tức tựa hồ quan hệ tới linh hồn lực làm linh hồn Lục Lâm Thiên run lên. Cảm giác được khí tức kia, Lục Lâm Thiên suy đoán hẳn là Thanh Hồng Ngọc Giản mở cửa thạch thất kia, bên trong khí tức cực kỳ tràn đầy, nhưng không biết có vật gì. Không chút do dự, Lục Lâm Thiên đi thẳng vào trong thạch thất, tiến vào một cửa đá. Hoàn cảnh trước mắt hắn cực kỳ mộc mạc, chỉ có chỗ trung ương có một thạch đài đã lâu năm, khí tức bàng bạc lan tràn, vừa vào nơi này Lục Lâm Thiên càng cảm giác linh hồn mình run rẩy dữ dội hơn trước. Ánh mắt Lục Lâm Thiên dừng lại trên hộp gấm nằm giữa thạch đài, hộp gấm cỡ lòng bàn tay, phong cách thật cổ xưa, khí tức tràn ngập. Chẳng lẽ là bảo vật? Ánh mắt hắn thoáng biến hóa, đi tới cạnh thạch đài, thoáng do dự, thân thể đế giả đã dẫn hắn tới đây, chỉ sợ cũng không có nguy hiểm gì. Vì vậy hắn cầm lấy hộp gấm, mà nơi này cũng chỉ có hộp gấm là có cấm chế, phỏng chừng đồ vật bên trong không đơn giản. Sẽ là vật gì đây? Lục Lâm Thiên không nhịn được tò mò lẫn chờ mong, liền mở ra. Một cỗ sương mù màu xanh trắng dày đặc lan tràn, chậm rãi tiêu tán, mang theo khí tức làm linh hồn có cảm giác cực kỳ thoải mái. Trong hộp gấm là một vật màu xanh trắng nhỏ cỡ ngón cái, nhìn qua giống như linh quả, hoặc như đan dược. Thậm chí giống ngọc thạch màu xanh trắng trong suốt trong sáng. Đây là cái gì? Lục Lâm Thiên cầm vật kia lên tay, cảm giác thật mát mẻ, mơ hồ có cảm giác mềm mại ôn nhu, trong veo như ngọc như nước. Suy! Khi Lục Lâm Thiên dùng ngón trỏ cùng ngón cái cầm vật kia lên quan sát, vật kia chợt dao động, một đoàn hào quang màu xanh trắng bay ra, chỉ nháy mắt vật kia đã hóa thành đoàn linh dịch đột nhiên chui vào trong hai ngón tay của Lục Lâm Thiên biến mất không bóng dáng. Suy!
vật kia xâm nhập vào thân thể Lục Lâm Thiên, thân hình hắn run rẩy kịch liệt, nháy mắt hắn cảm giác được một cỗ năng lượng vô cùng tinh thuần giống như nước thủy triều tràn vào trong cơ thể hắn. Hô hô! Chỉ thoáng chốc toàn thân Lục Lâm Thiên giống như nổ tung, năng lượng lập tức khuếch tán không cách nào ngăn cản, màu xanh trắng linh khí chậm rãi tràn ra trong cơ thể hắn, thậm chí là từ trên thiên linh cái cùng tóc hắn đều toát ra vũ khí màu xanh trắng, nhìn qua cực kỳ huyền ảo. Hô hô! Năng lượng bàng bạc tưới vào, âm dương linh vũ quyết cơ hồ tự động vận chuyển. Chỉ thoáng chốc Lục Lâm Thiên cảm giác được năng lượng đều bị âm dương linh vũ quyết luyện hóa, trực tiếp hóa thành linh lực tinh thuần tiến vào trong não hải của hắn. Mà linh lực tinh thuần tới mức Lục Lâm Thiên chưa từng cảm thấy bao giờ, hoàn toàn không ẩn chứa một tia tạp chất, tinh thuần hơn bất kỳ năng lượng nào trên đời này, phảng phất không giống vật phàm. Năng lượng thật là khủng khiếp. Nhận thấy được biến hóa, trong lòng Lục Lâm Thiên không nhịn được hít sâu một hơi, vật kia rõ ràng chỉ nhỏ cỡ ngón cái, không nghĩ tới ẩn chứa năng lượng kinh khủng như vậy. Mà giờ khắc này càng làm Lục Lâm Thiên cảm thấy kinh ngạc chính là còn có một cỗ năng lượng khác đang xâm nhập vào đại não, cỗ năng lượng kia khác hẳn năng lượng do vật màu xanh trắng biến thành. Cỗ năng lượng kia thật sự tràn đầy, tựa hồ có tác dụng tẩy rửa tâm linh, có hiệu quả chẳng khác gì diễn linh thiên quả. Trong vô hình Lục Lâm Thiên giống như cảm nhận được đủ loại mùi vị ngọt bùi cay đắng, làm tâm thần hắn dần dần mê mang. Suy! Lục Lâm Thiên khoanh chân ngồi xuống, quanh thân bao phủ một tầng thanh bạch quang mang huyền ảo, trong đại não của hắn không ngừng biến hóa thành từng màn, đều là những cảnh tượng luân hồi của đời trước. Ở bên ngoài các cường giả khoanh chân ngồi chờ đợi, sắc mặt vừa vui lẫn buồn, đương nhiên đối với Thiên Địa Minh mà nói đây là chuyện cười không nổi, tâm tình vô cùng tức giận. Nhưng người của Đế Đạo Minh lại sảng khoái tinh thần, hoàn toàn không có chút áp lực, không biết từ lúc nào Lục Lâm Thiên đã trở thành người tâm phúc của họ, không ai đối đãi hắn như một vãn bối, dễ dàng khinh thường hắn. Thời gian chậm rãi trôi qua, không ai biết việc gì đang xảy ra trong đại điện. Mà lúc này bên trong thạch thất đại điện, linh lực chân khí trong người Lục Lâm Thiên thẳng tắp kéo lên, năng lượng trải qua âm dương linh vũ quyết luyện hóa biến thành linh lực tinh thuần tràn vào đại não, liên miên cuồn cuộn không dứt. Tốc độ vô cùng khủng bố, giống như vạn mã chạy trồm, làm tốc độ đột phá của Lục Lâm Thiên bay nhanh, nếu có người ngoài nhìn thấy chỉ sợ sẽ chấn kinh. Hô! Chân khí xung quanh Lục Lâm Thiên càng lúc càng nồng nặc, theo linh lực minh mông cuồn cuộn tràn vào trong đại não, khí thế trên người hắn thẳng tắp bay lên. Phanh! Khi chân khí đã tới mức tràn đầy, linh lực cuồn cuộn trùng kích tới, một thanh âm trầm đỡ Upsilon, C truyền ra, đã dễ dàng giải khai cổ bình. Chỉ nháy mắt Lục Lâm Thiên đã đột phá tới linh tôn lục trọng, mà năng lượng vẫn tiếp tục tràn vào, chân khí cấp tốc kéo lên, tốc độ không hề có chút dấu hiệu yếu bớt. Lục Lâm Thiên cũng không có ý thức về việc mình đã đột phá, hiện tại ý thức của hắn hoàn toàn đắm chìm trong cảnh tượng luân hồi, hắn đã mất đi khái niệm thời gian, luân hồi muôn đời liên tục diễn ra, xem qua nhân sinh trăm thái, nếm hết ấm lạnh thế gian, ngọt bùi cay đắng, yêu hận tình cừu, bi hoan ly hợp, chậm rãi trôi qua. Ngay lúc này trên thiên linh cái của hắn có một tia hắc khí chậm rãi bay ra khỏi đỉnh đầu, cuối cùng dần dần hóa thành hư vô, tiêu tán không thấy. Nếu có cường giả lịch duyệt bất phàm nhìn thấy, nhất định sẽ kinh hãi, đó chính là bài trừ tạp chất trong linh hồn, mà tia hắc khí kia chính là tạp chất. Theo lời đồn đãi tạp chất linh hồn chính là cửa ải đầu tiên ngăn cản tôn cấp bước vào đế cấp, có chút cường giả lịch duyệt bất phàm đều tìm cách bài trừ tạp chất trong linh hồn, nếu không vĩnh viễn không cách nào đặt chân đế cấp. Nghe đồn chỉ cần tiêu trừ tạp chất, tốc độ tu luyện cùng linh hồn lực sẽ tăng cường không ít. Hô! Khi tia hắc khí cuối cùng tiêu tán, chân khí lại tiếp tục kéo lên, thân hình Lục Lâm Thiên đột nhiên run lên, quang mang đại thịnh, cuối cùng tràn ngập khắp cả thạch thất, cả không gian chợt run lên. Cùng một thời gian chân khí giống như bị ảnh hưởng, gào thét phóng lên cao, bạch quang quanh quẩn, năng lượng theo âm dương linh vũ quyết lôi kéo tràn vào trong não hải. Thiên địa năng lượng không ngừng hội tụ. Dung nhập vào trong đại não của hắn, linh lực cùng thiên địa năng lượng chạy trồm, bạch sắc quang quyển càng lúc càng nồng nặc. Phanh! Đột nhiên trong đầu Lục Lâm Thiên vang lên một tiếng trầm đỡ Upsilon, C, lại có bình chướng bị phá tan, thật dễ dàng đột phá tới linh tôn thất trọng. Lúc này chân khí vẫn chưa dừng lại, không biết do nguyên nhân gì hoặc là do tâm tình, hơn nữa năng lượng thật sự quá mức cường đại, vì vậy chân khí trên người Lục Lâm Thiên vẫn tiếp tục kéo lên. Hô! Khí thế của Lục Lâm Thiên tăng lên với tốc độ không thể tin tưởng, năng lượng liên tục tràn vào bên trong đại não.
Ở quảng trường bên ngoài mọi người vẫn tiếp tục chờ đợi, trong không gian không có ngày đêm, chỉ có thể tính theo đơn vị thời gian là canh giờ, mọi người chờ đã gần 200 canh giờ, tính ra đã qua nửa tháng. Đối với cường giả mà nói chỉ là chút thời gian, bởi vì bình thường họ bế quan 10 năm 8 năm chỉ là chuyện trong nháy mắt. Nhưng hiện tại nơi này là địa phương đặc thù, tình huống đặc thù, đối với thiên địa minh mà nói càng lúc càng không cách nào bình tĩnh. Người của đế đạo minh chờ đã lâu vẫn không thấy Lục Lâm Thiên đi ra, trong lòng đều có chút bận tâm, nhưng không ai dám đi vào tìm hiểu, bởi vì không ai dám va chạm cấm chế. Người linh vũ giới cùng không ít cường giả tán tu ở xa xa khoanh chân ngồi, hiện tại bọn họ chỉ có thể chờ đợi. Suy suy, bên trong thạch thất chân khí Lục Lâm Thiên điên cuồng kéo lên, đã lên tới linh tôn thất trọng đỉnh, mà lúc này ở trong đại não của hắn lại xuất hiện một tầng màng mỏng vô hình. Chân khí đang gia tăng trong người hắn nháy mắt bị tầng bình chướng vô hình kia áp chế, không cách nào tiến thêm. Hô, chân khí đang tăng nháy mắt tắt nghẽn, không ngừng chấn động không gian xung quanh, khiến không gian rung chuyển không ngớt. Suy, đúng lúc này Lục Lâm Thiên đột nhiên mở mắt, tinh quang sáng lạn, tựa hồ cũng cảm giác được một tầng bình chướng vô hình xuất hiện trong đầu mình. Thủ ấn kết xuất, quang quyển nhất thời bộc phát, toàn lục thi triển âm dương linh vũ quyết, khuôn mặt hắn biến thành dữ tợn, đột nhiên phun ra máu tươi, chỉ sợ đã động tới khí huyết. Linh tôn bát trọng, phá cho ta. Lục Lâm Thiên hét lớn một tiếng, tinh quang bắn ra, cơ hồ đã biến thành thực chất, nhất thời đem năng lượng trong thân thể điên cuồng luyện hóa. Oanh long. Linh lực tinh thuần nháy mắt thổi quét vào đại não, đồng thời chân khí lại cuồng mãnh kéo lên, đập thẳng vào tầng bình chướng vô hình trong não. Phanh. Trong tích tắc linh lực tinh thuần giải khai bình chướng, một thanh âm nổ tung trầm đỡ Upsilon, C vang lên, cuối cùng linh lực dừng lại tại linh tôn bát trọng. Két. Khí tức đột nhiên dừng lại, năng lượng đã bị luyện hóa không còn, đã hoàn toàn sạch sẽ. Dựa vào vật màu xanh hồng kia Lục Lâm Thiên từ linh tôn ngũ trọng lên thẳng tới bát trọng, càng lên trên tu vi càng khó đột phá, nhưng có thể một lúc lên thẳng ba cấp đủ chứng minh đồ vật kia ẩn chứa năng lượng khủng bố tới mức độ nào. Nhưng lúc này sắc mặt Lục Lâm Thiên cũng tái nhợt, giống như tiêu hao hầu như không còn, thân thể vô lực thở hổn hển, nhưng đôi mắt vô cùng thâm thúy, tràn ngập mừng rỡ. Càng làm cho hắn khiếp sợ chính là tiểu hồn anh cũng có biến hóa, hoàn toàn khác hẳn trước kia, về phần khác chỗ nào hắn lại nhất thời không thể nói rõ. Thủ ấn biến hóa, từ ấn đường tràn ra cỗ linh hồn lực, đột nhiên khuếch tán trong hư không, hóa thành linh hồn quang mạc bao phủ không gian, linh hồn lực bàng bạc bao trùm khắp cả thạch thất. Tinh thuần không ít. Quan sát linh hồn của chính mình, lúc này Lục Lâm Thiên mới cảm giác được linh hồn lực đã tăng lớn hơn trước kia, vô cùng tinh thuần không chút tạp chất. Lần này Lục Lâm Thiên liên tục đột phá ba cấp, nhưng không hề có cảm giác tâm cảnh bị dao động, chỉ sợ có quan hệ tới tâm tình trải qua muôn đời luân hồi trước đó. Sau một lát hắn mới khôi phục lại chút khí lực, trên mặt tràn đầy nỗi vui mừng. Cảm giác được tu vi của mình lên tới linh tôn bát trọng. Lại thêm ưu thế linh hồn lực khổng lồ, Lục Lâm Thiên ngẫm nghĩ, lúc này chỉ sợ ngay cả tôn cấp bát trọng cũng khó thể đối kháng với hắn, nếu hắn thi triển cửu chuyển thiên linh bí pháp cùng ám ma phân thân bí pháp, dù là linh tôn vũ tôn cửu trọng cũng có thể đối phó. Hô! Trong lòng vui sướng kích động, Lục Lâm Thiên lại quan sát thân thể, hết thảy không có vấn đề gì, liên tục đột phá ba cấp làm đại hồn anh cùng tiểu hồn anh đều mạnh hơn không ít, mà kim sắc tiểu đao cũng có biến hóa. Vẫn không thể di động chút nào. Tâm thần vừa động, Lục Lâm Thiên phát giác với thực lực hiện tại của mình vẫn không thể di động được kim sắc tiểu đao, đành phải bỏ qua, nhưng hắn cũng không thất vọng, dù sao vật kia chỉ có lợi mà không gây hại cho hắn, trọng yếu hơn là hắn cũng không làm sao quản được nó. Lục Lâm Thiên đứng dậy nhìn quanh bốn phía, đang định đi ra ngoài, đột nhiên một tiếng ầm vang run rẩy vọng ra, thạch thất bắt đầu nứt nẻ sau đó trực tiếp nổ tung. Hô hô! Thạch đài nổ tan, đột nhiên từng đạo huỳnh quang bộc phát, mơ hồ giống như có nguồn năng lượng đang dâng lên trong thạch thất khiến lòng người run rẩy. Lục Lâm Thiên khẩn trương nhìn quanh, chỉ nháy mắt trên thạch đài vang lên thanh âm nứt vỡ, hào quang từ khe nứt bắn ra, cuối cùng trôi nổi bên trong thạch thất. Vũ linh khí địa cấp, hồn khí địa cấp, vũ kỹ địa cấp, linh kỹ địa cấp. Nhìn thấy những điểm sáng kia, Lục Lâm Thiên sửng sốt, đó là linh khí cùng hồn khí địa cấp, năng lượng tràn đầy. Ước chừng phải trên trăm kiện, còn có hơn ngàn vũ kỹ linh kỹ địa cấp. Đó là, ngay trong tầm mắt của Lục Lâm Thiên,
Bên trên những linh kỹ vũ kỹ cùng linh khí còn có 10 đạo lưu quang cuồn cuộn trôi nổi, khí tức làm linh hồn người chấn chiến, cả không gian mơ hồ biến thành vặn vẹo. Vũ kỹ linh kỹ thiên cấp. Lục Lâm Thiên ngẩn ra, buột miệng hô to, cảm giác khí tức hắn có thể khẳng định đó chính là vũ kỹ linh kỹ thiên cấp mà bên ngoài không thể nhìn thấy. Có thể sáng tạo ra vũ kỹ linh kỹ thiên cấp, ở trong lực lĩnh ngộ tuyệt đối là kinh người, thậm chí có thể nói chỉ có đế giả mới có khả năng làm được, còn ở cấp độ tôn cấp thì vô cùng hiếm thấy. Cho nên khi Lục Lâm Thiên thi triển thời không lao ngục gấp 16 lần, mọi người chỉ nghĩ hắn thành công tu luyện bộ công pháp thiên cấp mà không ai nghĩ tới đó là do chính hắn sáng tạo lĩnh ngộ. Chính vì như vậy, nếu hiện tại Lục Lâm Thiên đem thời không lao ngục gấp 16 lần dạy cho người khác, như vậy người đó nhất định phải đồng thời lĩnh ngộ thuộc tính kim mộc thủy hỏa thổ, còn có thời gian, linh hồn, ngũ hành đều truyền thừa cho đối phương. Ở bên ngoài rất ít lưu truyền vũ kỹ linh kỹ thiên cấp, trên thực tế đây là tâm huyết cả đời của cường giả, tu luyện thành công nhất định phải đi theo con đường mà cường giả sáng tạo lưu lại, có được nó chẳng khác gì được dẫn đường, có thể lĩnh ngộ cực nhanh. Có thể nói nếu tu luyện thất bại cũng có thể tiến bộ cực lớn trong lĩnh ngộ, thậm chí sớm muộn gì cũng sẽ tu luyện thành công, bởi vì nguyên nhân đặc thù cho nên vũ kỹ linh kỹ thiên cấp hầu như không hề được lưu truyền ra bên ngoài. Chính vì điều này mà nó càng thêm chân quý, dù sao các đại sơn môn tuyệt đối sẽ không ngoại truyền, bởi vì làm vậy chẳng khác gì đem lĩnh ngộ suốt đời của mình tặng cho người khác. Giờ phút này Lục Lâm Thiên nhìn thấy tới 10 bộ linh kỹ vũ kỹ thiên cấp, trong lòng rung động thế nào liền có thể nghĩ. Trên ngọn núi khổng lồ, khe sâu đường đá uốn lượn như muốn thông thiên, một đạo tử sắc thân ảnh đứng thẳng, dung nhan tuyệt mỹ, ánh mắt nhìn chăm chú vào ngọn núi khổng lồ đáng sợ, một mảnh khe sâu đường đá dài hẹp tựa hồ đều ẩn chứa nguy hiểm thật lớn tràn ngập bên trong. Siêu. Sau thoáng do dự, tử sắc thân ảnh lắc mình tiến vào bên trong khe sâu đường đá, nháy mắt thân ảnh đã biến mất không còn nhìn thấy. Lúc này trên quảng trường rộng lớn, khái niệm thời gian đã cực kỳ mơ hồ. Nhưng đối với các cường giả đang khoanh chân điều tức cũng không có gì là không chịu nổi, mà đỉnh núi này chỉ có thể vào lại không thể đi ra, đã có đông đảo cường giả tôn cấp muốn xé rách không gian rời đi nhưng không ai có thể làm được. Thời gian chậm rãi trôi qua, trong lòng cường giả thiên địa minh càng thêm bất an, cũng không còn cách nào tĩnh tâm chờ đợi, Lục Lâm Thiên đã đi vào đại điện kia thật lâu, mà nơi này không có cách nào đi ra ngoài, chỉ hai điểm này đã đủ cho các cường giả ngày càng buồn bực. Cường giả đế đạo minh vẫn đỡ hơn một chút, thời gian qua lâu làm cho họ có chút bận tâm an nguy của Lục Lâm Thiên. Ở bên trong tử vong thâm uyên, đặc biệt là quảng trường này, nơi nơi tràn đầy khủng bố, không ai dám bảo đảm Lục Lâm Thiên sẽ luôn được bình yên vô sự. Đương nhiên, cường giả đế đạo minh đồng thời đang cảnh giác người của thiên địa minh, hành trình đi vào tử vong thâm uyên lần này khiến mối thù của hai bên càng lúc càng lớn. So sánh với đế đạo minh cùng thiên địa minh, người thiên địa các cùng linh vũ giới đều yên tĩnh hơn, ai cũng chỉ ngồi yên nhắm mắt dưỡng thần. Địa phương chết tiệt này, rốt cục làm sao đi ra ngoài. Ánh mắt Hãn Thiên Tôn giả trầm xuống, một quyền oanh kích vào không gian trước mặt, không gian bị đánh nát lộ ra hắc động, nhưng nháy mắt liền khép lại. Hãn Thiên, định lực của ngươi cũng quá kém đi. Thiên Dương Tôn giả khẽ cười nói. Vân Phi Hồng, ngươi đừng đắc ý, các ngươi cũng không ra được đâu. Hãn Thiên liếc mắt nhìn Thiên Dương nói. Ta không đi ra được thì có sao, nói không chừng đồ tôn của ta đi ra đây thì ta đã có thể đi ra ngoài. Thiên Dương mỉm cười, trong lòng hắn không chút nóng nảy, mơ hồ cảm giác đồ tôn nhất định sẽ có biện pháp. Có bản lĩnh chính mình đi ra ngoài, dựa vào người khác còn tính bổn sự gì. Diệt Hồn Tôn giả lạnh lẽo liếc mắt nhìn Vân Phi Hồng, người thiên địa minh vốn đang buồn bực, nghe nhắc Lục Lâm Thiên không khỏi nghiến răng nghiến lợi. Nỗi hận không thể lập tức đánh chết Lục Lâm Thiên, đem Lục Lâm Thiên bầm thây vạn đoạn, nhưng lại không cách nào đánh chết hắn, ngược lại luôn bị quản chế, loại cảm giác này đối với họ thật sự quá mức phẫn nộ. Là đồ tôn của mình còn tính là người lạ sao, có bản lĩnh các ngươi cũng tìm đồ tôn cho mình đi, chỉ sợ đám đồ tử đồ tôn phế vật của các ngươi không có khí mà tranh thôi. Oa ha ha! Thiên Dương cười đắc ý, khuôn mặt cao hứng không thôi, hắn có được đồ tôn mạnh mẽ như thế. Thật sự giúp cho hắn kiếm đủ mặt mũi. Vân Phi Hồng, con mẹ nó ngươi đừng hung hăng càn quấy, có bản lĩnh chúng ta đơn đả độc đấu. Phong Vũ Tôn giả quát một tiếng, nhắc tới Lục Lâm Thiên làm trong lòng hắn càng uất nghẹn, nghĩ tới Thanh Lôi Huyền Đằng, cũng do Lục Lâm Thiên gây ra, hắn còn đang nghẹn một bụng lửa giận đây. Phong Vũ lão thất phu,
lão tử sợ ngươi sao, đánh thì đánh. Thiên Dương đứng dậy, hắn cũng không muốn đánh mất mặt mũi. Suy suy, chân khí hai người giằng co, bắt đầu run lên, một cỗ năng lượng vô hình khuếch tán thổi quét, nháy mắt đem họ bao phủ bên trong, không gian bắt đầu nứt nẻ, đã sắp động thủ. Sư công, cần gì tính toán với lão thất phu kia? Ngay lúc này một thanh âm đột nhiên truyền tới. Suy, chỉ thấy không gian trước đại điện đột nhiên dao động, một thanh ảnh nháy mắt xuất hiện. Siêu, Lục Lâm Thiên, mọi người không khỏi run lên, đó chính là Lục Lâm Thiên, khi mọi người nhìn vào đôi mắt thâm thúy của hắn, phảng phất như cảm giác được có cỗ chân khí vô hình khó hiểu. Khí tức kia thật giống như nhìn thấu tang thương thế gian vạn vật, như nhìn thấu nhân sinh trăm thái, nếm hết nhân tình ấm lạnh, cỗ khí tức này đến từ sâu trong linh hồn, tuyệt đối không phải lỗi giác. Ánh mắt kia, thật quỷ dị. Trong lòng các cường giả run lên, ánh mắt kia như làm dao động tâm cảnh của bọn hắn, làm cho bọn hắn không còn chỗ nào ẩn nấp. Lão giả tên Đạm Niệm nhìn qua Lục Lâm Thiên, trong mắt chợt lóe tinh quang, hiện lên tia kinh ngạc nhưng nháy mắt liền biến mất không thấy. Không gian đột nhiên an tĩnh lại, mà mọi người lại có chút không quá tự nhiên. Tiểu tử này tựa hồ lại chiếm được chỗ tốt không nhỏ a. Ánh mắt Kim Lang Tôn giả có chút chớp động, với khả năng của hắn, rõ ràng đã cảm giác được sự biến hóa của Lục Lâm Thiên. Không ít cường giả nhận thấy chân khí của Lục Lâm Thiên khác hẳn lúc trước, tuyệt đối đã chiếm được chỗ tốt nên mới biến chất, hơn nữa ưu đãi nhất định thật lớn. Lâm Thiên, ngươi không sao chứ? Nhìn thấy Đồ Tôn đã đi ra, Thiên Dương Tôn giả lập tức đi tới bên người hắn, cảm nhận được sự biến hóa của hắn, sau thoáng sửng sốt lập tức vui sướng kêu lên. Bẩm sư công, đệ tử không có việc gì, rất tốt. Lục Lâm Thiên nói, thanh âm của hắn lộ ra cảm giác tang thương xa xưa, rơi vào trong tai mọi người thanh thúy động lòng người như nước suối trong lành, lại như mây mù dày nặng miên man. Tiểu tử, rốt cục đã ra rồi, làm ngũ sư thúc lo lắng muốn chết. Cùng kỳ tôn giả đi tới, đôi mắt sáng ngời không ngừng quan sát Lục Lâm Thiên. Tiểu tử không có việc gì, làm cho ngũ sư thúc lo lắng, tiểu tử có lỗi. Lục Lâm Thiên cười nói. Tiểu tử, ngay cả ta cũng nhìn không thấu khí tức của ngươi, chẳng lẽ ngươi lại có tiến bộ cực lớn hay sao? Cùng kỳ truyền âm, bởi vì hắn hoàn toàn không cảm giác được khí tức của Lục Lâm Thiên, thậm chí còn có cảm giác khí tức của hắn thật nguy hiểm, vì vậy càng thêm rung động. Xem như chiếm được không ít ưu đãi. Lục Lâm Thiên truyền âm trả lời, cũng không cần dối gạt ngũ sư thúc. Đạm Thai Tuyết Phi, Mộ Dung Lan Lan, Tử Yên đều nhìn Lục Lâm Thiên, ánh mắt phức tạp, sau đó liền thu liễm. Lâm Thiên, Vân Tiếu Thiên, Lữ Chính Cường, Lư Khâu Mỹ Vi cũng đi tới. Nhạc phụ nhạc mẫu. Lục Lâm Thiên đột nhiên chuyển mắt nhìn qua Lộc Linh Tôn giả bọn họ, phát hiện bọn họ cũng đang nhìn hắn chằm chằm. Hừ, ánh mắt Lục Lâm Thiên trầm xuống, khẽ hừ một tiếng, đám lão cẩu này thật sự không giáo huấn sẽ luôn tự cho mình là đúng. Ánh mắt nhóm người Lộc Linh Tôn giả chứng kiến Lục Lâm Thiên càng ngày càng lấy được nhiều ưu đãi, trong lòng vô cùng buồn bực nhưng cũng không có cách nào, sắc mặt ngày càng khó xem. Tiểu tử này nhất định lấy được ưu đãi thật lớn trong đại điện kia, bằng không sẽ không giống như bây giờ. Cường giả Thiên Địa Minh đã xác định Lục Lâm Thiên chiếm được không ít chỗ tốt, càng suy đoán trong lòng càng thêm đố kỵ. Lẽ ra nên sớm đánh chết tiểu tử này. Phong Vũ Tôn giả oán hận. Nhớ ngày xưa Lục Lâm Thiên còn nhỏ yếu, trong tông có người đề nghị giết chết Lục Lâm Thiên, nhưng bởi vì quan hệ của Linh Thiên Môn cho nên mới tạm thời buông tha cho hắn, không nghĩ tới lại có hôm nay. Lục Lâm Thiên cũng không tiếp tục để ý tới bọn họ, ánh mắt chợt biến hóa, nói. Chư vị, lần này vào đại điện tiểu tử chiếm được một ít ưu đãi, lần này đế đạo minh chúng ta cùng tới đây, tiểu tử cũng không dám độc chiếm, hiện tại chư vị phân chia đi. Phân bảo vật. Quả nhiên cần phân bảo vật. Ánh mắt người đế đạo minh phát ra ánh sáng, đặc biệt là những siêu cấp cường giả, ánh mắt càng thêm sáng ngời, trực tiếp bắn ra hào quang. Nhìn thấy phản ứng của mọi người, tâm thần Lục Lâm Thiên vừa động, giới chỉ bắn ra 6 đạo lưu quang, lập tức phân chia trước mặt Linh Thiên Môn, Vân Dương Tông, Nhật Sát Các, Thiên Vân Đảo, Kiền Hiên Đảo, Tinh Ngục Các, bên trong 6 lưu quang đều có một khối ngọc giản, chân khí bàng bạc vỡ áp vạn vẹo không gian. Vũ khí thiên cấp, linh khí thiên cấp, nhìn thấy ngọc giản, từng thanh âm khiếp sợ buột miệng hô lên, mọi người đều chấn động. Toàn bộ đều là vũ khí linh khí thiên cấp. Cường giả thiên địa mình đều rung động,
bọn họ đều nhận ra là vật gì, không nghĩ tới Lục Lâm Thiên có thể xuất ra linh kỹ vũ kỹ thiên cấp. Siêu siêu, chỉ nháy mắt siêu cấp cường giả sáu đại sơn môn lập tức thu ngọc giản vào trong tay. Ánh mắt của họ vô cùng kích động, đây đều là vũ kỹ linh kỹ thiên cấp, họ đều biết rõ giá trị, tuyệt đối không kém hơn thần khí. Chư vị, vũ kỹ linh kỹ thiên cấp chỉ có hạn, tiểu tử thật sự không đủ phân, nhưng những bảo vật này cũng nên phân cho chư vị. Lục Lâm Thiên vừa dứt lời, trong giới chỉ lại bắn ra 15 đạo lưu quang, rơi vào trong đội ngũ của Thánh Linh Cốc, Tiêu Diêu Bang, Thiên Ưng Lâu bọn họ. Mọi người lại kinh ngạc, bên trong lưu quang phân cho mỗi phái là 5 kiện linh khí địa cấp, ba sơn môn cũng không khách khí kích động thu vào trong tay. Một ít thế lực sơn môn bên Thiên Địa Minh nhìn thấy cảnh tượng này đều đố kỵ, trong lòng thầm hối hận mình đã hoàn toàn đứng sai đội hình. Nhóm người Lộc Linh Tôn Giả nhìn thấy Thiên Dương Tôn Giả bọn họ thu vũ kỹ linh kỹ thiên cấp vào giới chỉ, ánh mắt vừa nóng cháy vừa đố kỵ, giá trị vũ kỹ linh kỹ thiên cấp không kém thần khí, bảo họ làm sao không khó chịu cho được. Tuy người của Thánh Linh Giáo còn chưa nhận được vật gì, nhưng họ cũng không nóng nảy, đồ vật đều đang nằm trong tay giáo chủ cũng sẽ không để cho Thánh Linh Giáo thiệt thòi. Kim Lang Tôn Giả cùng Kỳ Tôn Giả cũng không để ý, họ hiểu rõ Lục Lâm Thiên. Căn bản không cần lo lắng hắn phá sản. Đa tạ Lục Minh Chủ. Cường giả đế đạo Minh thu hồi vũ kỹ linh kỹ thiên cấp cùng linh khí địa cấp, ôm quyền nói cảm tạ, trong mắt đều hiện vẻ cảm kích, Lục Lâm Thiên không tàng tư bảo vật mà nguyện ý phân chia cho bọn họ, đương nhiên trong lòng họ vui vẻ. Lục Lâm Thiên, đem bảo vật chia đều, bằng không chúng ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Cường giả Thiên Địa Minh không còn cách nào nhẫn nhịn, cuối cùng Lộc Linh Tôn giả phẫn nộ quát to, thanh âm vang vọng khắp quảng trường. Lục Lâm Thiên chậm rãi xoay người, nhìn qua Lộc Linh Tôn giả, vẻ mặt lộ ra nụ cười quỷ dị. Vừa tiếp xúc ánh mắt của Lục Lâm Thiên, không biết vì sao Lộc Linh Tôn giả đột nhiên cảm thấy trong lòng run lên, như có điều gì làm ảnh hưởng tới hắn, sau đó mới khôi phục lại bình tĩnh, khuôn mặt vô cùng âm trầm, lạnh lùng nói. Lục Lâm Thiên, chúng ta cùng tiến vào Tử Vong Thâm Uyên. Đặc biệt đi lên ngọn núi này làm các đại sơn môn đều tổn binh hao tướng, thương vong thảm trọng, lúc này một mình ngươi chiếm hết bảo vật, không khỏi có chút không giảng đạo lý, rất bất nhân nghĩa. Vừa nghe lời này Lục Lâm Thiên sửng sốt, lập tức bật cười, nhìn chằm chằm Lộc Linh hỏi. Vậy ngươi cảm thấy ta nên làm như thế nào? Lục Lâm Thiên, giao ra toàn bộ bảo vật trong tay ngươi cho mọi người chia đều, bằng không ngươi nhất định phải chết, Thiên Địa Minh tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Đương nhiên nếu ngươi giao ra chuyện xảy ra trong Tử Vong Thâm Uyên giữa Thiên Địa Minh cùng Đế Đạo Minh xem như xóa bỏ, ngươi thấy thế nào? Lộc Linh nói. Phốc. Lục Lâm Thiên chợt bật cười, cơ hồ cười tới khom cả người, cường giả Phi Linh Môn cũng phá lên cười lớn, đây là chuyện buồn cười nhất họ từng nghe qua, cường giả Đế Đạo Minh cũng không nhịn được bật cười, ánh mắt lạnh lùng nhìn Lộc Linh. Nghe tiếng cười to, sắc mặt Lộc Linh lẫn cường giả Thiên Địa Minh đều âm trầm xuống. Sau một lúc Lục Lâm Thiên thu liễm sắc mặt, thản nhiên nói. Ta kháo cái đầu ngươi bị con lửa đá hay là bị cửa kẹp, ngươi đang mơ mộng hão huyền hay bị choáng váng, ta xem ngươi là choáng váng, lão tử lấy được đồ vật dựa vào cái gì đưa cho ngươi, Thiên Địa Minh giỏi lắm sao, ngươi nói ngươi có phải điên không, sao lại nói ra lời ngu ngốc như vậy. Ánh mắt Lục Lâm Thiên hiện lên lãnh ý. Nghe được lời của hắn, xung quanh lại bộc phát tiếng cười vang. Không ít người còn ôm bụng xoa xoa. Ha ha, theo ta xem đầu của lão gia hỏa Lộc Linh bị con lừa đá. Thiết Kiếm Tôn giả cười to nói. Ta nghĩ không phải, không giống bị con lừa đá, hơn phân nửa là bị cửa kẹp đi. Mặc dù Kiền Chính Tôn giả bị chặt đứt một cánh tay, nhưng cũng cười to không dứt, có khoảng thời gian chữa thương đã giúp hắn khôi phục không ít. Thiết Kiếm, Kiền Chính, hai lão gia hỏa các ngươi sai lầm rồi. Đầu của Lộc Linh không phải bị lừa đá, không phải bị cửa kẹp đâu. Thất Tinh Tôn giả cười to nói. Thất Tinh, vậy ngươi nói là chuyện gì? Thiết Kiếm cùng Kiền Chính nghi hoặc hỏi. Thất Tinh ha ha cười to. Đầu của hắn hẳn là bị lừa đá xong lại bị cửa kẹp, hoặc là cửa kẹp xong lại bị lừa đá, cho nên mới có hiệu quả như vậy thôi. Phốc, Thanh Oản Tôn giả không nhịn được lại bật cười, mà nhóm nữ tử Đạm Thai Tuyết Vi cũng không nhịn được cười khúc khích. Tiếng cười to làm sắc mặt người Thiên Địa Minh xanh mét lạnh lẽo, khuôn mặt vặn vẹo dữ tợn. Lục Lâm Thiên, người hung hăng cuồng vọng như thế, chẳng lẽ thật sự cho rằng ta không thể đối phó ngươi hay sao? Sắc mặt Lộc Linh tối tăm tới cực điểm,
bị mọi người chế giễu, món nợ này cũng phải tính lên người Lục Lâm Thiên, trong mắt hắn hiện lên vẻ âm trầm, với tu vi định lực của hắn lúc này thật sự không cách nào che giấu cơn giận cùng sát ý. Vậy hãy thử xem lão cẩu ngươi làm gì được ta. Lục Lâm Thiên cười nhạt, sắc mặt càng âm trầm, có chút món nợ cũng đã tới thời điểm tính toán rõ ràng mới được. Không khí quảng trường nháy mắt căng thẳng, ai cũng suy đoán được chỉ sợ lần này không thể tránh khỏi giao thủ, lời nói của Lục Lâm Thiên cũng là tín hiệu trực tiếp. Ha ha! Lộc Linh Tôn giả chẳng những không giận ngược lại còn cười to, tiếng cười thổi quét không gian mang theo tức giận kinh thiên, rõ ràng giận quá mà cười, ngay lập tức vẻ mặt liền thu liếm, gắt gao nhìn chằm chằm Lục Lâm Thiên. Nếu nói như vậy ta cũng cần lấy mạng của ngươi, có một số việc cũng nên tính với ngươi rồi. Oanh long long! Tựa hồ cường giả thiên địa minh cũng đã sớm thương nghị xong, khi Lộc Linh vừa dứt lời, nhóm người Liễm Linh Tôn giả cơ hồ không hẹn mà cùng lao tới. Linh lực chân khí bộc phát liền vây quanh Lục Lâm Thiên. Suy! Ngay lúc này nhóm người Thiên Dương Tôn giả lập tức vận chuyển linh lực, nhưng còn chưa nghe mệnh lệnh của Lục Lâm Thiên cho nên vẫn chưa nhúc nhích, chủ yếu mọi người đều tin tưởng hắn, chỉ sợ có hắn ở đây, mọi người cũng không cần quá lo lắng. Lục Lâm Thiên lướt mắt nhìn qua nhóm người Lộc Linh, nói. 11 lão cẩu, ta nhắc nhở các ngươi, muốn động thủ với ta thì nhất định sẽ hối hận, ta cũng cam đoan các ngươi sẽ đau lòng. Hiện tại các ngươi sẽ phải trả giá thật nhiều, luôn nghĩ bản tôn dễ chọc tới hay sao? Lục Lâm Thiên, bản tôn biết ngươi bất phàm, nhưng ngươi có năng lực làm được gì nhiều người chúng ta như vậy sao? Thức thời thì lấy ra bảo vật chia đều, nếu không chúng ta sẽ không khách khí. Ánh mắt Lộc Linh trầm xuống, nhiều bảo vật đều rơi vào trong tay Lục Lâm Thiên, hắn làm sao có thể cam tâm, huống chi Lục Lâm Thiên không thể không chết, vừa lúc nhân cơ hội này phải cho tiểu tử kia trả giá thật nhiều. Nhất định phải đánh chết hắn. Giao ra bảo vật, nếu không ngươi phải chết. Cường giả thiên địa minh cùng quát, linh lực chân khí run lên, mọi người đều ý thức được một vấn đề trong thiên địa minh, nếu còn tiếp tục như trước kia nhất định sẽ bị Lục Lâm Thiên tiêu diệt từng bộ phận, cho nên bọn hắn đã nhất trí quyết định, sau này phải cùng tiến lui, bằng không bị tách ra đánh chết, không ai trốn thoát. Bọn hắn cũng ý thức được, từ sau khi tiểu tử kia xuất hiện, toàn đại lục đều rung chuyển. Các đại sơn môn đều bị áp chế, cho nên tiểu tử này nhất định phải chết, nếu Lục Lâm Thiên chết, đế đạo minh chỉ còn là danh nghĩa, tóm lại lưu Lục Lâm Thiên lại chính là lưu tai họa. Thật đúng là tham lam. Lục Lâm Thiên thản nhiên nói, quay đầu nhìn cường giả đế đạo minh. Chư vị đồng minh, mấy năm nay thiên địa minh làm nhiều mờ ám, cho nên hiện tại tiểu tử có một số việc cần thương nghị với chư vị một chút. Minh chủ phân phó. Các cường giả đế đạo minh cùng ôm quyền nói. Trong lòng họ cũng hiểu rõ Lục Lâm Thiên muốn nói điều gì. Lục Lâm Thiên nói, tiểu tử cảm thấy được món nợ giữa đế đạo minh cùng thiên địa minh cũng nên tính toán, không biết ý của mọi người thế nào. Ha ha, thiên địa minh muốn động thủ, vậy hãy thử xem, có chút món nợ cũng nên tính toán. Thất tinh tôn giả bước tới, chỉ mới hai bước đã khiến mặt đất nứt nẻ, chân khí thổi quét, khí thế chướng lớn. Động thủ thì động thủ, làm con mẹ hắn. Thiên Dương Tôn giả quát to, nhóm siêu cấp cường giả đế đạo minh lập tức bước tới, chân khí linh lực bạo tuôn, có Lục Lâm Thiên dẫn đầu, nhìn thực lực đế đạo minh như có chút yếu hơn mà mọi người cũng không hề có ý sợ hãi. Lâm Thiên, động thủ đi, đám hỗn chướng này ta đã sớm muốn giết mấy tên. Cùng Kỳ Tôn giả quát lạnh một tiếng, cùng Kim Lang Tôn giả đi tới bên người Lục Lâm Thiên. Hô hô, cường giả hai bên nhất thời cùng động. Từng luôn chân khí uy áp kinh người lan tràn, không gian không ngừng run rẩy, khí thế bộc phát khiến người có thực lực thấp đều phải thối lui về phía sau. Sắc mặt nhóm người Vô Ảnh Kiếm Tôn chợt ngưng tụ, lúc này động thủ chính là cuộc chiến mở màn toàn diện của hai bên, nếu động thủ sẽ không còn đường rút lui, mặc dù thực lực chỉnh thể của thiên địa minh mạnh hơn đế đạo minh, nhưng trong đế đạo minh còn có Kim Lang cùng Kỳ Tôn giả. Kiền Chính Tôn giả bị thương nặng. Mà Kim Lang cùng Kỳ cũng không thể khôi phục hoàn toàn trong thời gian ngắn, thực lực tuyệt đối suy giảm, dễ đối phó hơn. Nhưng đạo lý diệt địch 1000 tự tổn 800 ai cũng hiểu được, nếu chân chính giao chiến, đó là không chết không ngừng, thậm chí ai cũng nghĩ ra mức độ thảm thiết, dù sao đối với trình tự của họ mà nói muốn đánh chết đối thủ cùng cấp cũng vô cùng khó khăn. Lúc trước sở dĩ Yết Sát bị Lục Lâm Thiên một chiêu giết chết, nguyên nhân chủ yếu là vì Yết Sát hoàn toàn khinh thường Lục Lâm Thiên. Vì vậy mới tử vong, bằng không nếu đối chiến sống chết, hoặc là hồn anh tự bạo thì kết quả của Lục Lâm Thiên tuyệt đối thê thảm.
Nếu phải chân chính liều mạng sinh tử, người thiên địa minh có chút do dự, nháy mắt chân khí đôi bên biến thành giằng co. Lục Lâm Thiên muốn độc chiếm bảo vật, chúng ta cùng nhau tới đây, nhiều lần trải qua cửa ải khó khăn trùng điệp, tổn thất thảm trọng, lý nên được một ít, linh vũ giới có ý trợ giúp thiên địa minh một tay. Đúng lúc này một thanh âm truyền tới, một thân ảnh chợt lóe, chính là lão giả của linh vũ giới. Ánh mắt Lục Lâm Thiên chợt lóe, hắn đã sớm đánh giá người kia, thực lực tuyệt đối là cường hãn. Ánh mắt thoáng động, Lục Lâm Thiên cũng không ngoài ý muốn với hành động của linh vũ giới, nếu là hắn cũng lựa chọn làm như thế. Chẳng qua sự gia nhập của họ làm Lục Lâm Thiên thoáng kiêng kỵ, thực lực của lão giả trong mơ hồ làm Lục Lâm Thiên cảm giác hắn là người khó đối phó nhất. Lão giả giống như luôn che giấu gì đó, nhưng càng cố ý che giấu càng khiến cho Lục Lâm Thiên có chút bất an. Cực Lạc Tam Quỷ đứng xa xa, ánh mắt thoáng động, tựa hồ có suy nghĩ gì, sau đó lại nhìn qua nhóm người Lục Lâm Thiên. Lúc này nhìn Lục Lâm Thiên cả ba người vẫn cực kỳ rung động, khiếp sợ lẫn ngây dại thật lâu, may mắn lúc trước họ không đối phó Lục Lâm Thiên cùng Dương quá, nếu không chết như thế nào cũng không biết. Nhị thiếu gia, Lộc Linh truyền âm cho chúng tôi, nói thừa dịp loạn đối phó nhị thiếu gia. Bỗng nhiên một tiếng truyền âm rơi vào trong tai Lục Lâm Thiên. Lục Lâm Thiên khẽ liếc mắt nhìn vào Lệ Quỷ đứng xa xa, trong mắt mơ hồ lộ ý cười. Hô! Lão giả linh vũ giới bước tới, chân khí run lên, khí tức linh tôn cửu trọng, tuyệt đối vượt hơn Lộc Linh tôn giả. Nhóm cường giả thiên địa minh đều thoáng ngẩn người, bọn họ cũng không hề xa lạ với linh vũ giới. Mấy năm nay linh vũ giới liên tục xuất hiện trên đại lục, mặc dù không rõ động cơ nhưng chưa tới nỗi làm cho họ băn khoăn như Lục Lâm Thiên. Có bằng hữu linh vũ giới tương trợ thì tốt lắm, theo ta được biết các vị cũng có không ít ân oán với Lục Lâm Thiên, tới lúc đó đánh chết hắn, chiếm được bảo vật chúng ta chia đều. Lộc Linh nói, trong lòng lại kinh ngạc, không nghĩ tới chân khí lão giả kia cũng không kém gì hắn, trong mơ hồ còn làm cho hắn kiêng kỵ, nhưng trong lòng cũng vui mừng, có linh vũ giới gia nhập, khả năng chiến thắng sẽ cao hơn. Kiệt Kiệt, huynh đệ chúng ta cũng hỗ trợ thiên địa minh một tay, Lục Lâm Thiên độc chiếm nhiều bảo vật như vậy, chỉ bằng lấy ra chia đều, bằng không thà rằng không ai chiếm được, chúng ta tiến vào một chuyến cũng không dễ dàng. Một tiếng âm lệ truyền ra, ngay lập tức ba thân ảnh tới gần. Cực Lạc Tam Quỷ, ánh mắt các cường giả biến hóa, họ có nghe qua hung danh của ba người này, nhưng không ngờ họ cũng tương trợ thiên địa minh, thậm chí Cực Lạc Tam Quỷ đều có không ít ân oán với những cường giả ở đây, làm trong lòng bọn hắn có chút khó chịu. Có Cực Lạc Tam Quỷ tương trợ cũng tốt, chư vị, chúng ta nên bỏ xuống thành kiến, trước đối phó Lục Lâm Thiên quan trọng hơn. Ánh mắt Lộc Linh cực kỳ nghi hoặc, tự nhiên biết thanh danh Cực Lạc Tam Quỷ không tốt, nhưng lại truyền âm cho Lệ Quỷ. Lệ Quỷ, sao lại thế này, ta bảo ngươi âm thầm ra tay, sao ngươi lại bại lộ chính mình? Lộc Linh tôn giả, người đâu có nói rõ ràng muốn chúng ta âm thầm ra tay, ta còn tưởng rằng ngươi muốn chúng ta trực tiếp tương trợ chứ. Lệ Quỷ ra vẻ kinh ngạc truyền âm trả lời. Được rồi, ba người các ngươi toàn lực ra tay đừng lưu tình, nhất định phải đánh chết Lục Lâm Thiên. Lộc Linh nói, lúc này cũng không thay đổi được gì, tuy ba quân cờ Cực Lạc Tam Quỷ lộ ra ánh sáng có chút sớm, nhưng cũng có thể mở rộng đội hình thiên địa minh, sẽ có thể hoàn toàn ngăn chặn đế đạo minh. Lộc Linh tôn giả, vậy ngươi đã đáp ứng điều kiện của chúng ta? Lệ Quỷ truyền âm hỏi. Yên tâm đi, vẫn như cũ, tới lúc đó hai kiện thần khí kia cũng thuộc về ba huynh đệ các ngươi. Lộc Linh đáp, trong lòng âm trầm, ba tên ngốc tử này lại thật sự tin lời hứa của hắn, chờ sau khi lợi dụng xong thì giết luôn cũng tốt. Chư vị, Lục Lâm Thiên độc chiếm bảo vật, không chút công bình, chúng ta cũng trải qua sinh tử mới tới đây, nhưng ưu đãi đều bị hắn lấy được, không bằng mọi người cùng nhau liên thủ thế nào, tới lúc đó chia đều bảo vật, đây có phải là cơ hội? Ánh mắt Lộc Linh lại nhìn qua không ít tán tu tôn cấp nói. Lúc này trong những tán tu có một vũ tôn thất trọng, hai ngũ trọng, tuy không thể đối phó siêu cấp cường giả, nhưng cũng là một cỗ thực lực. Sắc mặt nhóm tán tu dao động, Lục Lâm Thiên thật khó đối phó, nhưng đội ngũ thiên địa minh lúc này tuyệt đối cường hãn, bởi vì có bảo vật nên hấp dẫn không ít người, nhưng ai cũng kiêng kỵ Lục Lâm Thiên, người này thật sự không dễ trêu chọc. Chư vị, nếu ai muốn đỡ Upsilon, xê nước béo cò, vậy đừng trách ta không khách khí, chư vị tự mình ngẫm lại đi, tới lúc đó chia đều bảo vật, chư vị đi vào tử vong thâm uyên chẳng lẽ không phải vì bảo vật sao? Tựa hồ biết băn khoăn trong lòng họ, ánh mắt Lộc Linh trầm xuống, trong giọng nói mang theo vẻ uy hiếp.
Được, mọi người liên thủ, tới lúc đó bảo vật chia đều. Bị uy bức dụ dỗ, mấy cường giả tán tu cũng cắn răng đáp ứng, lập tức nhảy ra tập trung người của Thiên Địa Minh. Chư vị, hôm nay đánh chết Lục Lâm Thiên, động thủ đi. Nhìn thấy thực lực Thiên Địa Minh, còn có Linh Tôn cửu trọng linh vũ giới, Cực Lạc Tam Quỷ, đã hoàn toàn ngăn chặn gắt gao Đế Đạo Minh, Lộc Linh quát lạnh một tiếng, vừa dứt lời linh lực tràn ra, không gian xung quanh dao động tràn ngập khuếch tán. Động thủ. Siêu cấp cường giả Thiên Địa Minh đều phóng thích khí thế, chân khí thổi quét bao phủ người của Đế Đạo Minh. Trong mắt Lục Lâm Thiên tràn ngập sát ý, đối với đám người Thiên Địa Minh sát ý trong lòng hắn đã không còn cách nào ngăn chặn, mà bản thân hắn cũng không tính toán buông tha những người này. Người của Đế Đạo Minh nghe lệnh, giết, một tên cũng không tha. Giọng nói của Lục Lâm Thiên thật băng xương, muốn đánh thì đánh, hôm nay phải lấy những người này khai đao. Giết. Lời của hắn vừa dứt, cường giả Đế Đạo Minh đều quát to. Giết. Ánh mắt Lộc Linh âm trầm, phất tay, thanh âm tràn đầy sát ý như sấm sét vang vọng. Oanh Long. Hừ, giết cho ta. Nhóm người Kim Lang Tôn giả hừ lạnh một tiếng, từng đạo công kích bay ra, chỉ nháy mắt hư không giống như trời sụp đất nứt. Oanh Long. Lão giả Linh Vũ giới trực tiếp đối chiến cùng Kim Lang, Lộc Linh lao về hướng Lục Lâm Thiên, nhưng lại bị cùng kỳ ngăn cản trước người. Ba người Cực Lạc Tam Quỷ vây đánh Thiên Địa Nhị Lão, cả không gian nháy mắt đã quấy phong vân biến sắc. Hừ! Lục Lâm Thiên cười lạnh một tiếng, thủ ấn kết xuất, chín cỗ hung khôi mang theo khí thế sát phạt sắc bén tràn ra. Ô ô! Chân khí trên người cỗ khôi lỗi giống như hóa thành hỏa diễm thực chất gào thét bốc cao, bí văn tương liên, nháy mắt chân khí thăng lên, ngưng tụ thành khôi lỗi hợp kích trận pháp. Khôi lỗi của tiểu tử này đáng sợ, mọi người cần liên thủ đối kháng. Cương khôi hét lớn một tiếng, thân hình lao thẳng tới trước, bên cạnh đi theo một cỗ khôi lỗi bát giai hậu kỳ cũng đánh thẳng về hướng hung khôi của Lục Lâm Thiên. Liên thủ đối kháng chín cỗ khôi lỗi này, các người mau đem tiểu tử kia đánh chết. Bình Sơn Tôn giả hét lớn một tiếng, chân khí thổi quét, hung hăng va chạm về hướng chín cỗ khôi lỗi. Cương khôi cùng khôi lỗi bát giai hậu kỳ, lại thêm Bình Sơn đồng thời đối phó chín cỗ hung khôi, nhưng hoàn toàn không gây chút ảnh hưởng với chín cỗ khôi lỗi. Lúc này chín cỗ hung khôi tạo thành trận pháp hợp kích, chân khí đã kéo lên tương đương tôn cấp cửu trọng, tuy rằng vẫn còn chút chênh lệch nhưng trận pháp hoàn mỹ ăn ý cũng đủ làm cho cương khôi cùng Bình Sơn khó thể chiến thắng. Tiểu tử, giao ra bảo vật đi. Chỉ nháy mắt một tiếng quát lớn truyền tới, hai thân ảnh xuất hiện trước người Lục Lâm Thiên, chính là Phong Vũ cùng Thiên Nguyệt, Thiên Địa Minh tựa hồ đã có chuẩn bị, trực tiếp xuất động hai cường giả tôn cấp cửu trọng muốn lập tức kích sát Lục Lâm Thiên. Thật sự có dự mưu a. Trong mắt Lục Lâm Thiên hiện lên lãnh ý, sát ý tràn ngập, trước đó hắn đánh chết Yết Sát là vì Yết Sát sơ sẩy khinh thường, mà hiện tại cả Thiên Nguyệt lẫn Phong Vũ đều đã có chuẩn bị, phỏng chừng sẽ khó đối phó, muốn một kích giết chết hoàn toàn không có khả năng. Nhị đệ, cẩn thận. Sắc mặt Dương Quá trầm xuống, lập tức lao tới. Dương Quá, đối thủ của ngươi là ta. Ánh mắt Nguyên Nhược Lan nhìn lướt qua Lục Lâm Thiên, thoáng dao động. Lập tức ngăn cản Dương Quá, trong tay xuất hiện thanh trường kiếm, kiếm quang lập tức vây công hắn. Đệ tử Thánh Linh Giáo, bày trận. Đệ tử Linh Thiên Môn, bày trận. Đệ tử Huyễn Hồn Môn, kết trận. Đệ tử Thần Kim Các, bố trí khôi lỗi trận. Chỉ trong nháy mắt ngắn ngủi, các đại sơn môn hét lớn một tiếng, triển khai trận hình nhanh như chớp, chân khí cùng linh lực đáng sợ khoảnh khắc xông thẳng lên trời. Oanh long long. Không gian run rẩy. Kinh thiên động địa, thanh thế mênh mông cuồn cuộn chấn động lòng người, cả không gian khoảnh khắc như muốn nứt vụn, không gian xung quanh nhộn nhạo tràn ngập, mây đen ngưng tụ, gió dục mây vần. Ngao! Hống hống! Đông đảo yêu thú bát giai phi linh môn hóa thành bản thể bay lên trời, uy thế kinh thiên, thôn thiên cùng kỳ, kim dực thiên lang đều hóa thành bản thể. Giờ phút này ngoại trừ nhóm siêu cấp cường giả, luận trình tự thực lực tu vi, thì Đế Đạo Minh mạnh hơn không ít. Chủ yếu là vì dọc theo đường đi vào Đế Đạo Minh tổn thất không bao nhiêu, hơn nữa cường giả tôn cấp của Thánh Linh Giáo lẫn Phi Linh Môn thật không ít, nhờ vậy cũng kéo gần sự chênh lệch giữa đôi bên. Nhưng cũng không lợi thế hơn được nhiều, bởi vì Linh Vũ Giới cùng nhóm tán tu đều gia nhập vào đội ngũ của Thiên Địa Minh giúp họ đối chiến. Giết! Thiên Độc Yêu Long hóa thành bản thể khổng lồ, độc vụ quanh quẩn, nháy mắt lao thẳng tới. Mẹ nó, giết a! Phanh phanh! Chỉ nháy mắt toàn bộ công kích đều bùng nổ trong nháy mắt,
năng lượng xung quanh khủng bố trực tiếp đem không gian xung quanh đều phá hủy, mặt đất đều nứt vỡ tàn phá. Oanh! Những đại trận ầm ầm va chạm, nhất thời thiên địa phảng phất như run rẩy lên, không gian không ngừng nứt vụn. Sư phụ! Tử Yên nhìn chăm chú vào trong vòng chiến, ánh mắt lập tức chuyển qua Tử Đồng trưởng lão. Tử Yên, ta biết ngươi đang suy nghĩ điều gì, nếu tới thời gian nhất định ta cũng sẽ không bận tâm gì khác, tự nhiên sẽ ra tay tương trợ, nhưng ngươi cũng biết quy củ thiên địa các, có một số việc chúng ta không thể tham dự, đây là quy củ mà chúng ta nhất định phải tuân thủ. Tử Đồng trưởng lão liếc mắt nhìn Tử Yên, nói. Theo ta quan sát, Lục Lâm Thiên không phải hạng người liều lĩnh, nếu hắn dám động thủ, nhất định là có chỗ dựa, chúng ta nhìn xem đi. Lục Lâm Thiên, nhìn ngươi làm sao tiếp tục càn quấy, hôm nay ngươi chết không có chỗ chôn. Phong Vũ quát lớn, khởi động khải giáp, hắn toàn lực phòng bị Lục Lâm Thiên, sát ý lóe ra, hai chân điểm xuống đất lao thẳng tới trước. Lục Lâm Thiên không dám khinh thường, Phong Vũ vừa đột phá vũ tôn cửu trọng không lâu, nhưng hắn là vũ giả tam hệ, từng đối chiến qua, thực lực cực kỳ cường hãn, xem như xếp vào năm người mạnh nhất thiên địa minh hôm nay. Ánh mắt biến hóa, Lục Lâm Thiên bước tới, không gian ba vặn nhộn nhạo tán khai, sau đó chợt thối lui. Hừ, trốn không thoát đâu, lần này ngươi nhất định phải chết. Chỉ nháy mắt ngắn ngủi, Phong Vũ đã xuất hiện trước người Lục Lâm Thiên, quyền ấn phá không bay ra, trực tiếp xé rách không gian hung hăng đập thẳng xuống. Dưới chân Lục Lâm Thiên chợt lóe ngân mang, đồng hóa không gian xung quanh trước người, thân thể run lên đột nhiên biến mất. Oanh! Một quyền nện xuống, không gian xuất hiện hắc động tối đen, cả không gian đều chấn động. Gì? Sắc mặt Phong Vũ nhất thời tối lại, hắn biết tốc độ của Lục Lâm Thiên rất nhanh, nhưng không nghĩ tới có thể tránh né được một quyền của mình. Suy! Chỉ nháy mắt thân ảnh Lục Lâm Thiên xuất hiện cách vài trăm thước, khi hắn vừa hiện thân, đột nhiên một thân ảnh xuất hiện, một đạo quang trụ thổi quét tới, mang theo linh hồn công kích bàng bạc, vừa ra tay chính là Thiên Nguyệt Tôn giả. Hừ! Lục Lâm Thiên cũng không để ý tới Thiên Nguyệt, một đạo tử kim lưu quang lao ra khỏi ấn đường, một thân ảnh xuất hiện, năng lượng sát khí tràn ra, chính là Đại Hồn Anh. Nhận lấy cái chết! Cùng một thời gian Phong Vũ lại tiến tới, nện xuống một quyền. Năng lượng hỏa hệ nóng cháy hội tụ, không gian đều đọng lại, hỏa diễm ngập trời bao phủ Lục Lâm Thiên. Ánh mắt Lục Lâm Thiên trầm xuống, tử kim lưu quang chợt lóe, một đạo tử sắc lôi đình đánh tới, hung hăng va chạm vào Phong Vũ, không gian không ngừng vỡ tan. Oanh oanh! Thiên Nguyệt cùng Đại Hồn Anh nháy mắt va chạm vào nhau, bốn thân ảnh oanh kích cùng một chỗ, không gian đột nhiên nổ tung, tiếng nổ vang như sấm sét, kình phong cuồng bạo mang theo kình khí ngập trời tán phát giữa không trung. Đặng đặng, hai thân ảnh đồng thời bị đẩy lui, chính là Lục Lâm Thiên cùng Đại Hồn Anh, nhưng cũng không bị thương. Đại Hồn Anh bị đẩy lui, linh hồn công kích khủng bố va chạm, khi đánh vào người hắn đột nhiên giống như ném cục đá vào đầm nước, nhộn nhạo gợn sóng, sau đó liền khôi phục bình tĩnh, không có chút ảnh hưởng. Đại Hồn Anh vốn là tàn hồn, khi linh hồn công kích đánh chúng ngược lại còn bị hắn cắn nuốt, làm cho hắn đạt được không ít ưu đãi. Thiên Nguyệt nhìn thấy Đại Hồn Anh, cảm thấy vô cùng kỳ dị, sát khí thao thiên làm cho Thiên Nguyệt cảm giác mình bị áp chế, trong lòng vô cùng khiếp sợ. Ánh mắt Lục Lâm Thiên trầm xuống, trong lòng có chút kinh ngạc với thực lực của Đại Hồn Anh. Thiên Nguyệt tôn giả, người nhanh chóng đánh chết linh hồn phân thân kia đi, ta bám trụ tiểu tử này, tới lúc đó cùng đánh chết hắn. Ánh mắt Phong Vũ lóe lên, cũng biết hắn không khả năng giết chết được Lục Lâm Thiên, điểm này hắn cũng nhận thức cực kỳ rõ ràng. Không thành vấn đề. Vậy trước tiêu diệt linh hồn phân thân này đi. Thiên Nguyệt cười lạnh một tiếng, chỉ cần đánh trọng thương linh hồn phân thân, Lục Lâm Thiên cũng sẽ bị trọng thương. Tiểu tử, chết đi. Thiên Nguyệt hét lớn, một đạo linh lực khủng bố tràn ra, phong vân biến sắc, dẫn dắt lên thiên địa năng lượng hội tụ. Hừ, chỉ bằng thực lực của ngươi, tựa hồ còn chưa đủ. Đại Hồn Anh cười lạnh, thủ ấn biến hóa. Cửu chuyển thiên linh bí pháp, đệ nhất chuyển. Thiên địa năng lượng đột nhiên hội tụ, một đạo quang quyển chói mắt xuất hiện, sát khí thao thiên càng thêm nồng đậm. Đệ cửu chuyển. Đại Hồn Anh thúc giục lên tới đệ cửu chuyển thiên linh bí pháp. Vào lúc này không ít ánh mắt cường giả đều nhìn qua Đại Hồn Anh, khí tức tiêu thăng làm bọn hắn run sợ, sát khí quanh quẩn chấn động lòng người. Đại Hồn Anh đột nhiên tiến lên một bước, quát. Thiên linh diệt hồn chỉ. Một đạo chỉ ấn phá không bay ra. Linh hồn khí tức khủng bố cực đoan ập tới.
Oanh! Chỉ ấn va chạm vào chảo ấn, năng lượng nháy mắt bộc phát, kinh khí ngập trời đem không gian xung quanh chấn vỡ. Đặng đặng! Năng lượng công kích khủng bố làm đại hồn anh cũng không chịu nổi, thân hình lảo đảo thối lui, chân khí tôn cấp bát trọng đỉnh cũng không thể chính diện đối kháng thiên nguyệt tôn giả. Hừ, nghĩ thi triển bí pháp là có thể đối kháng ta hay sao? Thiên nguyệt quát lạnh một tiếng, thân hình lao thẳng tới. Huyễn diễn đao trận. Nháy mắt một đạo đao mang xuất hiện, lập tức hóa thành hơn 9.000 đao mang. Hiu hiu. Hơn 9.000 đao mang hóa thành từng đạo đao quang bao phủ thiên nguyệt tôn giả. Đao trận thật quỷ dị. Sắc mặt thiên nguyệt trầm xuống, đao trận này khủng bố bất phàm khiến cho bà ta cũng không dám khinh thường. Một đạo hồn khí kỳ lạ xuất hiện trong tay, vật này bén nhọn giống như kim châm, chân khí bàng bạc lan tràn. Hiu hiu. Vừa thúc động linh khí, thiên nguyệt nháy mắt va chạm cùng huyễn diễn đao trận. Ám ma phân thân bí pháp. Ánh mắt đại hồn anh trầm xuống. Thủ ấn kết xuất, hào quang chợt lóe, linh hồn phân thân giống đại hồn anh như đúc mang theo sát khí thao thiên bay ra. Tổng cộng là 11 linh hồn phân thân, cộng thêm đại hồn anh là 12 người cùng đứng thẳng, mỗi linh hồn phân thân đều có tu vi tôn cấp bát trọng đỉnh, làm cả không gian lung lay như sắp đổ. Lục Lâm Thiên sao có thể thúc giục ra nhiều linh hồn phân thân như vậy, chuyện gì xảy ra? Lục Lâm Thiên thật là quỷ dị. Linh hồn lực cực mạnh mới làm được. Chỉ nháy mắt đại hồn anh cùng 11 linh hồn phân thân cùng tiến vào huyễn diễn đao trận, bao vây thiên nguyệt bên trong, linh hồn dao động khủng bố làm sắc mặt thiên nguyệt đại biến, thật sự chấn kinh. Thiên linh diệt hồn chỉ. Hóa thú linh ấn. Không linh liệt. 11 đạo công kích khủng bố, năng lượng trộn vỡ hư không, linh hồn phong bạo thổi quét, phong vân biến sắc, không gian tan vỡ, một cỗ năng lượng hủy diệt lan tràn trong khoảnh khắc bao phủ thiên nguyệt tôn giả. Chân khí đại hồn anh có thể so sánh với tôn cấp bát trọng đỉnh phong, cho dù thiên nguyệt là linh tôn cửu trọng còn có hồn khí trong tay, nhưng lúc này bị 11 linh hồn phân thân cùng đại hồn anh vây công cũng rơi xuống hạ phong. Hơn nữa đại hồn anh không sợ hãi linh hồn công kích, ngược lại còn có thể cắn nuốt đạt được ưu đãi, điều này khiến thiên nguyệt càng thêm bị quản chế, nhất thời chật vật không thôi. Nguyên bản thiên nguyệt còn định tiêu diệt linh hồn phân thân của Lục Lâm Thiên làm cho hắn bị trọng thương. Không ngờ Lục Lâm Thiên còn có thủ đoạn này khiến sắc mặt thiên nguyệt xanh mét vô cùng khó xem. Đồng thời cả phòng vũ cũng tối tăm, hắn còn đang mong chờ thiên nguyệt tiêu diệt xong đại hồn anh tới trợ giúp liên thủ với hắn. Nhưng phòng vũ thật sự không ngờ thủ đoạn của Lục Lâm Thiên ngày càng nhiều, 9 cỗ khôi lỗi đã bám trụ cương khôi cùng bình sơn, linh hồn phân thân vây khốn thiên nguyệt, mà một mình hắn cũng không thể đánh chết Lục Lâm Thiên. Có thể nói cả 4 siêu cấp cường giả thiên địa minh cùng khôi lỗi bát cấp của cương khôi cũng không làm gì được Lục Lâm Thiên. Oanh long long. Chỉ chớp mắt tiếng nổ ầm vang chấn động trời cao, năng lượng kinh người thổi quét không gian không ngừng nổ tung. Sắc mặt Lục Lâm Thiên càng thêm âm trầm, khóe môi lộ nụ cười lạnh làm trái tim người băng giá. Lục Lâm Thiên, nhận lấy cái chết. Phong Vũ tự biết một mình không làm gì được Lục Lâm Thiên. Mà Lục Lâm Thiên phải thúc giục sử dụng nhiều thủ đoạn như thế nhất định sẽ tiêu hao thật lớn, vì vậy hắn tiến lên một bước, chân khí cuồn cuộn lập tức tràn ra. Hô! Phong Vũ lão cẩu, người không đủ tư cách. Lục Lâm Thiên quát lạnh một tiếng, chân dẫm hư không, thân hình đột nhiên xông thẳng lên trời, hoàng mang chợt lóe, lập tức khởi động thanh linh khải giáp. Ông ông! Tiếng sấm nổ mạnh, huyễn ảnh thanh vũ rực vẫy động. Lần trước cho ngươi chiếm chút tiện nghi. Thật nghĩ rằng ngươi là đối thủ của bản tôn sao? Phong Vũ cười lạnh, hỏa diễm dựng lên ngập trời, khí tức nóng cháy tràn ngập. Nhận lấy cái chết. Chảo ấn ngưng tụ, vặn vẹo không gian bay thẳng tới trước. Vậy sao? Song trưởng trầm xuống, hư ảnh kim long xoay quanh, khoảnh khắc hóa trưởng thành quyền, thiên địa năng lượng hội tụ, Lục Lâm Thiên trầm xuống, song trưởng run lên, hai quyền lóe sáng kim quang đồng thời bay ra. Ngao! Long ngâm vang vọng. Hai đầu hư ảnh kim long bắn tới, giống như song long xuất hải, hung hăng đánh thẳng vào chảo ấn, một đầu hư ảnh còn lại lao thẳng về hướng Phong Vũ. Oanh! Hư ảnh hung hăng va chạm vào chảo ấn, nháy mắt không trung bị kiềm hãm, quang mang chói mắt lóe sáng, hoàng mang cùng hỏa diễm vung vẩy tứ tán. Phá! Hư ảnh kim long rít gào lao tới, Phong Vũ vung quyền đánh ra, không gian bị nứt vỡ, cùng hư ảnh kim long oanh kích vào nhau. Phanh! Tiếng nổ như sấm vang vọng không trung, năng lượng phong bạo nháy mắt thổi quét, hư ảnh kim long bị đánh vỡ thành từng khúc. Ngao!
Long ngâm vang triệt, tâm thần mọi người run lên, bị uy áp ảnh hưởng dùng mình. Huyết lục hiện ra trong tay, cả thân đao tràn ngập huyết quang, băng xương mà thần thánh, lộ ra khí tức tử tịch, mang theo sát khí lan tràn. Hảo huynh đệ, đã lâu không cùng ngươi kề vai chiến đấu. Ánh mắt Phong Vũ càng thêm âm trầm, ban đầu ở Thiên Môn Cốc hắn từng gặp qua thanh chiến đao bất phàm này. Suy! Phong Vũ không chút do dự lao thẳng về hướng Lục Lâm Thiên, khí tức bao trùm, ngưng tụ thành năng lượng không gian cuồn cuộn trên bầu trời, uy áp hỏa hệ tràn ngập xen lẫn tiếng sấm nổ mạnh. Tới tốt lắm! Lục Lâm Thiên vung tay, huyết lục vẽ ra một vòng tròn cực lớn, một vầng quang quyển lớn vài trăm thước xuất hiện, khe không gian bao phủ thiên không vỡ áp thẳng vào Phong Vũ tôn giả. Hoàn Vũ thất toàn trảm. Lục Lâm Thiên quát một tiếng, huyết lục vẽ ra bảy đao mang, cuối cùng hiện thành huyết quang, cả không gian đột nhiên nổ tung. Phá! Trong mắt Phong Vũ hiện lên vẻ ngưng trọng, công kích mang theo thiên địa năng lượng hung hăng va chạm xuống. Hiu hiu! Đao mang bắn tới, nháy mắt va chạm cùng công kích kia, cắt vỡ khe không gian, hắc động lan tràn, toàn bộ vật chất đều hóa thành mảnh nhỏ. Suy! Khi hết thảy yên tĩnh trở lại, thân ảnh Phong Vũ xuất hiện, khải giáp xuất hiện dấu vết lờ mờ, mái tóc có chút hỗn độn lẫn chật vật. Tiểu tử, người cũng chỉ có bổn sự này sao, còn chưa đủ đối phó bản tôn. Nếm chút thiệt thòi, sắc mặt Phong Vũ xanh mét, vừa dứt lời trên mặt tràn ngập sát ý, chân khí hùng hồn vận chuyển, tựa hồ đang ngưng tụ công kích lợi hại. Vậy hãy để cho ngươi thử xem một ít thủ đoạn mới đi. Huyết lục đột nhiên đánh ra từng đạo đao mang quỷ dị. Cả không gian đột nhiên nổi lên sóng gió, trên huyết lục lan tràn một cỗ hàn băng khí thần bí. Cô! Phong Vũ liên tục kết xuất thủ ấn, khí tức nóng bỏng tràn ra, ngưng tụ thành một đạo trưởng ấn khổng lồ, bao trùm cả thiên không, như mặt trời bao phủ nửa bầu trời, trên trưởng ấn mơ hồ có tiếng sư giống phượng hót vang vọng, nhìn qua cực kỳ khủng bố. Hỏa hoàng diệt! Tiếng sư giống phượng minh ngày càng kịch liệt, Phong Vũ gầm lên một tiếng, trưởng ấn nháy mắt bay ra. Ập thẳng về hướng Lục Lâm Thiên. Không gian chung quanh trưởng ấn nứt vụn từng khúc, uy lực khủng bố, Phong Vũ cũng biết muốn đối phó Lục Lâm Thiên hắn phải dùng hết toàn lực, mà Hỏa Hoàng Diệt chính là bí kỹ bất truyền của Hóa Vũ Tông, tiếp cận vũ kỹ thiên cấp, cũng là thực lực cực mạnh của hắn. Cô! Hỏa diễm lan tràn ngập trời, thanh âm phượng minh vang rền, dưới trưởng ấn khổng lồ một đầu hư ảnh hỏa phượng hoàng lao thẳng về hướng Lục Lâm Thiên. Hư ảnh hỏa phượng hoàng lớn chừng 8-900 thước. Uy thế kinh khủng vỡ áp không gian vặn vẹo, hết thảy đều bị thiêu thành cho tàn, thậm chí không gian xung quanh cũng bốc lên khói trắng. Trong phút chốc, huyết lục lướt qua một đạo quỹ tích huyền ảo, một đao cuối cùng làm cả không gian run lên, hàn băng khí cực đoan lan tràn. Trong mắt Lục Lâm Thiên hiện vẻ ngưng trọng, tiến tới hai bước, không gian xung quanh lập tức đông cứng thành băng tuyết quỷ dị. Đồng thời một đạo đao mang bay thẳng tới chân trời, chân khí băng hàn thấu xương lan tràn khắp thiên không. Hiu hiu, đao mang đan sen, giống như mạng nhện, mỗi đao bổ ra lại có hàn băng khí đánh thẳng về hướng Hỏa Phượng Hoàng. Nhưng mấy đao liên tiếp cũng chỉ làm Hỏa Phượng Hoàng thoáng ảnh hưởng, nháy mắt đã vặn vẹo không gian đi tới trước người Lục Lâm Thiên. Kiệt kiệt, nhìn xem ngươi làm sao đối kháng bản tôn. Phong Vũ âm lệ cười to, dù sao Lục Lâm Thiên chỉ đạt tới tôn cấp lục trọng mà thôi, cũng không cách nào đối kháng được với hắn. Đột nhiên sắc mặt hắn đại biến. Trong nháy mắt hắn cảm nhận được công kích của mình biến hóa quỷ dị, dưới mấy đạo đao mang kia, công kích của hắn lại giống như bị áp chế. Ngũ hành huyết đao quyết hàn băng hồn đao. Đao mang cuối cùng rơi lên Hỏa Phượng Hoàng, ngay lúc này có vài đạo đao mang từ trong thân thể Hỏa Phượng Hoàng xuyên qua. Mỗi đao mang nháy mắt kết thành hàn băng, tựa như mạng nhện bao trùm, lập tức tương liên ngay bên ngoài thân thể khổng lồ của nó. Ngay tiếp theo một cỗ hàn băng khí vô hình đột nhiên lan tràn phía chân trời, uy thế như kéo theo năng lượng thiên địa, hàn bàn khí lan tràn, nhất thời đông cứng Hỏa Phượng Hoàng giữa không trung. Hỏa Phượng Hoàng rít gào giãy giụa, nhìn qua thật giống như một băng đảo khổng lồ di chuyển trên không trung, không gian xung quanh vang lên răng rắc, khe nứt rậm rạp cấp tốc lan tràn. Đây là đao kỹ gì vậy? Sắc mặt Phong Vũ ngưng trọng, trong lòng kinh hãi, năng lượng quỷ dị kia tựa hồ có thể khắc chế hắn. Thậm chí còn xen lẫn linh hồn lực bàng bạc thổi quét, làm cho hắn bị áp chế, mặc dù đao kỹ chưa tới vũ kỹ thiên cấp, nhưng chân khí khủng bố cũng làm hắn run rẩy. Bảo! Sắc mặt Phong Vũ đại biến, xa xa vỗ ra một đạo trưởng ấn, Hỏa Phượng Hoàng nháy mắt run lên,
hỏa diễm ngập trời thổi quét, lúc này băng đảo lộ ra khe nứt, hỏa diễm tiết ra ngoài lập tức nổ tung. Oanh long! Hỏa phượng hoàng nổ tung, trong nháy mắt kình khí hàn băng nương theo sau hỏa diễm khuếch tán, chấn động cả không gian. Răng rác! Không gian đột nhiên hỗn loạn, nứt vụn thành từng khúc, khí thế khủng bố làm không ít cường giả đều chú ý, vô cùng kinh ngạc, không ai nghĩ tới Lục Lâm Thiên có thể đối chiến ngang tay với Phong Vũ Tôn giả tới mức này. Đặng đặng! Kình khí khủng bố thổi quét, trường bào của Phong Vũ chấn khai kình khí, trong nháy mắt một cỗ khí tức linh hồn thổi tới, linh hồn công kích bàng bạc khiến cho hắn nhất thời bị ảnh hưởng, lập tức bị đẩy lui ra sau. Đao kỹ thật quỷ dị cường hãn. Lúc này Phong Vũ mới biết Lục Lâm Thiên mạnh bao nhiêu, đao kỹ như vậy thật sự quá cường đại. Ông! Ngay lúc thân hình Phong Vũ bị đẩy lui, Lục Lâm Thiên đã như quỷ mị xuất hiện trước mặt hắn không xa. Duệ kim hồn đao! Một tiếng quát vang lên, kim quang đại thịnh, huyết lục chém xuống. Ngao! Theo tiếng long ngâm vang vọng, một đạo đao mang mang theo tiêu sát khí tràn ngập ầm ầm lướt qua không trung, kim quang bén nhọn cắt qua hư không. Đao mang vừa ra cả không gian run rẩy, không gian xung quanh hóa thành cho tàn lộ ra khe không gian thật dài, vô cùng sắc bén khủng bố. Phong Vũ Tôn giả cũng không kịp nghĩ nhiều, khe không gian tối đen đã lan tràn tới trước người hắn. Tốc độ của Lục Lâm Thiên hoàn toàn áp chế hắn. Oanh! Trong khoảnh khắc hoảng sợ, Phong Vũ đánh ra một đạo quyền ấn, bởi vì tốc độ của Lục Lâm Thiên khiến cho hắn không cách nào né tránh. Quyền ấn cùng đao mang va chạm vào nhau như vẫn thạch nện xuống, lực va chạm khiến trong lòng mọi người nhảy dựng. Suy! Chỉ thấy đao mang bổ xuống quyền ấn chỉ rằng co trong nháy mắt đã thấy tiêu sát khí thổi quét ngập trời. Ca ca! Trong nháy mắt thanh âm không gian xung quanh phá nát truyền tới, kinh khí vặn vẹo không gian sau đó vỡ áp xuống, đem quyền ấn hung hăng chém thành hai nửa. Hưu! Một giây sau, đao mang kim sắc hung hăng chém thẳng xuống dưới, chân khí tiêu sát cùng linh hồn công kích khủng bố nháy mắt bộc phát, linh hồn công kích vỡ áp cả không gian. Trong lòng Phong Vũ hoảng hốt, ánh mắt thoáng ngây dại nhưng chỉ tích tắc sau đã lập tức khôi phục trở lại. Cường giả đối chiến chỉ nháy mắt đã đủ chí mạng. Trong nháy mắt này Phong Vũ muốn ra tay cũng không kịp, kim sắc đao mang thật sự quá mức cường hãn, tiêu sát khí sắc bén làm cho hắn kinh hãi đảm chiến. Không xong! Ánh mắt đại biến, giờ khắc này Phong Vũ cảm thấy nhịp tim đập nhanh, hối hận đã không còn kịp nữa, hắn không ngờ Lục Lâm Thiên mạnh như vậy, hắn vốn không biết vì Lục Lâm Thiên sợ bại lộ thân phận cho nên lúc trước giao thủ với hắn luôn áp chế thực lực thật sự của mình. Suy! Đao mang chém xuống, ánh mắt Phong Vũ hoảng hốt. Chân khí trào ra, hết thảy chỉ trong tích tắc, thân hình hắn cũng né tránh gần thoát ra ngoài. Phong Vũ miễn cưỡng ngưng tụ trưởng ấn, đang định đẩy ra đối kháng, nhưng đao mang kinh khủng mang theo khe không gian tối đen hung hăng đánh lên tay của hắn. Két! Kim sắc đao mang rơi xuống, khe không gian chợt lóe trên tay Phong Vũ, cổ tay lập tức bị chém đứt thành hai đoạn, mà dư âm còn đánh thẳng xuống quảng trường. Răng rắc! Mặt đất nổ tung, đao mang bổ ra hố sâu cực lớn. A! À, Phong Vũ hét thảm một tiếng, bàn tay bị chém đứt đoạn, cảm giác đau đớn làm sắc mặt hắn trắng bệch. Đao kỹ thật bá đạo. Không ít người chứng kiến cảnh tượng này, không nhịn được hít sâu một hơi, đao kỹ bá đạo vượt ngoài dự liệu của họ, không ai nghĩ tới Lục Lâm Thiên có thể chém trọng thương Phong Vũ Tôn giả. Tiếp tục đi. Lục Lâm Thiên cười lạnh vung huyết lục tiếp tục chém tới. Phong Vũ còn chưa hoàn hồn đã thấy đao mang bổ tới. Không thể không toàn lực đối kháng, ánh mắt đã biến thành kinh hãi. Phanh phanh, từng đạo công kích nổ nát không gian, đã bắt đầu có người vẫn lạc, lúc này thực lực chỉnh thể của Phi Linh Môn liền lộ ra ưu thế, một nhóm cường giả yêu thú tung hoành không gặp phải bao nhiêu nguy hiểm, mà người Thiên Địa Minh không ngừng tránh né. Nhưng trong những cường giả tôn cấp Phi Linh Môn, liên tục thi triển hồn khí vũ linh khí địa cấp, còn có vũ kỹ linh kỹ địa cấp, mà kiểu sử dụng này tuyệt đối là không bình thường. Chẳng khác gì nhà giàu mới nổi, dù là tu vi vương cấp cũng có vũ linh khí cùng hồn khí địa cấp, ít nhất cũng đạt tới huyền cấp. Của cải của Phi Linh Môn làm những đại sơn môn đều đỏ mắt, dù là họ cũng không có nhiều như thế. Oanh long long, cường giả linh vũ giới gia nhập, Lăng Thanh Tuyền cùng Lăng Thanh Tuyệt đều không ngoại lệ, mà Lăng Thanh Tuyệt như cố ý nhắm vào Phi Linh Môn, không ngừng ra tay, đã có vài vương cấp cùng yêu thú linh thú thất giai bị hắn đánh chết. Cuối cùng bị Hỏa Xí Tôn giả, Bàn Hủy cùng Bàn Vân liên thủ ngăn cản hắn. Tuy Lăng Thanh Tuyệt bất phàm nhưng có Hỏa Xí Tôn giả, hơn nữa Bàn Hủy Bàn Vân đều hóa thành bản thể vây công,
bản thân Lăng Thanh Tuyệt lại trọng thương, hoàn toàn rơi xuống hạ phong. Hồn linh khải giáp, hồn khí địa cấp, kiệt kiệt, đi chết đi. Một lão giả tôn cấp nhất trọng linh vũ giới hung hăng đánh về phía Đông Vô Mệnh, ánh mắt lộ vẻ tham lam, một tu vi linh vương lại có được bảo vật này, làm sao không làm hắn đỏ mắt. Phệ hồn ác anh, ánh mắt Đông Vô Mệnh ngưng trọng, thủ ấn kết xuất, hắc mang lan tràn đồng thời xen lẫn linh hồn lực tràn ra. Ô ô, một tiếng chi chi chói tai vang lên, thanh âm làm linh hồn rùng mình, phệ hồn ác anh mang theo linh hồn dao động quỷ dị thổi quét, nhìn qua như ác quỷ đánh thẳng về hướng người kia. Có chút quỷ dị, nhưng quá yếu. Tôn cấp nhất trọng cười lạnh một tiếng, công kích của đối phương cực kỳ quỷ dị, độc công cũng khó trêu chọc, nhưng thực lực không đủ, thủ ấn biến hóa liền vỗ lên ác anh. Phanh! Phệ hồn ác anh bị chụp vỡ thành mảnh vụn. Phốc! Đông Vô Mệnh phun máu tươi, thân hình trọng thương lảo đảo thối lui. Không chịu nổi một kích, chết đi. Tôn cấp nhất trọng cười lạnh một tiếng, một trường oanh ra, không trung lắc lư. Trưởng ấn xuyên qua không gian đánh thẳng vào người Đông Vô Mệnh. Thân hình Đông Vô Mệnh đang bị đẩy lui, ánh mắt ngưng trọng, độc phụ bạo tuôn, trong phút chốc một đạo trưởng ấn ngưng tụ nháy mắt đánh thẳng về hướng tôn cấp nhất trọng kia. Oanh! Hai đạo trưởng ấn va chạm, kinh khí ngập trời tràn ra, không gian biến thành vặn vẹo, trưởng ấn nháy mắt bị chấn nát, năng lượng cuồng bạo thổi quét, một tầng hắc khí xen lẫn hương vị gay mũi khó ngửi khuếch tán. Đặng đặng! Thân hình Đông Vô Mệnh lại bị đẩy lui, độc phụ bị chấn động tản ra, miệng tràn máu tươi. Lão độc vật cẩn thận. Hổ Viêm Thiên Tôn hét lớn, hắn đang chiến đấu cùng một tôn cấp huyễn hồn môn. Kiệt kiệt, thực lực cũng không tệ lắm, đáng tiếc vẫn là chết chắc rồi. Linh Tôn nhất trọng cười lạnh, thân hình đã tới trước mặt Đông Vô Mệnh không xa, lại đánh ra một đạo trưởng ấn. Chỉ là một Linh Tôn nhất trọng nho nhỏ, lại dám ra tay với sư phụ của ta. Người ngại mạng dài quá. Ngay trong nháy mắt không gian xung quanh trước người Đông Vô Mệnh chợt lóe, một thanh âm tiếng quát thanh thúy vang vọng thiên không. Là ai? Còn chưa nhìn thấy thân ảnh nhưng tôn cấp nhất trọng đã cảm thấy không gian xung quanh mình đọng lại, linh lực đình trệ, trưởng ấn biến mất giữa không trung, thân hình cấp tốc thối lui nhưng căn bản không thể di động nửa phần. Suy! Không gian xung quanh chợt lóe, một tử ảnh lắc mình bay ra. Trên khuôn mặt xinh đẹp tuyệt mỹ hiện lên hàn ý khiến người run rẩy. Dám động tới sư phụ của ta, cho ngươi sống không bằng chết. Thiếu nữ trực tiếp đi tới trước người đối phương, một đạo chảo ấn vỗ thẳng về phía hắn. Không gian vặn vẹo, từng luồng độc vụ lập tức bắn ra, trực tiếp xuyên vào trong cơ thể tôn cấp nhất trọng kia. A! À, độc vụ nhập thể, chỉ nháy mắt người kia hét lên một tiếng, không biết đang thừa nhận thống khổ thế nào. Ngay lập tức toàn thân hắn biến thành tối đen, thân hình phù lên, thất khiếu chảy máu đen, khuôn mặt biến thành dữ tợn khủng bố. Tâm Đồng. Vốn Lục Lâm Thiên đang định ra tay cứu Đông Vô Mệnh, nhưng không nghĩ tới Lục Tâm Đồng đúng lúc xuất hiện, trái tim hắn lập tức thả lỏng xuống. Tâm Đồng. Đông Vô Mệnh ổn định thân hình, nhìn thấy thiếu nữ chợt sửng sốt, nháy mắt lộ ý cười, thiếu nữ xinh đẹp kia chính là đồ đệ bảo bối của hắn. Sư phụ, ngài không sao chứ? Lục Tâm Đồng quay lại bên người Đông Vô Mệnh, đôi mắt liên tục quan sát thân thể hắn, nhìn thấy sư phụ vẫn ổn mới yên lòng. Ta không sao, con không có việc gì thì tốt rồi. Đông Vô Mệnh cười nói, vốn trong lòng đang lo lắng cho đồ đệ, hiện tại nhìn thấy nàng bình an hắn mới yên tâm, chỉ sợ thực lực đồ đệ lại có tiến bộ. Lão độc vật, ngươi không sao chứ? Băng Mộc Tôn giả đánh lui đối thủ, vừa lao tới cứu viện thì đã bị Lục Tâm Đồng ra tay trước. Đông Vô Mệnh cảm kích lắc đầu, ý bảo mình không sao. A, à, Linh Tôn nhất trọng không ngừng phát ra tiếng kêu thảm thiết, thanh âm vô cùng thê thảm, toàn thân bành trướng tới gấp ba, như một quả bóng da phù lớn, chỉ sợ sớm muộn sẽ nổ tung, làm không ít người đều cả kinh vội vàng thối lui ra xa, nhìn thân thể kia đã biết có kịch độc, nếu bị lây dính chỉ một chút hậu quả tuyệt đối là đáng sợ. Phá Quân đại ca, người giúp ta chiếu cố sư phụ. Lục Tâm Đồng nhìn lướt qua toàn trường, vừa nhìn đã biết đại khái tình huống, lập tức nói một câu, thân ảnh biến mất ngay tại chỗ. Phanh! Tiếng nổ thật lớn, một phú tôn tam trọng địa linh tông đẩy lui thanh linh tôn giả, đang định tiếp tục ra tay thì không gian trước mặt chợt lóe, Lục Tâm Đồng lập tức xuất hiện ngay trước người hắn. Chết đi! Thân ảnh tử sắc run lên, một đạo trưởng ấn trực tiếp rơi lên người vũ tôn tam trọng, hắn căn bản không thể né tránh. Nháy mắt thân hình đã bị trưởng ấn đánh nát,
hóa thành huyết vụ rơi xuống không trung. Một tán tu vũ tôn lục trọng giao chiến với phích lịch tôn giả cùng phong linh tôn giả, hai người nhờ vào hồn khí vũ linh khí vẫn còn có thể bất phân thắng bại. Đi chết đi! Vào thời khắc này, lục tâm đồng nháy mắt xuất hiện sau lưng tán tu kia, trong tay bắn ra một đạo bạch quang, nháy mắt xuyên thủng vào sau lưng của hắn. Người kia vừa có cảm giác đã không còn kịp nữa, bạch quang nháy mắt bắn tới trực tiếp phá hủy cương khí của hắn, tích tắc tiến nhập vào sau đầu, xuyên thủng đầu lướt ra khỏi ấn đường. Suy! Lục tâm đồng chợt xuất hiện, phất tay thu lại, bạch quang rơi vào trong tay, chính là thiên linh hồn châm. Phanh! Cùng một thời gian thân thể tán tu đã nổ tung rơi thẳng xuống quảng trường bên dưới. Đại tiểu thư! Phích lịch tôn giả cùng phong linh tôn giả sửng sốt, không nghĩ tới họ đánh ngang tay với người kia thật lâu, nhưng lục tâm đồng chỉ một chiêu đã kích sát được hắn. Chết đi! Chỉ nháy mắt thân ảnh lục tâm đồng đã xuất hiện bên trong đệ tử vương cấp của phi linh môn, không ngừng đánh ra độc vụ, trực tiếp giết một mảng lớn đối thủ, lục tâm đồng ra tay không chút lưu tình, vừa xông vào đội ngũ thiên địa minh chính là tàn sát, tuyệt đối tàn sát, trong khoảnh khắc đông đảo vương cấp đều phải đối diện với ác mộng cả đời. A! À, tiếng kêu thảm không ngừng vang lên, lục tâm đồng đã đại khai sát giới, nàng ra tay ác độc hơn cả đông vô mệnh, không chút lưu tình. Phanh phanh phanh! Lúc này thiên nguyệt hoàn toàn bị quản chế, nhưng dù sao vẫn là linh tôn cửu trọng, mặc dù rơi xuống hạ phong nhưng muốn giết bà ta vẫn không phải chuyện dễ dàng. Lão cẩu, tiếp tục đi. Kích chiến kịch liệt, lục lâm thiên luôn quấn lấy phong vũ tôn giả, huyết lục đánh xuống, phong vũ luôn bị quản chế, còn bị chặt đứt một bàn tay, bị ảnh hưởng thật lớn, thực lực giảm mạnh, cho tới bây giờ chỉ còn bị lục lâm thiên đuổi giết, khuôn mặt tức giận tới xanh mét, hắn chưa từng gặp phải tình cảnh như vậy trong đời. Lúc này đầu tóc phong vũ rối bời, khải giáp không ít vết rách, khóe môi chảy máu, nhìn qua giống như đã phát điên. Tiểu tử, ta không bỏ qua cho ngươi. Thiên Nguyệt cũng không thể thoát thân, phong vũ điên cuồng rít gào một tiếng, tay trái hội tụ quyền ấn nháy mắt hóa thành quang ảnh đỏ đậm, nhanh như chớp bắn ra, cả không gian đều run rẩy. Quyền ấn thổi quét, năng lượng cuồng bạo đỏ đậm đáng sợ, tựa như muốn thiêu cháy không gian, nháy mắt vỡ áp về hướng Lục Lâm Thiên. Thần vũ diệt không. Lục Lâm Thiên cười lạnh, tâm thần vừa động, huyễn ảnh thanh vũ rực rũi lớn, hóa thành hơn ngàn thước, một cỗ năng lượng dao động dị thường đáng sợ tràn ra, vang vọng như sấm sét. Hiu hiu. Chỉ một thoáng vũ rực bay về Upsilon T ra ngoài, mỗi lông chim giống như loan đao hình cung tầng tầng cùng phát, cắt vỡ không gian, hóa thành hình cung bao phủ cả hư không, trực tiếp cắt vỡ quyền ấn của phong vũ, bao vây hắn bên trong. Răng rác. Cả phiến không gian phá nát, hoàn toàn trộn vỡ, chỉ một thoáng một cỗ kình khí ngập trời thổi quét cả không trung, hư không đều run rẩy lên. Ngay lập tức không trung bộc phát quang mang chói mắt, lộ ra động sâu thật lớn. Phốc, thân ảnh phong vũ tôn giả xuất hiện, phun ra máu tươi, sắc mặt càng thêm tái nhợt, khải giáp tràn ngập khe nứt, vết máu thẩm thấu ra ngoài, thậm chí trên mặt cũng tuôn máu. Hiu hiu, hơn vạn vũ rực bay vòng. Nháy mắt hóa thành từng đạo lưu quang quỷ dị quay về trong cơ thể Lục Lâm Thiên. Lão cẩu, chịu chết đi. Lục Lâm Thiên hét lớn một tiếng, lao thẳng về hướng phong vũ. Đồ khốn, bản tôn có chết cũng không cho ngươi sống dễ chịu. Phong vũ hét lớn một tiếng, sắc mặt xanh mét tới cực hạn, cho dù hôm nay hắn có chết cũng phải đem tiểu tử kia chôn cùng. Vừa nhìn thấy phản ứng của phong vũ, trong mắt Lục Lâm Thiên lộ vẻ khác thường. Tiểu tử. Ngươi xong rồi. Đúng ngay lúc này sau lưng Lục Lâm Thiên vang lên tiếng cười to, một thân ảnh quỷ dị xuất hiện, trong tay đánh ra vài đạo cấm chế, dùng khí thế nhanh như tia chớp đánh thẳng vào người Lục Lâm Thiên. Hiu! Cấm chế rơi xuống, chân khí Lục Lâm Thiên đột nhiên ngừng lại, thanh linh khải giáp biến mất, sắc mặt đại biến. Kiệt kiệt, tiểu tử ngươi cuối cùng rơi vào trong tay bản tôn. Lệ quỷ xuất hiện bên người Lục Lâm Thiên, bắt hắn vào trong tay. Phong vũ đang định đánh ra thủ đoạn cuối cùng, nháy mắt chứng kiến một màn này, ánh mắt biến thành mừng như điên. Lâm Thiên, trưởng môn, minh chủ, nhóm người kim lang tôn giả cực kỳ hoảng sợ, khuôn mặt biến thành ngưng trọng tới cực điểm. Dừng tay cho ta. Lệ quỷ lớn tiếng quát, thanh âm vang vọng cả quảng trường. Mọi người lập tức tách ra, mặc dù đang kịch chiến nhưng mọi người vẫn biết Lục Lâm Thiên bị bắt giữ. Siêu siêu. Cả quảng trường đang chiến đấu kịch liệt nháy mắt yên tĩnh trở lại,
ánh mắt mọi người nhìn chăm chú vào Lệ Quỷ cùng Lục Lâm Thiên, sắc mặt không ngừng biến hóa. Lệ Quỷ, người muốn chết. Thiên Dương Tôn Giả hét lớn một tiếng, ánh mắt ngưng trọng. Thiên Dương Tôn Giả, người đang uy hiếp ta sao, ít nhất người còn chưa thể làm gì được ba huynh đệ chúng ta. Lệ Quỷ cười lạnh, không thèm để ý Thiên Dương, bắt Lục Lâm Thiên trong tay, nhìn lướt qua toàn trường, Dương Quỷ cùng Âm Quỷ đều đi tới bên người Lệ Quỷ, vốn hai người không phải đối thủ của Thiên Địa Nhị Lão, nhưng vì Thiên Địa Nhị Lão đã bị trọng thương cho nên mới có thể bị hai người bám trụ. Cực Lạc Tam Quỷ, mau thả người ra, nếu không ta dù phải dốc hết toàn lực linh thiên môn cũng đem ba người bầm thây vạn đoạn. Mang Linh Lão Tổ lớn tiếng quát. Mang Linh, người không cần phải làm ta sợ. Chờ ta lấy được hai kiện thần khí trên người Lục Lâm Thiên, không, hiện tại hẳn là ba kiện thần khí, tới lúc đó để xem các ngươi còn làm gì được ba huynh đệ chúng ta, kiệt kiệt. Lệ Quỷ xem thường uy hiếp của Mang Linh Lão Tổ. Lâm Thiên, sắc mặt Tử Yên đại biến, trái tim nhấc trên cổ họng, mà Mộ Dung Lan Lan, Đạm Thai Tuyết Vi đều run lên. Vẻ mặt Lăng Thanh Tuyền thoáng biến hóa, trong mắt hiện lên vẻ lo lắng. Sao ta có thể lo lắng cho hắn? Chỉ là không muốn hắn chết trong tay người khác mà thôi, nhất định là như vậy. Cảm giác tâm cảnh của mình biến hóa, Lăng Thanh Tuyền nghĩ thầm. Vào lúc này nhìn thấy Lục Lâm Thiên bị Lệ Quỷ bắt giữ, trong mắt nhóm người Thiên Địa Minh đều lộ ý cười. Tiểu tử, ta không giết được ngươi, nhưng sẽ có người giết được ngươi, lần này ngươi nhất định phải chết. Ánh mắt Gia Cát Tử Vân lộ vẻ âm tàn, sắc mặt vui mừng, hắn biết đời này mình còn muốn đánh chết Lục Lâm Thiên chỉ là vọng tưởng. Nhưng trong lòng vẫn luôn hận không thể giết chết Lục Lâm Thiên. Đại hồn anh cùng Thiên Nguyệt cũng vừa tách ra, mười mấy linh hồn phân thân đều tiến nhập vào thân thể đại hồn anh, sắc mặt đại hồn anh ngưng trọng, chậm rãi tiêu tán trước mặt Thiên Nguyệt, huyễn diễn đao trận cũng tự động thu hồi, trôi nổi giữa không trung. Thiên Nguyệt chật vật thu lấy huyễn diễn đao trận vào trong tay, trong lòng vô cùng mừng rỡ, vừa rồi đã được nếm thử uy lực của đao trận, nhìn thấy linh hồn phân thân biến mất. Phỏng chừng do Lục Lâm Thiên bị cấm chế cho nên mới tự biến mất không còn bóng dáng. Nhưng Thiên Nguyệt vẫn có chút kỳ quái, mặc dù linh hồn phân thân đã tiêu tán nhưng sát khí vẫn thật lâu không tiêu tan, bất quá bà ta cũng không để ý. Trưởng môn, sắc mặt đệ tử phi linh môn nháy mắt đại biến, mà nhóm yêu thú xích viêm nóng như lửa đốt lại không dám lộn xộn. Lệ Quỷ, giao Lục Lâm Thiên cho ta. Lộc Linh lộ ý cười, nhảy ra nói. Lộc Linh tôn giả. Muốn giao người cho ngươi cũng không có vấn đề, nhưng điều kiện mà ngươi đáp ứng ta thế nào? Lệ Quỷ lui ra sau vài bước nhìn Lộc Linh hỏi. Được, ta tuyệt đối đáp ứng ngươi. Lộc Linh trả lời, ánh mắt lạnh lùng nhìn Lục Lâm Thiên. Ngươi đáp ứng cũng vô dụng, bởi vì ta không tin một mình ngươi, ta muốn cả Thiên Địa Minh đáp ứng ta. Lệ Quỷ nói. Lệ Quỷ, ngươi muốn thế nào? Lộc Linh mất hứng nói. Sắc mặt mọi người biến hóa. Ai cũng nghi hoặc, nghe khẩu khí hai người này tựa hồ có giao dịch nào đó. Rất đơn giản, ta muốn toàn bộ cường giả Thiên Địa Minh đáp ứng trước mặt mọi người, ta giao Lục Lâm Thiên cho các ngươi, mà ba kiện thần khí cùng ba viên đế linh tấn thần đan trên người hắn phải giao cho ba huynh đệ chúng ta, nếu không ta tuyệt đối không giao hắn cho các ngươi. Lệ Quỷ nói, Lệ Quỷ, ta chỉ đáp ứng hai kiện thần khí. Ánh mắt Lộc Linh thoáng động. Bây giờ là ba kiện thần khí cùng ba viên đế linh tấn thần đan, ngươi không đáp ứng thì thôi, ta tự mình giết Lục Lâm Thiên. Lệ Quỷ âm lệ quát. Lệ Quỷ, ngươi giết Lục Lâm Thiên cũng không chạy thoát, tới lúc đó dù là đế đạo minh hay Thiên Địa Minh đều giết ngươi, cho nên ngươi đem người giao cho ta đi. Lộc Linh nhìn chằm chằm Lệ Quỷ nói. Ta tình nguyện Ngọc Thạch Câu phần cũng không thành toàn ngươi, trừ phi ngươi đáp ứng yêu cầu của ta, bằng không ngươi đừng mong có được Lục Lâm Thiên. Lệ Quỷ cứng rắn nói. Được, ta đáp ứng ngươi. Lộc Linh cắn răng nói, trong mắt hiện vẻ âm trầm. Ta đã nói phải do người Thiên Địa Minh cùng đáp ứng mới được. Lệ Quỷ nói. Ánh mắt Lộc Linh khẽ động, thoáng do dự nhìn qua cường giả Thiên Địa Minh, nói. Chư vị, Cực Lạc Tam Quỷ đã sớm có ước định với ta, nếu giết Lục Lâm Thiên thì hai kiện thần khí trên người Lục Lâm Thiên thuộc về ba người bọn họ. Mà bây giờ bọn hắn cần ba kiện thần khí cùng ba viên đế linh tấn thần đan, chư vị cảm thấy thế nào? Lúc này mọi người cũng khẳng định giữa Cực Lạc Tam Quỷ cùng Lộc Linh đã có sắp xếp từ trước, không nghĩ tới Lộc Linh âm hiểm như vậy. Cực Lạc Tam Quỷ, ngươi không phải nói muốn ba kiện thần khí cùng ba viên đế linh tấn thần đan sao, chỉ cần ngươi thả người, ta
ta thề sẽ cho ngươi lấy được 3 kiện thần khí cùng 3 viên đế linh tấn thần đan. Cùng Kỳ ngưng trọng nói. Nếu ngươi không thả người, thánh linh giáo dù đuổi giết ngươi tới chân trời góc biển, cũng phải đem 3 ngươi nghiền xương thành cho. Lộc Linh tôn giả, chỉ cần đem Lục Lâm Thiên giao cho chúng ta xử trí, điều kiện đó không có vấn đề. Nghe lời nói của Cùng Kỳ, Vô Ảnh kiếm tôn liền gật đầu nói, chẳng qua nói đáp ứng thì đã sao, cuối cùng sẽ thế nào rồi biết, trong lòng bọn hắn nghĩ gì phỏng chừng ai cũng rõ ràng. Lão giả Linh Vũ giới nhìn thấy Lục Lâm Thiên bị bắt, ánh mắt biến hóa nhưng không nói gì thêm. Lệ Quỷ, điều kiện kia không thành vấn đề, chúng ta đều đáp ứng ngươi, chỉ cần giao Lục Lâm Thiên cho chúng ta sẽ giao đủ đồ vật cho ngươi. Vô Ảnh kiếm tôn lớn tiếng nói, chỉ cần bắt được Lục Lâm Thiên, hết thảy rồi tính sau. Lệ Quỷ, 4 kiện thần khí, ta cho ngươi 4 kiện thần khí, ngươi thả người đi. Kim Lang lớn tiếng nói. Kim Lang tôn giả, ta sợ không có mạng lấy, ai cũng biết Lục Lâm Thiên không dễ chọc, ta thả hắn, hắn sẽ bỏ qua ta sao, ta không ngu ngốc. Lệ Quỷ cười lạnh nói. Lệ Quỷ, ta đáp ứng điều kiện của ngươi, mau đem Lục Lâm Thiên giao cho ta. Lộc Linh quát lớn, hắn lo lắng Lục Lâm Thiên chạy thoát, chỉ cần bắt được Lục Lâm Thiên, đế đạo minh xem như bước đầu sụp đổ, bởi vì hạch tâm của đế đạo minh chính là tiểu tử này. Cực Lạc Tam Quỷ, ngươi dám, cả đế đạo minh sẽ không bỏ qua ngươi. Thiên Dương quát to, nhớ điều kiện các ngươi đã đáp ứng. Lệ Quỷ cười lạnh, cũng không để ý Thiên Dương, đem Lục Lâm Thiên ném cho Lộc Linh. Tiểu tử, đi qua đi, rơi vào trong tay bản tôn xem như ngươi xui xẻo. Dứt lời thân ảnh Cực Lạc Tam Quỷ cũng đã đi vào đội ngũ Thiên Địa Minh. Cường giả Thiên Địa Minh nhìn thấy Lục Lâm Thiên rốt cục rơi vào trong tay bọn họ, đều lộ sắc mặt vui mừng, lần này Lục Lâm Thiên nhất định phải chết, mà bảo vật của hắn cũng rơi vào trong tay bọn họ, đủ làm cho họ điên cuồng. Lúc này ánh mắt Nguyên Nhược Lan mơ hồ run lên. Suy! Lộc Linh đưa tay chộp tới, mang theo vẻ cười lạnh, chảo ấn ngưng tụ bắt lấy Lục Lâm Thiên. Nháy mắt một cỗ hấp lực khởi động đem Lục Lâm Thiên hấp xả vào trong tay mình. Tiểu tử, lần này không ai có thể cứu ngươi rồi. Lộc Linh cười lạnh một tiếng, một đạo chảo ấn chụp lên vai Lục Lâm Thiên, ánh mắt lộ vẻ mừng như điên, Cực Lạc Tam Quỷ đúng là ngu ngốc, lại đem Lục Lâm Thiên giao cho hắn mà không trực tiếp đánh chết, phỏng chừng không dám đánh chết Lục Lâm Thiên là vì sợ bị đế đạo minh trả thù đi. Đồ khốn, mau thả giáo chủ. Cùng Kỳ giận dữ quát lớn. Một đạo quyền ấn đánh thẳng ra ngoài. Cùng Kỳ, người bị thương nặng còn chưa khôi phục, làm gì khó dễ được ta, lui về cho ta. Lộc Linh quát to, linh lực bạo tuôn, một đạo quang trụ đánh thẳng vào trên quyền ấn. Oanh! Năng lượng va chạm, kình phong khủng bố thổi quét, hai người đồng thời thối lui mấy bước, xem như ngang ngửa. Buông tay! Nhóm người Kim Lang đồng thời lao tới. Cút ngay! Vô Ảnh kiếm tôn! Bình Sơn tôn giả đồng thời cùng động. Dừng tay cho ta, ai dám tiến lên một bước tiểu tử này nhất định phải chết. Lộc Linh thối lui, nháy mắt hét lớn một tiếng nhấc Lục Lâm Thiên đưa lên. Đồ khốn! Nhóm người Cùng Kỳ đành đứng lại không dám đi lên. Kiệt kiệt, ai dám đi lên thử xem, ta sẽ cho tiểu tử này hóa thành mảnh nhỏ. Bắt lấy Lục Lâm Thiên, Lộc Linh cười đắc ý. Vậy sao, ta xem chính người bị hóa thành mảnh nhỏ trước đi. Nhưng đúng ngay lúc này bên tai Lộc Linh chợt vang lên thanh âm gần trong gang tấc, ngay trong nháy mắt sắc mặt Lộc Linh biến thành sáng ngắt. Không xong. Ngay nháy mắt sắc mặt Lộc Linh đại biến, thân hình cấp tốc thối lui về phía sau. Suy. Nhưng hết thảy không còn kịp nữa, một đạo huyết sắc đao mang bắn ra, lấy xu thế sấm đánh trong gang tấc tích tắc bổ ngang vào trên lưng Lộc Linh. Duệ Kim Hồn Đao. Một tiếng quát lạnh truyền ra, kim sắc đao mang chợt lóe. Khí tức tiêu sát bộc phát. Hưu, đao mang phá không, chỉ thấy khe không gian tối đen lóe lên, mà Lộc Linh chỉ vừa khởi động một nửa hồn linh khải giáp đã bị khe không gian lướt qua, kim sắc đao quang bắn tới, thân hình bị chém thành hai đoạn. Tê Thiên Liệt Địa Chảo. Trong khoảnh khắc Lục Lâm Thiên đánh ra chảo ấn, ngay lúc thân hình Lộc Linh vừa bị chém thành hai đoạn, chảo ấn xé rách không gian trực tiếp xuyên thấu thân hình Lộc Linh, xuyên thẳng qua thân thể hắn. Kiệt kiệt, đi chết đi. Cùng một thời gian, ngay lúc đông đảo cường giả Thiên Địa Minh đang mừng như điên, một tiếng cười âm lệ truyền ra, ba người Cực Lạc Tam Quỷ đồng thời ra tay, một đạo lưu quang đột ngột bắn tới,
mang theo khí tức kinh người xuyên thủng không gian trực tiếp đâm thẳng vào thân thể Phong Vũ Tôn giả đang đứng gần trong gang tấc. Suy, thân hình đột nhiên bị xuyên thủng, Phong Vũ căn bản không kịp né tránh, chỉ thấy một thanh trường thương xuyên qua thân thể mình, khí thế kinh người lan tràn đang phá hủy hết thảy thân thể hắn, trường thương kia tuyệt đối là vũ linh khí địa cấp. Hiu hiu, Dương Quỷ cùng Âm Quỷ đồng thời ra tay, một trước một sau đánh ra lưu quang trực tiếp đánh vỡ khe không gian, lưu quang mang theo khí tức cổ xưa nháy mắt đã rơi lên người Diệt Hồn Tôn giả. Không tốt, Cực Lạc Tam Quỷ có trá. Cũng trong nháy mắt này, khuôn mặt người Thiên Địa Minh dại ra, cho dù ngu ngốc họ cũng biết Cực Lạc Tam Quỷ có vấn đề, không ai tiến lên ra tay mà chỉ tự bảo vệ mình, thân hình lập tức lui ra xa, sắc mặt đại biến. Phanh phanh phanh, tiếng nổ tung như sấm sét vang vọng, không trung run lên, năng lượng dao động khủng bố thổi quét bốn phía, mang theo từng đạo huyết vụ trực tiếp nổ bạo trên hư không. Trong tiếng nổ kinh người, huyết vụ rơi xuống, thân hình Lộc Linh bị chém thành hai đoạn, nửa thân trên lại bị chảo ấn xoắn nát thành máu loãng. Phong Vũ vốn đã bị trọng thương, không ngờ lại bị lệ quỷ đột ngột công kích, căn bản không kịp phòng ngự thân hình lập tức bị trường thương xuyên thủng. Tuy lệ quỷ là vũ tôn cửu trọng, nhưng nếu muốn trực tiếp đánh chết Phong Vũ chỉ sợ không dễ dàng, may mắn hắn hoàn toàn không hề đề phòng, hơn nữa lệ quỷ lại dùng vũ linh khí địa cấp, vì vậy Phong Vũ khó tránh kiếp nạn. Về phần Diệt Hồn Tôn giả, thân hình bị nện vỡ tung, thậm chí còn không hiểu là chuyện gì xảy ra. Dương Quỷ cùng Âm Quỷ tu vi vũ tôn bát trọng đỉnh phong, Diệt Hồn là linh tôn cửu trọng, nhưng lực phòng ngự của linh tôn vốn không bằng vũ tôn, hơn nữa bản thân hắn lại không đề phòng, lúc phát giác không đúng chỉ hốt hoảng phòng ngự nên không cách nào chống cự được quỷ đầu đao cùng đại chùy của hai người tập kích. Âm Quỷ cùng Dương Quỷ lần lượt đánh nát thân thể Diệt Hồn, vì thế hắn cũng không chạy thoát một kiếp. Tất cả chuyện này chỉ phát sinh trong nháy mắt. Mọi người chứng kiến cảnh tượng như vậy bất kể là Đế Đạo Minh hay Thiên Địa Minh thậm chí là nhóm tán tu lẫn thiên địa các đều kinh hãi nghẹn họng nhìn chân chối. Siêu siêu. Từng đạo lưu quang phóng lên cao, ba đạo hồn anh cấp tốc bỏ chạy, chính là Lộc Linh, Diệt Hồn cùng Phong Vũ. Thân hình ba người bị phá hủy, nhưng hồn anh tránh được một kiếp, hồn anh chính là vật quan trọng nhất của tu luyện giả, dưới nguy cơ ba siêu cấp cường giả liền lựa chọn bảo vệ hồn anh mà tìm một đường sinh cơ. Lão thất phu Phong Vũ, trốn chỗ nào? Lệ quỷ hét lớn một tiếng, hắn đã sớm có chuẩn bị, thân ảnh phá không bay ra, hồn anh Phong Vũ chạy trốn ngay trong quảng trường làm sao có lối thoát, nháy mắt đã bị chảo ấn bắt giữ. Diệt Hồn, người cũng trốn không thoát. Hồn anh Diệt Hồn vừa chạy ra, lập tức bị Âm Quỷ Dương Quỷ ngăn cản, ánh mắt hoảng sợ nhìn quanh bốn phía, hắn làm sao nghĩ tới kết cục này, không ngờ bị hai người ám toán. Dương Quỷ Âm Quỷ. Bản tôn sẽ không bỏ qua cho hai tên khốn các ngươi. Diệt Hồn quát to một tiếng, biến thành điên khùng, lưu quang chợt lóe muốn dùng lực lượng cuối cùng đối phó hai người. Chỉ là hồn anh mà thôi còn hung hăng càn quấy như thế, thành thật một chút đi. Một tiếng quát thánh thoát truyền ra, một đạo tử ảnh nháy mắt xuất hiện bên cạnh Âm Quỷ Dương Quỷ, hắc quang hiện lên, hóa thành hắc tháp mang theo khí tức quỷ dị âm hàn bao phủ hồn anh Diệt Hồn. Thân ảnh chợt lóe. Lập tức thu lại hắc tháp vào trong tay, chính là Chấn Linh Diệt Hồn Tháp của Lục Tâm Đồng. Chấn Linh Diệt Hồn Tháp vốn khắc chế hồn anh, với tu vi thực lực hiện tại của Lục Tâm Đồng, muốn thu hồn anh diệt hồn cũng không khó khăn. Hồn anh linh tôn cửu trọng, không tệ lắm. Thu hồi Chấn Linh Diệt Hồn Tháp, khóe môi Lục Tâm Đồng hiện lên nụ cười, sau khi luyện hóa uy lực hắc tháp sẽ tăng nhiều, dưới tình huống bình thường muốn lấy được hồn anh linh tôn cửu trọng không phải là chuyện dễ dàng, trên căn bản là không chiếm được. Tam tiểu thư, Âm Quỷ cùng Dương Quỷ thoáng sửng sốt, liền quỳ một gối hành lễ, đối với họ mà nói càng kiêng kỵ Lục Tâm Đồng hơn Lục Lâm Thiên, họ biết rõ bề ngoài của nàng nhìn như vô hại nhưng vừa ra tay chẳng khác gì địa ngục la sát, đủ làm cho họ sống không bằng chết. Lệ quỷ bái kiến tam tiểu thư. Cùng một lúc thân ảnh lệ quỷ chợt lóe lên, trong tay bắt giữ hồn anh Phong Vũ, hành lễ với Lục Tâm Đồng, ngày tháng sống không bằng chết trước kia, hắn hoàn toàn không muốn thử nghiệm lần nữa. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, không khỏi kinh ngạc, căn bản không hiểu là chuyện gì xảy ra. Nhất là người Đế Đạo Minh, càng thêm nghẹn họng nhìn chân chối, ngây ngốc tại chỗ, không ai nghĩ sẽ có kết quả như vậy, mà nhóm cường giả Thánh Linh Giáo đều lộ ý cười, kết quả này họ đã sớm hay biết. Đứng lên đi, không cần đa lễ. Lục Tâm Đồng mỉm cười nói. Tới lúc này các cường giả mơ hồ suy đoán được chuyện gì, sắc mặt không ngừng biến hóa. Đồ khốn!
ta sẽ không bỏ qua ngươi. Hồn anh Phong Vũ giãy giụa kịch liệt, tràn ngập vẻ hung ác bạo ngược. Tam tiểu thư, hồn anh lão thất phu Phong Vũ ở đây, đặc biệt lưu cho tam tiểu thư. Lệ quỷ đứng dậy nói, hắn lưu giữ hồn anh Phong Vũ là vì lập công, ba người đã quyết định con đường sau này của mình. Lệ quỷ đương nhiên hiểu nên làm như thế nào, mạng của họ nằm trong tay ba huynh muội Lục gia, sống chết, phú quý hay thê thảm phải xem biểu hiện lúc này. Hồn anh lão thất phu Phong Vũ, ta thật sự có tác dụng, giao cho ta đi, làm tốt lắm, nhớ một lần công lớn cho các ngươi. Lục Tâm Đồng mỉm cười, tiếp nhận hồn anh Phong Vũ, thủ ấn biến hóa, từng đạo độc khí nháy mắt rơi lên hồn anh lập tức yên tĩnh trở lại. Cực Lạc Tam Quỷ, ba tên hỗn chướng dám lật lọng, ta sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Hồn anh Lộc Linh bị Lục Lâm Thiên ngăn cản, không gian thổ hệ bao phủ thiên không, tuy hắn cấp tốc chạy trốn nhưng không cách nào thoát thân. Những gì đã xảy ra xung quanh Lộc Linh cũng đã biết được, tới hiện tại hắn mới biết mình bị bán rẻ, không ngờ Cực Lạc Tam Quỷ là người của Lục Lâm Thiên, là hắn bị người đùa bỡn xoay quanh, Cực Lạc Tam Quỷ còn cố ý cò kè mặc cả với hắn, Kim Lang, Cung Kỳ còn cố ý ra tay công kích, chẳng qua vì giảm thấp lòng phòng bị của hắn mà thôi, hắn lại mắc bẫy, lần này rơi cạm bẫy thậm chí đánh mất cả mạng của mình. Lộc Linh lão nhi, ngươi không cần hung hăng càn quấy, nhìn ngươi bây giờ làm sao đối kháng ba huynh đệ chúng ta, ngươi cảm thấy mình còn có thể sống sót sao? Lệ quỷ quát lạnh, Lộc Linh chỉ còn là hồn anh mà thôi, cho dù đứng trước mặt hắn cũng tuyệt đối không sợ, huống chi hắn cũng biết nhị thiếu gia Lục Lâm Thiên này cũng sẽ không để Lộc Linh sống sót. Cực Lạc Tam Quỷ, Lan Lăng Sơn Trang tuyệt đối không bỏ qua các ngươi. Hồn anh Lộc Linh rít gào nói. Kiệt kiệt, con mẹ nó không cần uy hiếp ta, ngươi đã nói với ta, cường giả trên đời này luôn có băn khoăn, căn bản không thể ra tay, về phần những người khác, còn động được ba huynh đệ chúng ta sao? Lệ quỷ thản nhiên nói. Lộc Linh lão cẩu, Cực Lạc Tam Quỷ chính là người của Lục gia, Lan Lăng Sơn Trang muốn động chỉ sợ còn chưa có bổn sự kia, lại muốn Cực Lạc Tam Quỷ âm thầm ra tay với ca ca ta. Nhưng ngươi không nghĩ tới họ lại là người của Lục gia đi, ngươi tự chui đầu vào giọ, thiên gây nghiệp chướng còn có thể sống, tự gây nhiệt không thể sống. Lục Tâm Đồng hừ lạnh nói. Được rồi, ngươi có thể chết đi thôi. Lục Lâm Thiên lên tiếng, thân ảnh trống rỗng xuất hiện trong không gian thổ hệ, thủ ấn biến hóa, một đạo trưởng ấn đánh thẳng vào hồn anh Lộc Linh. Tiểu tử, đây là ngươi tự chuốc lấy. Hồn anh Lộc Linh đột nhiên cười lạnh. Lập tức hóa thành đạo lưu quang bay thẳng vào ấn đường Lục Lâm Thiên, mục đích rất đơn giản, tới thời điểm này hắn chỉ có thể đoạt xá Lục Lâm Thiên mà thôi. Cẩn thận! Hừ! Lục Lâm Thiên cười nhạt, hắn không hề để ý hồn anh Lộc Linh xông vào ấn đường của mình, hoàn toàn xem thường, bên trong não hải có kim sắc tiểu đao, hồn anh Lộc Linh chính là muốn chết, đại bộ phận bị kim sắc tiểu đao cắn nuốt, nhưng dù sao vẫn có chút ưu đãi cho linh hồn lực của chính hắn. Tuy hồn anh Lộc Linh rất mạnh, nhưng chỉ nháy mắt tiến vào não hải lập tức bị kim sắc tiểu đao chém thành mảnh nhỏ. Người bên ngoài vẫn đang lo lắng, đối với thiên địa minh mà nói vẫn có chút chờ mong, hy vọng Lộc Linh đoạt xá thành công, nhưng nhìn thấy Lục Lâm Thiên không chút biến hóa, trong lòng nghi hoặc, không nghĩ tới thái độ của tiểu tử kia thật quỷ dị. Muốn đoạt xá ta, chính là muốn chết. Lục Lâm Thiên phủi phủi tay áo, khoanh tay đứng thẳng, liếc mắt nhìn xung quanh, khóe môi cười lạnh. Lục Lâm Thiên không có việc gì. Trong lòng mọi người không khỏi run lên, Lục Lâm Thiên thật sự không có việc gì, chỉ sợ Lộc Linh đã giữ nhiều lành ít. Trưởng môn không có việc gì, ta đã nói trưởng môn không có việc gì. Thiên Độc Yêu Long cười ha hả, mà đệ tử Phi Linh Môn đều kích động. Hô! Cường giả thiên địa minh phục hồi lại tinh thần, hít sâu một hơi, chỉ nháy mắt Lộc Linh, Phong Vũ cùng Diệt Hồn đều bị đánh chết, cả ba siêu cấp cường giả không ai chạy thoát. Đều bị tiêu diệt, thậm chí hồn anh cũng không lưu lại. Cường giả cấp độ như vậy chính là trụ cột của một sơn môn, đánh chết ba người này đối với Lan Lang Sơn Trang cùng Hóa Vũ Tông mà nói càng thêm thảm trọng. Ba siêu cấp cường giả bị chết, Cực Lạc Tam Quỷ phản chiến, điều này làm trong lòng người thiên địa minh chợt lạnh, đây chẳng khác gì làm họ tổn thất nặng, những người còn lại sao có thể đủ sức đối kháng đế đạo minh. Ha ha, tiểu tử, ngươi làm ta tuôn mồ hôi lạnh a. Thiên Dương nở nụ cười, một màn vừa rồi làm cho hắn vô cùng kinh ngạc. Người đế đạo minh thở ra một hơi nhẹ nhõm, ý cười giạt rào, minh chủ chơi một chiêu này cực hay, lần này đủ làm thiên địa minh tổn thương trầm trọng, không ai ngờ lại có được kết quả này, mà Cực Lạc Tam Quỷ vốn mang tiếng xấu hung danh, không
không ngờ là người của Lục gia, thật sự không tưởng tượng nổi. Không nghĩ tới Lục Lâm Thiên đã sớm có an bài, thiên địa minh cũng thật xui xẻo. Lam Thập Tam lộ ra ý cười nói. Ánh mắt Tử Yên kinh nghi, khóe môi cười khổ sở, hiện tại nghĩ lại nàng cũng không biết mình làm sao, biết rõ hắn không dễ dàng bị người bắt giữ như thế, nhưng nàng lại nhìn không thấu, không nghĩ tới nàng lại lo lắng tới như vậy. Lục Lâm Thiên, hồn anh Lộc Linh Tôn giả thế nào, mau thả hắn ra. Liễm Linh Tôn giả quát to. Hừ, Lan Lăng Sơn Trang dám đối phó ca ca ta, vậy đi chết đi. Lục Tâm Đồng quát một tiếng, sát ý tràn đầy. Cực Lạc Tam Quỷ, giao Liễm Linh cho các ngươi. Dạ, Tam Tiểu Thư. Cực Lạc Tam Quỷ gật đầu, thân ảnh lao thẳng tới chỗ Liễm Linh, lệ quỷ nháy mắt xuyên qua không gian, chân khí lan tràn, động tới thiên địa năng lượng, không gian run rẩy, một đạo chảo ấn mãnh liệt đánh tới. Không xong. Sắc mặt Liễm Linh đại biến, trong lòng ngưng trọng cực điểm, linh lực bạo tuôn, quyền ấn mang theo linh hồn công kích đồng loạt ngăn cản. Phanh. Nháy mắt hai đạo công kích va chạm lẫn nhau, lực công kích hủy diệt hung hăng va chạm, từng luồng sóng xung kích nhanh chóng khuếch tán khắp hư không, không gian đều bị phá hủy. Phốc. Liễm Linh phun ra máu tươi, thân hình bắn ngược ra ngoài, mà thân ảnh lệ quỷ cũng lảo đảo thối lui vài bước, nhưng vẫn tốt hơn Liễm Linh nhiều. Đi chết đi. Âm quỷ cùng dương quỷ nháy mắt xuất hiện, hai người cùng động, đột nhiên chân khí giải lụa chói mắt ầm ầm bay tới. Lan Lăng Sơn Trang vẫn còn vài người sống sót, nhưng không ai có thể giúp đỡ được chút gì, kiểu giao thủ cấp bậc này, tôn cấp thực lực thấp xen vào cũng chỉ có thể bị đánh thành mảnh nhỏ. Ánh mắt Liễm Linh dữ tợn, trong lúc hoảng sợ đánh ra hai đạo linh lực giải lụa thổi quét tới, hung hăng va chạm cùng hai đạo công kích của âm quỷ dương quỷ. Phốc! Bốn giải lụa chạm vào nhau, không gian nổ vang, năng lượng khuếch tán, thân hình Liễm Linh nện xuống đất kéo ra một khe nứt thật dài, không ngừng phun ra máu tươi. Chư vị, cùng xuất thủ, nếu không mọi người đều sẽ bị tiêu diệt từng bộ phận. Lão giả Linh Vũ giới chợt động, thân ảnh lao thẳng về hướng Cực Lạc Tam Quỷ. Cút ngay cho ta. Kim Lang hét lớn một tiếng, thân ảnh xuất hiện trước người lão giả, một quyền đánh ra chấn vỡ không gian, trực tiếp ngăn cản hắn. Cùng nhau ra tay, bằng không hôm nay không thoát được. Thao Ưng lão tổ, Vô Ảnh kiếm tôn, Hãn Thiên tôn giả ánh mắt chớp động, giờ phút này đã không còn đường lui, Lục Lâm Thiên quá âm hiểm, nếu còn không đoàn kết chỉ có thể bị hắn tiêu diệt từng bộ phận. Ha ha, hôm nay phải giáo huấn thiên địa minh các ngươi. Thiên Dương hét lớn một tiếng, thân ảnh cũng lao thẳng tới. Giết! Nhóm người đế đạo minh cực kỳ hưng phấn, thiên địa minh bị thương nặng, ba siêu cấp cường giả bị đánh chết, Liễm Linh bị trọng thương, mà đế đạo minh có thêm Cực Lạc Tam Quỷ, thực lực đảo lộn, không còn gì e ngại, cả đám người triển khai công kích cuồng mãnh. Bảy siêu cấp cường giả thiên địa minh vừa động liền bị Thiên Dương, Thanh Oản, Thất Tinh, Thiết Kiếm, Mang Linh, Kiền Chính, cùng kỳ còn có thiên địa nhị lão cùng nhau vây công, khi Nguyên Nhược Lan muốn động lại bị Dương quá ngăn cản. Phanh phanh! Cuộc chiến kịch liệt giữa những siêu cấp cường giả lại diễn ra, tiếng chấn vang triệt thiên không, cả không gian run rẩy. Giết, một tên cũng không để lại. Thiên Độc Yêu Long hét lớn một tiếng, thân ảnh dẫn đầu lao thẳng về hướng tôn cấp bình thường của thiên địa minh. Giết, người đế đạo minh thanh thế lớn, một đám nhiệt huyết mênh mông, sát khí khuấy động, chân khí linh lực run lên, lao thẳng về hướng thiên địa minh. Liều mạng, chết cũng không cho đế đạo minh yên thân. Thiên địa minh đã không còn cách nào, tới thời điểm này không thể mặc người chém giết, một đám đã chuẩn bị liều mạng, muốn chết cũng phải kéo người đệm lưng. Toàn bộ đệ tử đế đạo minh nghe lệnh, đều lui ra cho ta. Nhưng đúng ngay lúc này, một thanh ảnh xuất hiện trước mặt mọi người, Lục Lâm Thiên lăng không đứng thẳng, thanh âm quanh quẩn trên không, ý bảo mọi người lui ra phía sau. Trưởng môn. Đệ tử phi linh môn vốn xông tới trước nhất, nhưng nghe tiếng trưởng môn liền ngừng chân lại, mà đệ tử đế đạo minh cũng lui ra phía sau. Siêu siêu. Là Lục Lâm Thiên. Thiên địa minh vừa lao tới nhìn thấy thân ảnh Lục Lâm Thiên lại như gặp quỷ, trực tiếp ngừng phát lại, sắc mặt đại biến cấp tốc thối lui. Nhóm lão cầu thiên địa minh nghe kỹ cho ta, ta đã sớm nói, dám đợi upsilon.ng tới ta sẽ khiến các ngươi trả giá thật nhiều, cho các ngươi phải đau lòng hối hận. Thanh âm Lục Lâm Thiên lạnh băng quanh quẩn trên thiên không, hàn ý lan tràn, lời nói rơi vào trong tai thiên địa minh, họ đột nhiên cảm giác trong lòng lạnh lẽo, phảng phất như máu huyết đều đọng lại. Suy,
Lục Lâm Thiên vung tay lên, một đạo tử sắc lưu quang xoay tròn trên tay, ngay sau đó hắn liền ném lên không trung. Hô! Tử sắc lưu quang bay lên trời cao, lan tràn cỗ khí tức quỷ dị, trong chớp mắt một mảnh tử sắc lôi vân cuồn cuộn tràn tới, điện quang lưu chuyển, cả bầu trời phong vân biến sắc. Biến hóa trong nháy mắt làm mọi người khiếp sợ tới cực hạn, ánh mắt kinh hãi, trong lòng có dự cảm bất an. Tử lôi huyền đỉnh, đây là tử lôi huyền đỉnh. Chạy mau a, Lục Lâm Thiên muốn thúc giục tử lôi huyền đỉnh, chạy mau. Trong nháy mắt đã có người hét lớn, chân khí khủng bố nguy hiểm khiến linh hồn họ đều run rẩy lên. Khóe môi Lục Lâm Thiên hiện tia cười lạnh, sát ý nồng đậm tới cực điểm, thủ ấn khẽ biến, từng đạo tử sắc lôi điện treo trên bầu trời như thác nước, lôi điện dày đặc đều nhắm thẳng người thiên địa minh. Trốn, chạy mau a. Chân khí vô hình làm thiên địa minh run rẩy lên, trước mặt lôi uy kinh người linh hồn họ đều khủng hoảng. Chạy mau. Từng đạo linh lực chân khí trào ra, toàn lực khởi động thủ đoạn phòng ngự, sau đó lại vội vã bỏ chạy. Lục Lâm Thiên, ngươi muốn làm gì? Đồ khốn, ngươi dám động quy nguyên môn, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Trốn, các đệ tử chạy mau. Nhóm siêu cấp cường giả còn lại của thiên địa minh cảm giác được biến hóa. Toàn lực muốn tránh thoát vây công của nhóm người cùng kỳ, Lục Linh thi triển thủ đoạn biến hóa hai đạo linh hồn phân thân cũng vô dụng, đều bị nhóm người Thiên Dương ngăn cản lại, phải toàn lực đối kháng với họ nên không cách nào thoát thân cứu viện. Muốn đi cứu người, nằm mơ đi, trơ mắt chứng kiến bọn hắn chết là tốt nhất. Thiên Dương quát lạnh, từng đạo công kích toàn lực thi triển, chấn vỡ cả không gian phá nát. Đều đi chết đi, đừng mong chạy trốn. Lục Lâm Thiên hiện lên sát ý. Thủ ấn áp xuống, tử sắc lôi vân lóe lên lôi quang, hóa thành lôi đình mang theo tử sắc điện mang khoảnh khắc tuôn xuống dưới, vô số lôi đình như trời giáng rậm rạp đem cả không gian đều bao phủ. Suy lạp lạp, hết thảy chỉ là nháy mắt, tử sắc lôi đình cuồng mãnh oanh kích xuống dưới, như mưa to trút xuống, những nơi lôi đình đi qua, không gian ầm ầm nổ tung. Mạng ta xong rồi. Không gian bị oanh kích thành từng khe không gian tối đen, tu vi vương cấp không còn dũng khí chạy trốn. Linh hồn run rẩy ngây dại, nháy mắt lôi đình hạ xuống liền bị phá hủy thành mảnh nhỏ, huyết vụ tuôn trào, tiếng kêu thảm thiết dìm ngập trong tiếng sấm sét nổ vang. Cứu mạng! Chạy mau! Lục trưởng môn, chúng tôi không phải cố ý đối phó ngươi, chúng tôi biết sai lầm rồi. Lục minh chủ, ta không phải cố ý đối phó đế đạo minh, thả ta đi, ta nguyện ý gia nhập phi linh môn, tha cho ta đi. Mấy cường giả tán tu cùng không ít đệ tử thiên địa môn lớn tiếng hô lên. Chật vật bỏ chạy, mỗi đạo lôi đình hạ xuống lại có người tử vong. Nhưng tiếng hò hét kia cũng chỉ vô dụng, từng thân hình bị oanh thành mảnh nhỏ, hồn anh cũng không thoát, hoàn toàn không có lực đối kháng. Suy lạp lạp, phanh phanh, những người sống sót vốn cũng không còn bao nhiêu người, chỉ gần 200 mà thôi, lúc trước chiến đấu bị đế đạo minh đánh chết không ít, cuối cùng chỉ còn lại không đầy 100 người, nhưng dù sao cũng là cường giả, dù là vương cấp cũng không phải người bình thường. Nhưng gặp được tử kim huyền lôi, chỉ có thể bị đánh tan, với tu vi hiện tại của Lục Lâm Thiên, dù là vũ tôn bát trọng đỉnh tuyệt đối khó thể sống sót đừng nói chi bọn họ, dù có thúc giục linh khí cũng không cách nào đối kháng. A, à, cứu mạng! Nơi này chính là tàn sát, vô cùng huyết tinh, mỗi người bị đánh chúng đều hóa thành cho tàn, máu tươi khuynh sái, nháy mắt đã biến mất, tiếng kêu rên thê thảm, tiếng bỏ chạy trối chết xen lẫn vào nhau, sóng âm vô cùng thê lương. Nhưng đều bị tiếng sấm sét che giấu. Thật mạnh. Người đế đạo minh cùng thiên địa các nhìn một màn khủng bố trước mắt, nghẹn họng nhìn chân chối, trong lòng chết lặng, loại giết chóc này thật sự rất hiếm thấy. Trong tiếng nổ ầm vang, vẫn còn có người có thể khó khăn đối kháng, như Lăng Thanh Tuyệt, Lăng Thanh Tuyền tụ cùng một chỗ, đều thúc giục linh khí chống cự, hơn nữa do Lục Lâm Thiên khống chế, Tử Kim Huyền Lôi cũng không tập trung công kích người của linh vũ giới. Đồ khốn! Ta liều mạng với các ngươi. Nhìn thấy đệ tử Sơn Môn bị đồ lục, nhóm siêu cấp cường giả hoảng loạn, họ vốn cho rằng mình nắm chắc thắng lợi trong tay, ai nghĩ tới có biến hóa thế này, làm cho thiên địa minh rơi vào nông nỗi như hiện tại. Phanh phanh phanh. Bọn họ đều toàn lực ra tay, đã tới lúc này cũng chỉ còn có thể liều mạng. Chết đi. Lệ quỷ hét lớn một tiếng, trường thương hung hăng đâm thẳng vào hồn khí đao hình của Liễm Linh. Két. Ánh lửa tóe ra. Năng lượng kinh người lan tràn, không gian run rẩy không ngớt. Phốc, thân hình Liễm Linh bị đánh bay, nện mạnh xuống đất, máu tươi phun ra, đã bị trọng thương. Nếm ta một quyền.
Chỉ nháy mắt Dương Quỷ cùng Âm Quỷ một quyền ầm ầm rơi xuống, một lòng muốn đánh chết Liễm Linh, mà nhìn bộ dáng Liễm Linh không còn kiên trì được nữa. Cực Lạc Tam Quỷ, ba tên khốn các ngươi dám phản bội Lan Lăng Sơn Trang, bản tôn có chết cũng không bỏ qua các ngươi. Liễm Linh giãy giụa đứng dậy, ánh mắt lạnh lùng dữ tợn nhìn chằm chằm Dương Quỷ Âm Quỷ, thủ ấn áp xuống, chân khí khoảnh khắc tăng vọt, thân hình lập tức bành trướng. Lão nhị lão tam, người này muốn tự bạo hồn anh, cẩn thận một chút. Lệ Quỷ quát lớn, nhìn thấy Liễm Linh đang tính toán tự bạo hồn anh, người kia tu vi linh tôn bát trọng đỉnh, nếu tự bạo uy lực tuyệt đối khủng bố, nếu bị hắn tập trung cũng không dễ chịu. Lão gia hỏa ngoan độc. Âm Quỷ cùng Dương Quỷ thầm mắng một tiếng, thân ảnh cấp tốc thối lui, lúc này họ cũng không dám trêu chọc Liễm Linh. Siêu. Nhìn thấy hai người thối lui, Liễm Linh cũng không đuổi theo ngược lại lao về hướng Lục Lâm Thiên. Chư vị, chúng ta có chết cũng không để Lục Lâm Thiên dễ chịu. Liễm Linh hét lớn một tiếng, thân hình bành trướng đột nhiên bay vào trong phạm vi công kích của Tử Lôi Huyền Đỉnh, ngũ quan vặn vẹo dữ tợn lớn tiếng quát. Lục Lâm Thiên, bản tôn lấy cái chết làm đại giá, tuyệt đối không cho ngươi yên thân. Chết tiệt! Thần sắc Lục Lâm Thiên trầm xuống, Liễm Linh muốn tự bạo thật sự không phải chuyện đùa, ánh mắt tối lại, đây là điều mà Lục Lâm Thiên vẫn luôn lo lắng. Những siêu cấp cường giả nếu bị buộc nóng nảy đều tự bạo hồn anh tuyệt đối không phải chuyện buồn cười. Lục Lâm Thiên, Lan Lăng Sơn Trang nhất định cùng ngươi không chết không ngừng, bản tôn chết cũng không cho ngươi dễ chịu. Ngũ quan Liễm Linh vặn vẹo, bộ mặt dữ tợn tới cực hạn, cuối cùng dùng một hơi linh lực cuối cùng kết xuất thủ ấn, thân hình bành trướng tới mức đáng sợ. Hừ, Lục Lâm Thiên lăng không đứng thẳng, hai mắt trầm xuống, sát khí cùng sát ý thao thiên tràn ra, bao phủ cả thiên không. Hô ứng cùng lôi điện bên trên, làm người khác nhìn vào đều run sợ. Lục Lâm Thiên thoáng cân nhắc, hắn thúc giục Tử Lôi Huyền Đỉnh đánh chết nhiều người như vậy, còn tiêu hao khi đối phó Phong Vũ, hiện tại hao tổn không nhẹ, nếu để Liễm Linh tự bạo hồn anh hẳn sẽ nếm thiệt thòi, uy lực hồn anh tự bạo thật sự có thể so sánh được với linh tôn cửu trọng. Tự bạo hồn anh sao, người cũng chỉ chịu chết. Thoáng suy tư, Lục Lâm Thiên cũng không do dự, thủ ấn biến hóa, khởi động thanh linh khải giáp. Chân khí tràn ra, từ trong Tử Lôi Huyền Đỉnh bắn ra một đạo tử kim lôi đình như một đầu cự long rít gào lao xuống, ầm ầm hướng thẳng Liễm Linh. Ta liều mạng với ngươi. Liễm Linh hét lên một tiếng thê lương, khe không gian bao phủ xung quanh thân hình bành trướng, nhất thời trực tiếp nổ tung. Oanh! Cùng một thời gian tử kim huyền lôi trực tiếp oanh thẳng lên thân hình Liễm Linh, chỉ nháy mắt hai cỗ lực lượng đồng thời va chạm, tử sắc thiểm điện bộc phát, trong không gian hiện ra động sâu cực lớn. Phanh phanh, năng lượng va chạm, không gian nổ tung, quang mang mạnh mẽ chói mắt, cự lực khuếch tán, hư không sụp đổ, khe không gian lập tức lan tràn khắp nơi. Kinh khí phong bạo khuếch tán bốn phía, không gian vừa nứt vỡ trong nháy mắt khép lại. Đặng đặng, kinh khí cùng linh hồn lực khủng bố thổi quét, xuyên thấu qua thanh linh khải giáp chút lên người Lục Lâm Thiên khiến thân thể hắn lập tức bị đẩy lui. Tuy trong người không dễ chịu nhưng cũng không ảnh hưởng gì lớn. Khí huyết sôi trào nhưng lại bị hắn mạnh mẽ áp chế. Cực Lạc Tam Quỷ, các ngươi cẩn thận một chút. Giữa không trung, Lục Tâm Đồng nhìn thấy Liễm Linh suýt thương tổn được ca ca, hướng ba người quát lớn. Cực Lạc Tam Quỷ không dám tiếp xúc với ánh mắt của nàng, bởi vì họ cũng không ngờ Liễm Linh không đối phó mình mà đi đối phó Lục Lâm Thiên. Đồ khốn! Cường giả Thiên Địa Minh nhìn thấy Liễm Linh tự bạo nhưng vẫn không tổn thương được Lục Lâm Thiên, ánh mắt biến thành tuyệt vọng. Lão nhị, lão tam, bày trận. Vừa bị Lục Tâm Đồng có ý trách mắng, lúc này Cực Lạc Tam Quỷ đều gia nhập vòng chiến, ba thân ảnh lướt lên cao, phương vị lộ ra huyền ảo, theo tiếng hét lớn cả ba đạo quang trụ nhất thời tràn ra, cuối cùng dây dưa tương liên lẫn nhau. Hô hô, thủ ấn biến hóa, chỉ nháy mắt một trận pháp khổng lồ thành hình, quang trụ liên tục bay ra, động tới thiên địa năng lượng, cuối cùng bay vào trong đại trận. Không gian ẩm vang run rẩy, thiên địa năng lượng hội tụ đầy trời. Tam tinh trận. Cực Lạc Tam Quỷ hét lớn một tiếng, không gian vặn vẹo, uy lực khủng bố tràn ngập, khí thế ba người đột nhiên phát sinh biến hóa, quang trụ đột nhiên cùng xuyên vào thân thể Lệ Quỷ, cả không gian ẩm vang không ngớt. Oanh long. Chỉ nháy mắt sau lưng Lệ Quỷ hiện ra một hư ảnh nhân hình lớn hơn ngàn thước, uy áp lan tràn, khí thế vỡ áp thiên địa, thực lực có thể so sánh với Vũ Tôn cửu trọng hậu kỳ. Sắc mặt các cường giả đang kích chiến đều đại biến, bởi vì đây chính là chiêu thức cực mạnh của Cực Lạc Tam Quỷ,
cũng là nguyên nhân ba người tung hoành trong man hoang bình nguyên biết bao lâu vẫn không mấy ai dám đi trêu chọc bọn họ. Hư ảnh nhân hình hét lớn một tiếng, ánh mắt nhìn chằm chằm Bình Sơn Tôn giả đang đối chiến cùng Thiên Dương Tôn giả. Ba huynh đệ chúng ta cũng thu thập vài người đi. Hư ảnh hét lớn, cánh tay như cột trụ trời oanh thẳng một đạo quyền ấn, không gian vỡ nát, hiển lộ ra động sâu tối đen, trực tiếp xuyên qua không gian đánh thẳng tới Bình Sơn Tôn giả. Hư! Ánh mắt Bình Sơn trầm xuống, chân khí bạo tuôn, đột nhiên ngưng tụ thành một đầu kim sắc cự mãng. Cự mãng rít gào hướng hư ảnh đánh tới, va chạm thẳng vào quyền ấn kia. Oanh oanh oanh! Năng lượng khủng bố đỡ upsilon.ng chạm, chỉ thấy cự mãng phá nát, quyền ấn đánh xuống mang theo sóng xung kích hủy diệt hung hăng khuếch tán, thổi quét lên thân hình Bình Sơn, đem không gian xung quanh hắn hoàn toàn đánh nát. Phốc! Bình Sơn phun ra máu tươi, thân thể nện thẳng xuống đất, dưới đất bị đánh lõm thành quyền ấn cực lớn. Ô ô! Lúc này chín cỗ hung khôi cùng động, trực tiếp hình thành trận pháp bao phủ không gian, gia nhập thẳng vào trong vòng chiến. Suy lạp lạp, chỉ nháy mắt bên trong không gian lôi điện hiện ra một đạo tử sắc lôi đỉnh cắt qua hư không, nháy mắt xuất hiện trên đỉnh đầu Chu Hồng Viễn của Huyền Sơn Môn. Chu Hồng Viễn hoảng sợ, toàn thân run rẩy không thể nhúc nhích. Oanh long, lôi đỉnh lướt ra, nháy mắt ầm ầm hạ xuống, trực tiếp nện lên người Chu Hồng Viễn, khải giáp phòng ngự lập tức nứt nẻ. Tử sắc điện mang truyền khắp toàn thân hắn. Phanh! Tiếng nổ tung trầm thấp vang lên, thân hình Chu Hồng Viễn hóa thành mảnh nhỏ, căn bản không thể ngăn cản lôi đình oanh kích, Chu Hồng Viễn bị đánh chết, mà Vũ Tôn Tam Trọng gần bên cũng không tránh khỏi vận rủi, lôi đình hung hăng đánh xuống, thân hình hắn lập tức bị đánh chết tại chỗ. Lục Lâm Thiên, Huyền Sơn Môn sẽ không bỏ qua ngươi. Bình Sơn vừa bị Cực Lạc Tam Quỷ oanh lui, nhìn thấy đệ tử Huyền Sơn Môn đã chết hầu như không còn. Khuôn mặt dữ tợn, hai mắt đỏ đậm quát to. Chết tới nơi rồi, người còn hung hăng càn quấy cái gì? Hư ảnh lại đánh tới, uy thế kinh người bao phủ cả không trung. Đồ khốn! Bình Sơn quát lớn, trong mắt hiện vẻ hung ác bạo ngược, cơn giận ngập trời bộc phát, ánh mắt oán độc đảo qua hư ảnh khổng lồ cùng Lục Lâm Thiên đứng bên trong không gian lôi điện, thủ ấn biến hóa, chân khí đột nhiên kéo lên, thân hình bành trướng, khe không gian trực tiếp vỡ ra. Lao thẳng về hướng Cực Lạc Tam Quỷ. Đáng chết, lại muốn tự bạo hồn anh. Hư ảnh trầm xuống, thực lực Bình Sơn không yếu, ba người họ chỉ dựa vào tam tinh trận mới có thể áp chế. Đây là vì Bình Sơn cũng đã tiêu hao cạn kiệt, nhờ vậy mới nhặt được tiện nghi áp chế hắn. Lúc này Bình Sơn lại muốn tự bạo, với tu vi của hắn uy lực sẽ lớn. Lần này Cực Lạc Tam Quỷ cũng không dám né tránh, lần trước né tránh Liễm Linh cũng đã bị Tam Tiểu Thư khiển trách. Lần này nếu còn lặp lại lần nữa sẽ bị Tam Tiểu Thư trách tội. Lui về cho ta. Ánh mắt hư ảnh trầm xuống, dẫm mạnh xuống đất, mặt đất rung động vỡ tan, năng lượng hội tụ mang theo uy thế kinh người hung hăng đánh thẳng một quyền oanh thẳng vào Bình Sơn, dư âm năng lượng khuếch tán ẩm vang quanh quẩn cả thiên không. Tự bạo hồn anh, bản tôn chết cũng không bỏ qua các ngươi. Bình Sơn hét lên một tiếng thê lương, ánh mắt vô cùng oán độc, thân hình lập tức nổ tung. Cả không gian đều bị chấn nổ. Oanh! Tiếng nổ ầm vang cả không trung, uyển như tiếng sấm, sơn băng địa liệt, thậm chí sơn thể đều chấn động sụp đổ. Phốc! Hư ảnh không kiên trì được bao lâu liền ầm ầm chấn vỡ, thân ảnh ba người bay ngược ra ngoài, phun ra máu tươi, thân thể nện xuống quảng trường, lực lượng hồn anh tự bạo còn cường hãn hơn trong tưởng tượng của bọn họ. Oanh long! Trong không gian lôi điện, một đạo lôi đình giáng xuống. Tông chủ Âu Dương Huyền Linh Địa Linh Tông hoảng hốt, đôi mắt nhìn chằm chằm tử sắc lôi đình đánh xuống, trên khuôn mặt phong vận đã biến thành trắng bệch, nàng không cách nào chạy thoát. Siêu! Trong tích tắc một thân ảnh đã xuất hiện trước người Âu Dương Huyền Linh, khóe môi loang lổ vết máu, một đạo linh lực quang trụ trực tiếp đánh lên ngăn cản lôi đình. Oanh long! Lôi đình va chạm cùng quang trụ, khe không gian lập tức nổ tung. Đặng đặng! Thân ảnh kia kéo theo Âu Dương Huyền Linh bật lui. Muốn chạy ra khỏi không gian lôi điện, mà người này chính là Lục Linh Tôn giả vừa dùng hai linh hồn phân thân làm trả giá để thoát thân. Muốn chạy trốn, không dễ dàng như vậy. Ánh mắt Lục Lâm Thiên thoáng đổi, tâm thần vừa động, lôi vân cuồn cuộn, từng đạo tử sắc lôi đình như thác nước treo giữa không trung, đem đường đi của Lục Linh cùng Âu Dương Huyền Linh phong tỏa. Lôi uy kinh người lan tràn, phong vân biến sắc, kể cả Thất Tinh cùng Thanh Oản đều không dám tiến vào khu vực này tiếp tục vây đánh Lục Linh. Ngươi nghĩ biện pháp trốn đi, nếu có thể chạy trốn,
thông chi cường giả trong tông không tiếc hết thảy trả giá phải giết chết Lục Lâm Thiên, nếu còn lưu hắn lại tuyệt đối là tai họa lớn nhất. Sắc mặt Lục Linh trắng bệch, vừa nói thủ ấn vừa biến hóa, khe không gian xuất hiện, đẩy mạnh Âu Dương Huyền Linh vào trong khe không gian, tiếp theo sau ánh mắt oán độc nhìn Lục Lâm Thiên. Lục Lâm Thiên, hết thảy hôm nay, bản tôn buộc ngươi trả giá. Vừa dứt lời, Lục Linh kết xuất thủ ấn, khí thế trên mặt lại tiêu thăng, mạnh hơn thời kỳ toàn thịnh không ít. Lại dùng hồn anh tự bảo. Ánh mắt Lục Lâm Thiên trầm xuống, người này cũng ngoan độc, vẫn lựa chọn phương pháp này. Sắc mặt Lục Lâm Thiên lập tức ngưng trọng, thủ ấn biến hóa, chân khí tràn ra, từ trong tử lôi huyền đỉnh bắn ra một đạo lôi đình lớn như cánh tay hải nhi, như điện long rít gào giáng xuống, ầm ầm rơi xuống dưới. Lục Lâm Thiên, bản tôn tuyệt không buông tha ngươi. Sắc mặt Lục Linh trắng bệch tới cực điểm, tiếng quát thê lương âm trầm, dùng hơi chân khí cuối cùng đánh ra khe không gian, trong giây lát thân hình bành trướng tới cực hạn, trực tiếp lao thẳng về hướng điện long đang nện xuống, hai bên hung hăng va chạm lẫn nhau. Minh chủ cẩn thận, cường giả đế đạo Minh hét lớn, cũng không thể ra tay giúp đỡ được gì, trơ mắt nhìn hai cỗ lực lượng đỡ Upsilon.NG vào nhau, trong khoảnh khắc tử sắc thiểm điện khuếch tán. Oanh long, không gian nổ tung. Quang mang mạnh mẽ chói mắt, khe không gian lan tràn tối đen, thân hình Lục Linh hóa thành mảnh nhỏ. Phanh, kinh khí dư âm chút xuống, mang theo linh hồn công kích xuyên thấu qua thanh linh khải giáp trực tiếp xâm nhập vào người Lục Lâm Thiên, lực lượng này còn mạnh hơn liễm linh tự bảo. Phốc, Lục Lâm Thiên trúng đòn nghiêm trọng, phun trào máu tươi, ngũ tạng lục phủ bị chấn động lệch vị trí. Suy, thân hình Lục Lâm Thiên văng ra xa, sắc mặt trắng bệch. Mà tử sắc lôi vân cũng bị chấn nát. Thu. Cùng một thời gian thủ ấn biến hóa, Lục Lâm Thiên thu lại tử lôi huyền đỉnh, tuy trả giá chút đại giới nhưng vẫn chưa ảnh hưởng gì lớn đối với hắn. Suy. Âu Dương Huyền Linh đã phá không xuyên ra ngoài ngàn thước, khi quay đầu lại đã thấy Lục Linh hóa thành mảnh nhỏ. Chết đi. Một tiếng quát vang lên, thân ảnh Lục Tâm Đồng nháy mắt xuất hiện trước mặt Âu Dương Huyền Linh, một đạo giải lụa độc khí xuyên thủng không gian. Nháy mắt rơi lên người Âu Dương Huyền Linh, đánh chết nàng ngay giữa không trung. Lục Lâm Thiên bị thương, mọi người liều mạng. Hãn Thiên Tôn giả quát lớn, nhận thấy được Lục Lâm Thiên bị thương, điều này làm cường giả Thiên Địa Minh vui mừng, nguyên lai vẫn có cách đối phó hắn. Chư vị, giết a. Lúc này nhóm người Linh Vũ giới cùng nhóm tán tu cũng chỉ còn lại chừng 20-30 người, mà cường giả đế đạo Minh nhân cơ hội lao tới đuổi giết. Oanh long long. Một đám cường giả đồng loạt ra tay không chút lưu tình, hiện tại đế đạo Minh đã hoàn toàn áp chế. Ca ca, thế nào? Lục Tâm Đồng đi tới bên cạnh Lục Lâm Thiên, đưa mắt nhìn lướt toàn trường, ngoại trừ vừa rồi nàng đánh chết Âu Dương Huyền Linh cũng không tiếp tục ra tay. Lục Lâm Thiên lắc đầu, cảm giác được khí tức của Lục Tâm Đồng, thoáng sững sờ hỏi. Tâm Đồng, muội lại đột phá sao? Cũng chiếm được một ít ưu đãi. Lục Tâm Đồng cười nói. Tốt, không sao là tốt rồi. Lục Lâm Thiên cũng không kinh ngạc, cười nói. Liễm Linh, Lục Linh, Bình Sơn đồng thời lựa chọn tự bảo, cực lạc tam quỷ trọng thương, cũng không còn lực tái chiến. Hừ, ánh mắt Lục Lâm Thiên rơi lên người Thiên Nguyệt đang bị thiết kiếm cùng mang linh vây công, khóe môi cười lạnh. Oanh long long, không trung nổ vang, năng lượng thiên địa hội tụ, áp chế cả không gian lung lay như sắp đổ, nhóm người Thiên Địa Minh cùng tán tu. Linh vũ giới đều bị bao vây đuổi giết. Đặng đặng, cường giả Thiên Địa Minh bị đánh bay, sắc mặt trắng bệch, khóe môi ứa máu, thực lực mạnh hơn cũng bị đẩy lui. Một mỹ phụ bị đánh bay, máu tươi phun tràn dưới đất. Ngay khi thân hình mỹ phụ vẫn còn lảo đảo, một cỗ sát khí thao thiên phá không xuất hiện bên cạnh nàng, trong sát khí còn mang theo khí tức tàn hồn, nháy mắt ngưng tụ thành một đạo thân ảnh. Không xong, mỹ phụ đang thối lui. Nháy mắt không cách nào phản ứng, đã bị cấm chế. Thiên Nguyệt, hôm nay ngươi trốn không thoát, Nhật Sát Các cùng Nguyệt Long Các vốn không có đại ân oán, vì sao Nguyệt Long Các các ngươi phải đi tới một bước này? Thiết Kiếm hét lớn một tiếng, không gian xung quanh run lên, nhanh như chớp lao về hướng Thiên Nguyệt. Thiết Kiếm, Nhật Sát Các đừng nghĩ đã bình yên vô sự, chúng ta đều tự có lựa chọn mà thôi, cuối cùng phải nhìn xem là sơn môn nào có thể bảo trụ được địa bàn của mình đi. Mặc dù Thiên Nguyệt đã bị thương, nhưng tốc độ vẫn không kém, linh lực tràn ra, động tới năng lượng thiên địa, thúc giục hồn khí trường châm hóa thành quang trụ đánh thẳng tới Thiết Kiếm.
Đồng thời thân ảnh thiết kiếm lập tức tiến lên, kiếm quyết đánh ra, trường kiếm vẽ ra từng đạo kiếm ảnh uy thế cực kỳ khủng bố thổi quét tới. Răng rắc, hai cỗ năng lượng va chạm lẫn nhau, mang theo sóng xung kích hủy diệt hung hăng khuếch tán khắp bốn phía, hư không vỡ nát, hai thân ảnh bị năng lượng cuồng bạo đẩy lui. Hừ, thân ảnh Thiên Nguyệt lảo đảo, trong cổ họng truyền ra tiếng rên trầm đờ upsilon, c, không gian xung quanh chấn vỡ, sắc mặt càng thêm trắng bệch. Siêu, Thiên Nguyệt vốn đã muốn chạy trốn, đối chiến với thiết kiếm cùng mang linh, Thiên Nguyệt tự biết dù ở thời kỳ toàn thịnh cũng không thể đối kháng, huống chi là hiện tại. Còn muốn trốn sao, chẳng lẽ ngay cả các chủ Nguyệt Long Các mà ngươi cũng không cần. Một thanh âm truyền tới, một thân ảnh xuất hiện trước mặt Thiên Nguyệt, trong tay bắt giữ một mỹ phụ trung niên. Ánh mắt mỹ phụ kinh hãi mang theo vẻ tuyệt vọng, khuôn mặt cực kỳ phong vân đã biến thành trắng bệch, chính là các chủ Nguyệt Long Các Tuyết Linh Tôn giả Vương Đan Đan. Siêu siêu, thiết kiếm cùng mang linh đồng thời bay tới, nhìn thấy linh hồn phân thân của Lục Lâm Thiên, lập tức chia nhau ngăn cản đường lui của Thiên Nguyệt. Lục Lâm Thiên, ánh mắt Thiên Nguyệt âm trầm, nhìn linh hồn phân thân, giờ phút này chứng kiến Vương Đan Đan nằm trong tay Lục Lâm Thiên, khuôn mặt như già nua hơn mấy chục tuổi, dữ tợn méo mó. Ta đã nói sẽ làm các ngươi đau lòng cùng hối hận, nhìn ngươi bây giờ hẳn là như thế đi. Đại hồn anh dùng sức, sát khí tràn ra. Phanh, không gian vặn vẹo, một tiếng nổ tung trầm thấp vang vọng, Vương Đan Đan hóa thành mảnh nhỏ, hồn anh cấp tốc bay ra. Lại đây đi. Đại hồn anh há mồm khẽ hấp, hồn anh nháy mắt không còn đường chạy trốn trực tiếp bị đại hồn anh nuốt vào bụng, cắn nuốt hồn anh linh tôn nhị trọng cũng không đủ nhét kẽ răng của hắn. Đúng rồi, cũng nên trả lại huyễn diễn đao trận cho ta đi, đồ vật của ta không dễ lấy vậy đâu. Đại hồn anh thản nhiên nói. Lục Lâm Thiên, bản tôn chết cũng không bỏ qua ngươi, muốn lấy đồ vật trở về, nằm mơ đi. Ánh mắt Thiên Nguyệt trầm xuống, lộ ra ý cười âm trầm. Vừa dứt lời thân hình đã bành trướng, chân khí tiêu thăng, đột nhiên lao thẳng về hướng Lục Lâm Thiên. Lục Lâm Thiên, bản tôn cũng không để yên cho ngươi. Lâm Thiên cẩn thận, Thiên Nguyệt muốn tự bảo hồn anh. Mang linh quát lớn, lại thêm một người. Ánh mắt Lục Lâm Thiên ngưng trọng, không nghĩ tới Thiên Nguyệt tôn giả cũng muốn tự bảo hồn anh. Lục Lâm Thiên không biết Vương Đan Đan là cháu ruột của Thiên Nguyệt, trơ mắt nhìn cháu ruột bị đánh chết. Mà người Nguyệt Long Các cũng đã chết hầu như không còn ai, lúc này Thiên Nguyệt chỉ hận không thể ăn thịt uống máu của hắn, bị nhiều cường giả đế đạo minh vây công, bản thân Thiên Nguyệt cũng biết mình vô lực đào thoát, còn không bằng nhân cơ hội đánh trọng thương Lục Lâm Thiên. Siêu! Đại hồn anh cấp tốc thối lui, tu vi của Thiên Nguyệt thế nào Lục Lâm Thiên cũng biết, tuyệt đối không kém hơn Lục Linh, thậm chí còn mạnh hơn một ít, nếu tự bạo, đại hồn anh cũng không dám cứng rắn đón đỡ. Chẳng qua Thiên Nguyệt đã có ý đồ, làm sao cho hắn dễ dàng rời đi. Tự bạo hồn anh, bản tôn cũng không cho ngươi được sống yên. Thiên Nguyệt đã đi tới trước người hắn, thân hình bành trướng, nháy mắt nổ tung. Ông, ngay nháy mắt này bản thể Lục Lâm Thiên đã đi tới trước người đại hồn anh hóa thành lưu quang bay vào trong ấn đường của hắn, mà huyễn ảnh thanh vũ rực chớp động lập tức bao phủ ngay trước người. Oanh long, không gian run rẩy, hư không nổ tung hóa thành hắc động thật lớn. Nứt vụn thành từng khúc, mà những cường giả đang chiến đấu xa xa cũng bị lan tới. Phốc, mang linh cùng thiết kiếm đứng gần nhất cho nên bị kình khí khủng bố thổi quét, không thể không vội vàng bỏ chạy, nhưng đã chậm một chút, thân hình hai người bị chấn động lảo đảo bắn ngược, miệng tràn máu tươi. Cả hai người không có lực phòng ngự khủng bố như Lục Lâm Thiên, thiết kiếm đỡ hơn một chút, còn mang linh là linh tôn nên thảm hại hơn, thương thế tuyệt đối không nhẹ. Hai người ổn định lại thân hình. Sắc mặt trắng bệch, trong lòng còn sợ hãi, cũng may chạy được nhanh, bằng không thì thê thảm rồi, cả hai lập tức nhìn về hướng Lục Lâm Thiên. Kinh khí khủng bố quét ngang thiên không, trong nháy mắt bình tĩnh lại, thanh quang chợt lóe, huyễn ảnh thanh vũ rực mở ra, ánh mắt Lục Lâm Thiên trầm xuống. Phốc, Lục Lâm Thiên lại phun máu tươi, sắc mặt tái nhợt, hắn liên tục bị thương, cũng cảm thấy khó thể duy trì. Mẹ nó, lại phun thêm máu tươi. Thân hình Lục Lâm Thiên không tự chủ được lảo đảo thối lui vài bước, trong mắt hiện vẻ đau đớn, vừa rồi phun máu đã làm linh hồn bị thương, mà huyễn diễn đao trận nằm trên người Thiên Nguyệt cũng đã bị phá hủy theo bà ta, hồn anh linh tôn cửu trọng tự bạo, phỏng trừng ngoại trừ thần khí những đồ vật khác cũng không giữ được, huyễn diễn đao trận cũng không ngoại lệ. Huyễn diễn đao trận bị hủy, lạc ấn linh hồn lực cũng bị hủy,
đương nhiên làm linh hồn hắn cũng bị thương. Lần này vì khinh thường mà mất đi đao trận, bởi vậy trong lòng hắn thật sự khó chịu vô cùng. Lại không việc gì. Mang Linh cùng Thiết Kiếm đều kinh ngạc, không nghĩ tới lực phòng ngự của Lục Lâm Thiên thật quá biến thái. Ta chết cũng kéo theo đệm lưng. Một tôn cấp vạn thú tông như phát điên, toàn thân đầy vết thương, dù sao phải chết hắn cũng phải kéo theo vài người cùng chết, tuyệt đối là kẻ ngoan độc. Tự bạo hồn anh. Người kia hét lên một tiếng thê lương, khí thế tăng lên tới cực hạn, thân hình bành trướng, lập tức lao thẳng về hướng cường giả đế đạo minh đang trốn tránh. Oanh oanh. Tôn cấp nổ tung, chân khí thổi quét, chấn động không gian không ngừng run rẩy. Liều mạng, phải chết cũng phải kéo đệm lưng. Phải chết cùng chết. Lão tử chết cũng không bỏ qua các ngươi. Vào lúc này cường giả thiên địa minh đã biết không khả năng chạy thoát, bị cường giả vạn thú tông tự bạo làm ảnh hưởng, một đám đều liều mạng điên cuồng ôm lấy đối thủ thi triển tự bạo hồn anh. Phanh phanh. Hồn anh liên tục tự bạo, không gian run rẩy, tạo lên không ít động sâu. Quang mang mạnh mẽ bộc phát, lực lượng ngập trời khuếch tán, khe không gian liên tục lan tràn, năng lượng khủng bố phá hủy hết thảy hư không. Bốn tôn cấp thiên địa minh tự bạo, thậm chí còn đem càng nhiều cường giả đế đạo minh ôm nhau cùng chết, vì vậy cường giả đế đạo minh đều bị bức lui, đối phó những kẻ không còn muốn sống, dù thực lực mạnh hơn nữa cũng cần bận tâm tới bản thân mình. Thiên thủ, hổ viêm, thanh linh, bản tôn liều mạng với các ngươi. Trưởng môn Vi Bang Ngạn Quy Nguyên môn hét lớn một tiếng, thân hình nháy mắt bành trướng trực tiếp nổ tung. Con mẹ nó, mau tránh. Thiên thủ quỷ tôn hét lớn, ba người lập tức tránh né, bọn họ thật không dám đối kháng với hồn anh tự bạo. Phanh phanh. Hồn anh Vi Bang Ngạn tự bạo, chân khí bộc phát, trong không gian hiện ra động sâu cực lớn, quang mang mạnh mẽ chói mắt, lực lượng ngập trời khuếch tán, từng khe không gian không ngừng lan tràn. Lực lượng khủng bố làm cả hư không trực tiếp chấn vỡ. Phốc, thanh linh tôn giả cùng hổ viêm thiên tôn đều phun máu tươi, thiên thủ quỷ tôn chạy nhanh nên bị thương nhẹ hơn một ít. Đế đạo minh, quy nguyên môn nhất định cùng các ngươi không chết không ngừng. Hồn anh Vi Bang Ngạn tự bạo, người của quy nguyên môn cũng chết hầu như không còn, hãn thiên tôn giả thê lương hét lớn. Lúc này hãn thiên đã vết thương chồng chất, lúc này đã khó thể chống đỡ. Hãn thiên chứng kiến người của quy nguyên môn đã chết hầu như không còn, trong mắt hoàn toàn tuyệt vọng, càng thêm oán độc. Không chết không ngừng, hãn thiên, người tưởng làm ta sợ sao? Kiền chính tôn giả cũng không sợ hãi, trường ấn ầm ầm vỗ xuống, năng lượng hội tụ đầy trời, hung hăng vỡ áp thẳng về hướng hãn thiên tôn giả. Thiên địa nhị lão cũng không khách khí, giải lụa chân khí xuyên thủng không gian, chín cỗ khôi lỗi ầm ầm đánh tới. Ánh mắt hãn thiên trầm xuống. Thân hình nhanh chóng bành trướng, trực tiếp lao thẳng về hướng thiên địa nhị lão bọn họ. Kiền chính tôn giả mau lui lại, hãn thiên muốn tìm người đệm lưng. Tạ thiên quát to, thân hình cấp tốc thối lui, bởi vì hắn luôn đề phòng hãn thiên sẽ tự bạo. Mọi người cũng không cần thông chi, đã cấp tốc thối lui. Trốn không thoát, phải chết bản tôn cũng kéo mấy đệm lưng. Nhưng đã có chút chậm, hãn thiên tôn giả hét lớn một tiếng, thân hình nổ tung. Siêu siêu. Trong tích tắc, chín cỗ khôi lỗi đã ngăn cản trước người hãn thiên, mật văn tương liên, thủ ấn bao phủ, đem hãn thiên bao vây bên trong, khí tức nóng bỏng lan tràn, cả không gian đều bị thiêu cháy. Phanh phanh. Cả không gian nổ tung, kinh khí thổi quét, trời sụp đất nứt, chín cỗ hung khôi nháy mắt bị đánh bay, hung hăng nện xuống mặt đất. Phốc. Thiên địa nhị lão cùng kiền chính đã sớm bị thương. Mặc dù có chín hung khôi ngăn cản đại bộ phận kình khí nhưng vẫn bị dư âm lan tới, cả ba người đều phun máu tươi bật lui ra sau, mỗi bước đều dẫm vỡ cả mặt đất. Hừ, chín cỗ hung khôi bị đánh bay, trong cổ họng Lục Lâm Thiên truyền ra thanh âm, bên trong hung khôi có linh hồn ấn ký của hắn, hung khôi trọng thương lập tức làm cho hắn bị ảnh hưởng, nhưng hung khôi cũng không đến nỗi nào, dù sao tài liệu luyện chế thượng phẩm và vẫn chưa bị hủy hoại hồn anh. Nhị lão không sao chứ? Lục Lâm Thiên chợt lóe tới bên cạnh hai người, cảm giác khí tức trên người họ, biết họ bị trọng thương, vội vàng lấy ra đan dược giao cho nhị lão. Thương thế không nhẹ nhưng không sao. Thiên địa nhị lão cầm đan dược nuốt vào, chỉ sợ trong thời gian ngắn khó thể khôi phục. Chết đi! Thiên độc yêu long lớn tiếng rít gào, cự vĩ mang theo cự lực cùng độc khí ngập trời đánh thẳng lên người cổ phong trưởng lão Thiên Kiếm Môn, trực tiếp đánh chết hắn. Dừng tay! Toàn bộ dừng tay cho ta.
Nguyên Nhược Lan đang giao thủ với Dương Quá trên không trung, một chiêu chấn khai Dương Quá, lập tức nhảy lên trời cao, tà ma khí bạo tuôn, trường kiếm gào thét mang theo xu thế kinh người, giữa không trung lập tức gió dục mây vần. Nhìn thấy Nguyên Nhược Lan triệu hoán ma kiếm, Dương Quá ngừng lại, ánh mắt tập trung trên thân kiếm. Phanh phanh, cường giả đế đạo minh cũng không để ý Nguyên Nhược Lan, lúc này họ đang hoàn toàn áp đảo vài người còn lại của thiên địa minh, sao có thể buông tha. Lục Minh Chủ, hôm nay người thật sự muốn diệt sạch hay sao, ta sẽ liều mạng tự tổn tu vi cũng tuyệt đối không cho đế đạo minh được an lành. Nhìn thấy không ai quản tới mình, ánh mắt Nguyên Nhược Lan nhìn chằm chằm Lục Lâm Thiên. Lục Lâm Thiên ngẩng đầu nhìn Nguyên Nhược Lan, giờ phút này thiên địa minh chỉ còn lại vài người, những tiểu thế lực dựa vào thiên địa minh cũng đã bị tiêu diệt hầu như không còn. Mà thiên địa minh cũng chỉ còn lại ba siêu cấp cường giả Vô Ảnh Kiếm Tôn, Cương Khôi Tôn giả cùng Thao Ưng Lão Tổ mà thôi, mặc dù đế đạo minh cũng bị hao tổn, đặc biệt lúc các cường giả tự bạo hồn anh cũng khiến đế đạo minh bồi theo không ít cường giả, nhưng trong đội ngũ siêu cấp cường giả cũng chỉ bị trọng thương mà không ai tử vong. Nguyên cô nương, sự tình đã tới nông nỗi này, người cảm thấy được thiên địa minh sẽ bỏ qua đế đạo minh sao? Lục Lâm Thiên thản nhiên hỏi, nếu thả mấy người cuối cùng này, tới lúc đó nhất định là tâm phúc đại họa của đế đạo minh, cho nên hắn muốn diệt sạch. Nhược Lan, mau vận dụng lá bài tẩy cuối cùng, hiện tại chính là lúc đó. Vô Ảnh Kiếm Tôn trọng thương, nhưng trong mắt vẫn lộ tia cười lạnh. Lục Minh Chủ, Lục Trưởng Môn, đây là do ngươi bức ta, một khi đã như vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Nguyên Nhược Lan kêu lên, thủ ấn biến hóa, không gian xung quanh lập tức run rẩy lên. Hô! Khí tức Vũ Tôn thất trọng của Nguyên Nhược Lan lập tức biến thành cửu trọng, chân khí còn kéo lên tới Vũ Tôn cửu trọng đỉnh phong. Hô hô! Toàn thân Nguyên Nhược Lan ma khí quanh quẩn, khí tức vẫn còn tiếp tục kéo lên, một cỗ chân khí cuồn cuộn tràn ra, mơ hồ đã bước chân vào cấp độ mới, trong giây lát bầu trời gió dục mây vần, sấm sét nổ vang. Đây là thủ đoạn gì, không giống bí pháp tăng lên tu vi. Lục Lâm Thiên vô cùng nghi hoặc, nhìn thấy chân khí Nguyên Nhược Lan sắp đột phá Vũ Tôn cửu trọng, thậm chí còn hơn cả thời kỳ toàn thịnh của Kim Lang cùng kỳ. Ánh mắt lão giả tự xưng Đạm Niệm chợt lóe lên, vẫn đứng xa xa nhìn xem náo nhiệt. Sắc mặt Lục Lâm Thiên đại biến, hắn cảm giác được khí tức trên người Nguyên Nhược Lan thật giống khí tức phụ thân của Tiểu Long, trong lòng chợt hoảng hốt. Cấp độ chuẩn đế, chẳng lẽ đây là cấp độ chuẩn đế? Nháy mắt hắn giống như nghĩ tới điều gì, chẳng lẽ? Đế giả nguyên lực, không nghĩ tới lần này thiên kiếm môn cũng vận dụng đế giả nguyên lực. Tử đồng trưởng lão thì thào nói, trong mắt lộ vẻ rung động. Không biết thiên kiếm môn nhất định phải chiếm được đồ vật trong tử vong thâm uyên, hay là vì xem trọng Nguyên Nhược Lan, thậm chí còn đành lòng vận dụng đế giả nguyên lực. Lam bào lão giả đứng cạnh tử đồng trưởng lão than thở nói. Đế giả nguyên lực, Nguyên Nhược Lan vận dụng đế giả nguyên lực. Ánh mắt Thiên Dương Tôn giả run rẩy lên. Đế giả nguyên lực, đó là đế giả nguyên lực. Toàn bộ cường giả đế đạo minh đều có thể đoán ra nguyên nhân, đối với một ít siêu cấp cường giả mà nói tựa hồ cũng không phải bí mật gì quá lớn. Nhóm người Vô Ảnh Kiếm Tôn nhân cơ hội lui sang một bên, trong thiên địa minh cũng chỉ còn lại vài người ít ỏi. Cổ Kiếm Phong vẫn còn sống, trong Vạn Thú Tông chỉ còn một tôn cấp cùng Duẫn Ngạc, tòa kỵ huyết ưng của Thao Ưng Lão Tổ đã bị Thôn Thiên cùng Kỳ cùng Kim Dực Thiên Lang, Bàn Hủy Bàn Vân liên thủ đánh chết. Trong thần kim các chỉ còn lại Phá Cương Tôn giả Tôn Khai Long cùng một tôn cấp bị trọng thương, những sơn môn khác cũng chỉ còn Nhâm Trường Thanh của Huyễn Hồn môn bị trọng thương, lúc này hắn cũng đã đi tới sau lưng mấy người Tôn Khai Long. Trong Linh Vũ Giới, bởi vì có Lăng Thanh Tuyền nên Lục Lâm Thiên cũng không hạ độc thủ. Nhưng lúc vây công, mục tiêu chủ yếu của Phi Linh môn chính là Linh Vũ Giới, bởi vì lần trước Hỏa Thử Tôn giả đã chết trong tay bọn hắn, đương nhiên cường giả Phi Linh môn không muốn buông tha Linh Vũ Giới. Vì vậy lúc này Linh Vũ Giới chỉ còn lại Lăng Thanh Tuyền cùng Lăng Thanh Tuyệt sắc mặt tái nhợt, hai tôn cấp, bởi vì cường giả Phi Linh môn dù muốn đối phó hai huynh muội Lăng gia cũng không phải chuyện dễ dàng. Hô! Xung quanh Nguyên Nhược Lan giống như có bão táp sắp tới, hoàn toàn hôn ám, một cỗ năng lượng dao động kinh khủng tràn ngập, dưới uy áp thật lớn làm sắc mặt mọi người đều trắng bệch, không ai dám tới gần, người thực lực thấp một chút đã run lên. Đế giả nguyên lực, Nguyên Nhược Lan vận dụng đế giả nguyên lực. Sắc mặt Lục Lâm Thiên ngưng trọng, lần trước hắn đã nghe sư phụ Thánh Thủ Linh Tôn cùng Nghĩa Phụ Nam Thúc kể lại lai lịch đế giả nguyên lực,
nói ra cũng đơn giản, đó chính là năng lượng khủng bố trên người đế giả. Nếu vận dụng, có thể giúp người ta ở trong thời gian cực ngắn có thể thúc dục ra lực lượng mạnh nhất của đế giả, mặc dù không cường hãn như chuẩn đế, nhưng tuyệt đối có thể so sánh với chuẩn đế, dù là tôn cấp cửu trọng đỉnh phong cũng khó thể đối kháng. Ánh mắt Lục Lâm Thiên ngưng trọng, trong lòng lập tức cảnh giác, đế giả nguyên lực chính là trọng bảo, Nam Thúc có nói qua, đó là tinh huyết hồn lực của đế giả lưu lại, nghe đồn đãi một đế giả vẫn lạc nhiều nhất chỉ lưu lại 10 đạo đế giả nguyên lực. Lần trước Nghiêm Đỉnh cùng tứ pháp tôn linh vũ giới đã vận dụng 2 đế giả nguyên lực, thực lực vượt qua tôn cấp cửu trọng đỉnh, cũng chỉ có Nam Thúc mới có thể ngăn cản. Mỗi một đạo thật giá trị không kém thần khí, tuyệt đối đủ so sánh, lúc này Nguyên Nhược Lan sử dụng thực lực gia tăng tới mức đáng sợ như thế, làm trong lòng Lục Lâm Thiên lo lắng, Thiên Kiếm môn chuẩn bị thủ đoạn này đoán chừng là có tính toán phải đoạt được hết thảy trong Tử Vong Thâm Uyên. Đế giả nguyên lực, ánh mắt lão giả linh vũ giới thoáng biến hóa. Lâm Thiên, cẩn thận một chút, Nguyên Nhược Lan vận dụng đế giả nguyên lực, thực lực còn mạnh hơn lúc ta ở thời kỳ toàn thịnh, nhưng vận dụng không thể chống đỡ thời gian quá dài. Kim Lang cùng kỳ đi tới bên cạnh Lục Lâm Thiên, nhìn Nguyên Nhược Lan nói. Khí tức hiện tại của Nguyên Nhược Lan mặc dù còn chưa tới chuẩn đế chân chính, nhưng đã một chân bước vào chuẩn đế, dù là ta cũng khó ngăn cản. Một chân bước vào, cũng không phải chân chính chuẩn đế. Lục Lâm Thiên trầm xuống. Chỉ sợ có chút phiền phức, Kim Lang cùng kỳ đều bị thương, mà các đại siêu cấp cường giả cũng không có ai hoàn hảo, Kiền Chính, Thiên Địa Nhị Lão, Cực Lạc Tam Quỷ đều bị thương rất nặng. Lục Lâm Thiên cười khổ, trong lòng hắn cũng rõ ràng, cho dù mọi người ở thời kỳ toàn thịnh cũng khó thể chống lại Nguyên Nhược Lan hiện tại. Nếu ở thời kỳ toàn thịnh Kim Lang cùng kỳ liên thủ vẫn có thể ngăn cản được, nhưng trong tay Nguyên Nhược Lan còn có thêm ma kiếm quỷ dị. Chỉ sợ là không khả năng, bởi vì ma kiếm cường hãn lại cực kỳ huyền bí. Nhược Lan, mau giết người đế đạo minh đi, một tên cũng không buông tha. Vô Ảnh Kiếm Tôn lớn tiếng hô, nhìn qua toàn trường, Nguyên Nhược Lan vận dụng đế giả nguyên lực không ai đủ sức đối kháng, cũng may Sơn Môn đã có chuẩn bị, hiện tại chỉ cần giết người đế đạo minh, tới lúc đó hết thảy chỗ tốt đều thuộc về Thiên Kiếm Môn. Nguyên Nhược Lan vừa nghe vậy, vùng ma kiếm, quần áo bay tung phần phật. Toàn thân mang theo khí tức sắc bén bá đạo, khí tức thổi quét, nhìn Lục Lâm Thiên. Ngươi không nên bức ta, thân tại vị trí này, đều tự vì môn phái của mình, có một số việc thân bất do kỷ, ta cũng không khách khí. Hay cho từ không khách khí, bản thân ta muốn xem sau khi ngươi vận dụng đế giả nguyên lực, thì đạt tới tình trạng nào. Một tiếng quát vang lên, thân ảnh màu xám bước ra, dương quá xuất hiện trước người Nguyên Nhược Lan. Ông! Lời vừa dứt. Kim mang chợt lóe, chấn thiên nháy mắt xuất hiện giữa không trung, kiếm khí sắc bén tiết ra ngoài, hội tụ thành tiếng kiếm minh đinh tai nhức óc, kiếm khí xé rách không gian khiến cả hư không đều run lên. Dương quá, thực lực ngươi rất mạnh, chỉ tiếc hiện tại đã không phải là đối thủ của ta. Ánh mắt Nguyên Nhược Lan thoáng động. Vậy sao, vậy phải thử qua mới biết được. Hai tay Dương quá cầm cự kiếm, mũi kiếm chỉ thẳng thiên không, uy áp lan tràn, kim mang tung hoành như mặt trời nhô cao. Ngay tiếp theo trên mũi kiếm hóa thành lốc xoáy, năng lượng thiên địa giống như long quyển phong bạo vặn vẹo cả không gian, một đạo năng lượng quang trụ khổng lồ xuyên thấu qua năng lượng phong bạo rơi thẳng lên mũi kiếm. Vậy cứ thử xem đi. Nguyên Nhược Lan vừa dứt lời, khí tức tràn ra, ma kiếm vung lên, như lực phách hoa sơn, một đạo ma tà kiếm quang bắn tới, không gian run rẩy gần như nứt vụn, kiếm quang lao thẳng về hướng Dương Quá. Hiu! Cả không gian ầm ầm chấn vang. Ma tà kiếm quang quanh quẩn, xuyên thủng ra khe không gian tối đen. Ánh mắt Dương Quá cực kỳ ngưng trọng, chấn thiên vung ra, từng thanh âm kiếm minh kinh thiên động địa vang rền khắp cả thiên địa. Phá thiên thức, kiếm quyết lướt qua, Dương Quá hét lớn một tiếng, hàng vạn hàng ngàn kim mang bạo lướt, hóa thành kiếm quang bao trùm cả bầu trời khiến không gian nứt toác. Răng rắc, kiếm quang va chạm, ma tà kiếm quang xuyên qua hàng vạn hàng ngàn kiếm quang, nháy mắt không gian phá nát. Năng lượng phong bạo khủng bố thổi quét, hư không chấn vỡ, mà hàng vạn hàng ngàn kiếm quang chỉ nháy mắt đã bị chặt đứt. Đặng đặng, kinh khí quét tới, Dương Quá phun máu tươi bắn ngược ra sau.